Làm nhà mày có ok hơn không? Không, còn không đợi tới 9:30 like. Nghĩ là đúng rồi, 9:30, 9:30 10 giờ like, like gì cũng đỡ, nó sẽ ban em luôn á. Đâm lên like trên trên trang bay. Thôi nghĩ nó khóc quá trời. Nó không dám nhập hàng về, lỡ Sài Gòn bị corona cái gì nè, dính corona luôn. Có bị thì bị ngoài đó trước á. Hạnh Leo có thấy chị không? Hạnh chia sẻ qua trang cá nhân đi. Ta like bên trang cá nhân, ta like bên trang bay không biết có xa có được không được đây nè. Không thấy luôn hả? Vượt qua cơn bão. Trời ơi, nó cũng vậy luôn. Chị đẩy em không? Làm ở đây mắc cười thiệt chứ. Coi 4G là được, vậy hả? Trời ơi trời. Ừ, ai coi 3G coi 4G được nha. Mà bà nào mà coi wifi là thua rồi đó. Bà nào mà bắt wifi coi là thua rồi đó. Nó xếp bộ này đẹp, bố xếp bộ này 72.000 đẹp xuất sắc, 85.000 đẹp xuất sắc luôn, thề luôn á trời. Cứ danh dự với mấy chị luôn, xếp này là siêu đẹp luôn. Tôi thề luôn tại cái mạng như vậy á. Chứ ngày bình thường, chứ ngày bình thường á hả, mà cái xếp này lên là thiệt luôn á trời. Phải nói là hot hit luôn. Coi được coi không, lúc coi được coi không mà nó không được hả? Làm trên bay có mười mấy người à. Kỳ dữ người ta. Trời ơi, trên live buổi sáng nó đỡ hơn chút. Còn có người xem mấy bà ơi. Live buổi tối này là thua luôn á, không biết sao nữa. Mai Phương kêu nó thấy rõ ràng luôn kìa, thấy dễ sợ không? Thông báo gì? Em coi wifi rõ mà, thấy em TV hay người ta, TV xài mạng gì vậy em? TV xài gì vậy em ơi, FPT hả? Trời ơi, tôi không thấy comment luôn. Mấy chị đẩy em không á chị? Trời, em không biết em lên cái gì luôn, mọi người hoang mang quá à. Trời, em lên cái set này quá dễ thương luôn á khách. Set này đúng đẹp luôn á. Đơn tôi đi rồi hả bà? Văn Như Phụng chứa đi mà phải không? Chứa đi bà ơi. Văn Như Phụng đơn hàng chứa đi nha cục cân ơi. Rồi, bộ đang mặc màu rêu nè. Em nhìn rõ mà nè. Huỳnh Huyền Trang cái bộ đang mặc màu rêu nè, ok nè. Bộ đang mặc có 85.000 các chị ơi, đẹp dữ lắm, đẹp luôn mọi người. Siêu đẹp giùm em luôn các chị. Cẩm Thúy nhìn thấy rõ đúng không? Rồi ok. Ủa vậy hả, bên Viettel mới mạnh lại rồi hả? Mà nội trang sao kỳ vậy? Tao vừa cắt Viettel tao đổ qua FPT. Ở lộn VNPT chứ. Rồi, đây nhớ bà chế nha, sếp em đang mặc giùm em. Đây sếp đang mặc giùm em cho mọi người nha. Có 3 màu nè, màu xanh, màu xanh, màu vàng với lại màu hồng giùm em. Xanh, vàng, hồng giúp chị yêu nha. Rồi, ai lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm số điện thoại giúp em luôn nha mấy chị. Ai lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm số điện thoại giùm em luôn. Sếp đang mặc là 85.000 giùm em mấy chế đẹp ơi. 85.000 một set giùm em thôi, sếp này dễ thương lắm luôn á. Sỉ là 72 lẻ 85.000 giùm em là mấy chị đẹp nè. Rồi ai lấy set thì chốt set kèm số điện thoại giùm em mấy chị ơi. Trời em la ít người coi với em cũng buồn ghê á. Hồi nãy coi vẫn rõ nét mà. Trời ơi nó được cái dây phút đầu rồi mấy chị ơi. Rồi ai lấy set nữa chốt set giùm em cho mọi người nha. Set hoa. Set hoa này là set hoa theo giùm em cho mọi người nha. Lên 2 tầng giùm em luôn. Quần là quần ống rộng dài giúp em mấy chị. Đây, quần là quần ống rộng dài giúp em nè. Rất là đẹp luôn mấy chị yêu. Ai lấy set này nữa chốt set kèm số điện thoại giùm em luôn khách ơi. Em có 3 màu giùm chị nha, màu vàng, màu xanh với lại màu hồng giùm em thôi. Tình yêu lấy màu nào mình chốt em màu đỏ kèm số điện thoại giúp em luôn mấy chị ơi. Chia sẻ livestream giùm em nha khách ơi, chia sẻ livestream giùm em nha. Rồi mấy chị ơi, mấy chị vào đây lại, mấy chị chia sẻ lại cho em trong cái trang qua trang bay giùm em với nha mọi người nha. Chia sẻ qua trang bay giùm em với nha các mấy gái ơi. Rồi ồ em cũng không biết sao nữa mấy chị ơi, em cũng biết sao nữa. Quan mang quá. Rồi
Rồi vậy là mấy bà nào? Dạ đúng rồi, bộ hoa này dễ thương cực kỳ luôn, em thiệt với mấy chế luôn á. Bộ hoa này 60 cân mặc vừa luôn chị đẹp. Rất là xinh luôn á. Bây giờ em sẽ đổi phong thủy, em lên cái màu xanh này thử coi sao nha. Đây, để lên cái màu xanh này thử coi sao, đổi phong thủy coi nó có đẹp hơn không. Em canh giờ sớm để hốt bộ này. Trời ơi, chị like nãy giờ bên trang cá nhân ấy em. Chị like nãy giờ bên trang cá nhân á. Rồi, tình yêu lấy bộ này nữa, chút bộ giùm em nha. Giờ đổi phong thủy như thị cái lên bộ xanh thử coi nó có thay đổi phong thủy gì không nè. Xong rồi em qua mẫu cho. Chắc like hôm nay like nhanh nhanh rồi, chắc nghỉ quá. Sáng mai bán tiếp hoặc là tối nay 10 giờ gặp mấy chị lại quá à. Thiệt luôn á. Trời, bộ này dễ thương lắm luôn mấy bà ơi. Xỉ có 72 ngàn à, lẻ có 85 ngàn. Em có thiệt đẹp xuất sắc trời mây luôn trời. Trời ơi, cái này nó là hàng theo hết toàn bộ luôn nha khách. Hàng theo hết toàn bộ giùm em luôn. Và cái set này đang rất là hot hit giùm em luôn nha cả nhà. Trời ơi, set này đẹp quá à. Mấy bà ơi, thiệt sự luôn nè. Cái bông là bông theo giùm em luôn nha mấy bà gái. Bình thường mấy chị, cái bộ này nè, nó về cái hàng bình thường lắm luôn á. Mà đã 70-80 ngàn rồi. Thiệt luôn, bữa nay về cái bông này là bông theo giùm em luôn mà giá quá rẻ mấy chơi. Giá quá rẻ quá đẹp luôn. Đây lên màu xanh cho chị coi, trời màu xanh đẹp quá à. Trời màu xanh sang xỉu luôn á bà gái. Màu xanh sang xỉu giùm em luôn. Đó, tầm nếu lấy bộ này nữa chốt giùm em nha mấy chị nha. Nó có 3 màu, màu xanh, màu vàng với lại màu hồng giùm em thôi. Rồi ai lấy màu nào chốt giùm em màu đỏ kèm xin hỏi giúp em luôn nha mấy cục cưng ơi. Rồi, trời bộ này đẹp lắm, em nói thiệt luôn mấy bà, lấy hơn bộ giùm mặt thật bán thử đi, tôi thề luôn á, đang rất là hot luôn. Đang rất là hot hit giùm em luôn nha. Rồi, tình yêu lấy màu nào nó chốt em màu đỏ giùm em luôn nha mấy chị nha. Mấy chị ơi, mấy chị đang xem live, mấy chị nhớ chấm bài và chia sẻ livestream giúp em ha mọi người ha. Mình không coi, mình không mua cũng được mấy chị, mình mấy chị nhớ chấm bài lên giùm em với. Mấy chị nhớ chấm bài lên giùm em với nha. Rồi, bộ này em còn 3 màu, màu xanh, màu vàng với lại màu hồng. Rồi ai lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm xin thỏ giúp em luôn. Mẫu này nhà em giá bán lẻ cho bà gái là chỉ có 85.000 một set thôi. 85.000 một set ha. Quần dài ống rộng giùm em luôn, giống như em đang mang. Quần dài ống rộng giống như em đang mang nhớ chị. Đằng sau lưng là mấy chị nè, em làm cho bà chế nút gài ha. Kiểu như là cổ giọt nước giọt mưa vậy mấy chị, dễ thương lắm. Rồi ai lấy bộ này nữa chốt bộ kèm xin thỏ giùm em luôn với bà chế nha. Rồi qua mẫu đi mấy chị ơi. Còn nếu lấy nữa thì chốt giùm em. Bây giờ em qua mẫu cho mấy chị đây. Để chứ mất công quá hả. Có một mẫu chị lấy like hoài. Em không thấy thông báo luôn mà chị like từ nãy tới giờ chị like bên trang cá nhân á. Mà nó cứ bị lỗi mạng ngoài. Cái gì anh? Hả? Rồi bây giờ em lên cho bà chế cái mẫu này nè, dễ thương lắm. Bên đây xếp bộ ngố về nhiều chứ bà. Bên đây xếp bộ ngố về nhiều lắm luôn á. Rồi, tình yêu lấy xếp bộ này nữa, chốt xếp giùm em nha mấy chị nha. Trời dễ thương xỉu luôn, em thề với mấy chị luôn là sang quá hết trời quá đó. Sang lắm luôn á, 85.000. Lên xếp bộ pyjama hả? Có pyjama nhưng mà đã chút xíu nha. Em lên cái mẫu này trước cho mấy chị nè. Xếp này đẹp lắm luôn. Rồi, xếp này giùm em nha mấy chị nha. Xỉ mẫu này là 67.000. Xỉ 67.000 giùm em nè mấy chị đẹp nè. Pyjama hôm nay về 2 mẫu siêu phẩm luôn. Pyjama này hôm nay em về 2 mẫu cho mấy chị gọi là siêu phẩm luôn á mọi người. Đây, xếp bộ quần ngố vải thun bô rip giùm em ha. Rồi, hàng dây kéo giùm em luôn mấy chị ơi. Có nó giùm em luôn nè mấy chị. Xếp bộ dây kéo vải thun bô rip. Mẫu này em về cho mấy chị được 2 màu nha. Xỉ là 67.000 lẻ. Mẫu này là 80.000 một bộ giùm em mấy chị. 80.000 một set giùm em luôn ha. Màu đen và màu nu. Màu đen và màu nu giùm em. Trời em nói thiệt cái set này em nói thiệt mấy chị ơi, mua về mặt là chỉ có ghiền cho em thôi. Tái tê cuộc tình nha mấy chị nha. Đây đẹp cực kỳ luôn. Em sẽ lên cái mẫu này, em sẽ lên set màu vào màu nào ta? Màu đen ha. Lên bộ ngổ đi để tôi nè bơ lên bộ ngổ đây. Em lại lên set màu đen nha mấy chị, tại em không có màu, em mặc màu đen cho nhìn em nhỏ gọn đó mọi người. Đây hai màu nha, nu và đen thôi. Nu và đen giùm em thôi nha mấy chị. Trời cái set này đẹp kinh khủng khiếp luôn á trời. Cái set theo này nè. Hot ơi là hot luôn á, mà sao mấy chị? Chắc không biết là do mạng hay là do đồ em bán xấu nữa. Thiệt luôn á. Ủa em thấy đồ em đẹp lắm mà ta. Sao mấy chị không mua ta, chỗ set này đẹp quá rồi mấy bà. Nói thiệt luôn á trời. Vải thun bô rip giùm em nha mấy chị. Vải thun bô rip giùm em luôn. Mẫu này nhà em 80.000 một set thôi nha mấy chị yêu ơi. Chia sẻ livestream giùm em nha. Trời ơi, siêu đẹp luôn mấy chị yêu. Siêu đẹp luôn nè. Ủa em thề với bà gái luôn á, trời dễ thương xỉu luôn á. Ôi ôi cái set này với bà chế nha. Đeo cho em thêm một cái túi mini nữa. Một cái túi mini hoặc là một cái túi gì cũng được, hoặc là mấy cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Chấm tương tác với mấy chị nói chuyện với em đồ coi em lấy động lực em. Em like coi cái gì đâu mà lên im ru em ra em không biết được em mò luôn nè. Mà mấy ba ơi, mấy bà ơi. Đây cho mấy bà chế nha, trời cái set này đúng dễ thương.
Em thề với bà gái luôn á, lịch sự loài người, bán cái bộ này quá đẹp luôn. Màu ba trên da nè, set này đẹp lắm luôn á mấy chị ơi. Xỉ 67 lẻ lẻ 90 nghìn hả? Đây set bộ ngủ giùm em nha. Lẻ 85 ngàn một bộ mấy chị ơi, đẹp lắm luôn á bà. Có hai màu thôi, màu nu và màu đen. Nu và đen giùm em mấy chị ơi, trời tao nói cân xỉu. Cân xỉu. Tình yêu lấy màu nào chốt em màu đỏ càng xuyến hỏi giúp em nha mấy bà chị nha, trời dễ thương chưa? Trời ơi. Ôi mấy chị có cái chất vải của nó nè mọi người nè. Vải này là vải thun bu rip cho mấy bà chế nha. Bình thường em bán một cái áo thun bu rip thôi bà chế ơi là đã vô tầm 55-60 ngàn rồi. Dây kéo đồ nữa là vô tầm 55-60 ngàn rồi. Mà nguyên set này mấy chị mua chỉ có 80 nghìn thôi ha. Một cái quần ngố giùm em nè, với lại một cái áo có nón giùm em luôn nha mấy chị. Có nón luôn, siêu đẹp cái bộ này. Trời cái bộ này đẹp quá à, thiệt sự luôn trời. Màu ba ok tình yêu có rồi. Đơn đơn hồi tối đi chưa? Betty Cook gì nào đi rồi phải không? Betty Cook ơi, có một cái một em yêu ơi, chị chưa có chốt đơn cho em nha. Mới có một cái một chị chưa có chốt đơn được nha em yêu. Rồi như da lấy ba bộ này, trời bộ này đẹp quá à. Bộ này siêu sậm sò lắm chị ơi. Có hai màu, ba màu giùm em thôi nha mọi người nha. Có lượng có hai màu thôi à. Màu đen và màu nu giùm em thôi mấy chị. Đen và nu giùm em thôi nè. Màu đen, màu nu em đang mặc nè. Trời ơi bộ này siêu đẹp luôn á trời. Em nói thiệt mấy chị ơi, không mua bộ này tiếc, chịu làm tiếc mấy chị. Trời ơi vải nó cứng đã giùm em luôn. Phone này mấy chị 69 mấy chị mặc thoải mái luôn á. Em là đang bầu bì nữa chị thấy không, em đang bầu bì nè chị không, em mặc vô nè chị gọn ơ mấy bà chị ơi. Đây nguyên một set giùm em luôn. Trời ơi cái bộ này nó thở thật sự nó quá đẹp. Nó quá đẹp cái bộ này giùm em luôn ha. Hai set cho chị Kim Tuyền nè. Trời bộ này dễ thương quá à. Em thề với bà gái luôn, bộ này là quá trời dễ thương luôn á. Đó xỉ mẫu này 68 ngàn giùm em nè. Đơn em đi, gái ngoan đơn chú đi. Chị nào hồi trưa nay mới gọi điện là hàng chú đi nha mấy bà trẻ nha. Trưa nay mới gọi điện là hàng chú đi giùm em luôn. Trời cái set này đúng dễ thương mấy chị ơi. Hai màu giùm em thôi, đen và nu. Hai màu giùm em thôi mấy chị nha, đen và nu nè, màu nu của nó đây. Trời ơi em nói thiệt vải này là vải thun bu rít cho khách nha, nó quá dễ thương luôn mọi người. Cực kỳ xinh giùm em luôn nè mấy chị, cực kỳ dễ thương luôn. Đen nu ha, 90 ngàn một bộ vậy. Nhiều ta 80 nghìn một bộ giùm em, trời 80 nghìn một set như thế này giùm em luôn. Đó, một cái áo cho mấy bà trẻ nha, thêm một cái quần nữa. Trời ơi tôi nói thiệt sự cái bộ này quá dễ thương luôn. Bình thường cái set bộ mà vải thun bình thường thôi là đã 60 rồi. Bữa nay nguyên một set này thôi mấy chị ơi, có 80 ngàn thôi, siêu đẹp giùm em luôn. Mà cái hàng này là hàng thun bu rip nha mấy chị yêu nha. Thun bu rip siêu xịn sò giùm em luôn nè mấy chị. Đó, đẹp ghê không? Chỗ đẹp lắm luôn á, nguyên một set giùm em luôn mấy bà trẻ. Tầm nêu lấy màu nào mình chốt em màu đỏ kèm xuyến hỏi giúp em luôn nè. Chỗ set vải thun bu rip quá dễ thương mấy chị ơi. Quá dễ thương, quá xinh giùm em luôn. Để em, ok em ơi, ráng lựa trong like là giùm chị nha. Chứ không lựa là tối nay chị xả đơn luôn á. Tối nay là bên em là em sẽ like tới 10-11 giờ luôn mọi người. Tại vì tới giờ mà tới cuối á, tới tối á thì mạng nó sẽ mạnh hơn chút. Mạng nó sẽ mạnh hơn chút. Giờ thì mạng nó hơi yếu. Mấy chị coi từ đi, từ rõ lên là nó mới like mạnh được. Chứ còn bây giờ nó yếu lắm. Yếu lắm, chứ giờ mấy chị đòi mạnh em cũng biết sao mà mạnh được nữa. Bây giờ mà mạnh là đòi mạnh là không biết mạnh khúc nào luôn á. Cứ phải tầm vô 9:30 10 giờ gì đó mọi người mới nó mới mạnh được. Còn cái này nó hơi yếu á. Mấy chị để em tí xíu nha. Rồi bây giờ sẽ lên với bà gái cái mẫu này nè, dễ thương lắm. Lên ảo giùm em đi mấy chị. Trời xách bộ đúng xinh luôn không mua. Trời ơi buồn quá đa luôn nè. Buồn quá đa luôn, không xem được luôn bà Nguyễn Hoa Nhàn kìa. Trời ơi khách không xem được không à. Sáng like thì không ai coi được hết trơn mấy bà. Sáng like thì mấy bà khách của em cũng like. Mà tối em like thì mấy chị lại không coi được. Không biết đường mà em mò luôn á. Trời ơi sao chán đời dữ đa. Chị cũng không biết luôn, biết style luôn. Rồi, lên tiếp mẫu giùm em luôn nha mấy chị nha. Set em đang mang nha mấy cục cơm, set đang mang đẹp lắm luôn mấy bà. Set đang mang siêu cục siêu cân. Rồi lên áo, nói lộn áo rồi. Nói lộn cái mã này cho em rồi, nhưng mà không sao, set cái này cũng đẹp. Huỳnh Huyền Trang và kêu co bình thường nè. Ủa không lẽ bồ đồ mang xấu dữ vậy ta, không ai mua trời. Rồi tôi mặc cái set này lên tôi còn cảm giác tôi đẹp luôn á. Hình như bị theo vùng đó chị. Rồi tao cũng không biết đường mà mò nữa. Trời cái sách này em mặc lên mà em còn tự tin em đẹp luôn á bà gái. Sao bà gái không mua vậy? Thiệt luôn, tôi mặc lên tôi cảm giác tôi tự tin tôi đẹp luôn á. Rồi lên áo giùm em mấy chị ơi. Trời nó đưa lộn mẫu rồi nhưng mà không sao cả, mẫu này cũng đẹp. Đây mấy chị, áo nút bọc giùm em, áo nút gỗ cho mấy chị nha, phối ren. Áo nút gỗ phối ren rồi 40 ngàn.
40.000 vải thun gân giùm em ha mọi người ha, siêu dễ thương luôn. Cái này em có nhiều màu nè mấy chị. Rồi tình yêu lấy màu nào, chốt em màu đỏ luôn, cái này đẹp nha mấy bà. Ren rất là đẹp, rất là sang em luôn. Đây cái này em có màu trắng nè. Màu trắng nha. Màu vàng. Màu xám. Màu đỏ. Màu hường. Và màu đen giùm em. Đó. Ai lấy màu nào mình chốt em màu đỏ kèm số điện thoại giúp em luôn mấy chị ơi. 40.000 một ảo thôi nha mấy chị nha. 40.000 một ảo giùm em thôi mấy chị, rất là xinh luôn nè mọi người nè. Đó, lên cái phone để bà gái coi nè. Nó đẹp nhức nách cái bộ này luôn á trời. Đẹp lắm luôn. Đó, siêu dễ thương cho em luôn nha mấy bà trẻ ơi. Hôm nay like gấp vui văn nghệ nè. Ngày nào cũng like gấp vui văn nghệ hết trơn á. Không lẽ nghỉ về quê một tuần chứ. Anh che cái bộ xong nó lên không? Che bộ xong lên mất. Đây nha mấy chị yêu nha. Đó, em mặc chung với lại quần ngổ cho mấy chị coi nè. Trời ơi, dễ thương ghê luôn á. Rồi bé Ni nè. Đủ không xám cho Nhi da. Đủ không xám cho Nhi da nè. Ok nè. Bé Nị lấy hai màu đen trắng nè. Rồi ok, 40.000 một ảo nha mấy chị. 40.000 giùm em thôi mấy chị yêu ơi. Thêm hồng trắng nè. Ok Nhi da nè, thêm hai màu hồng trắng nè. Rồi ai lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm số điện thoại giúp em luôn mấy chị, dễ thương lắm luôn. Xin nào hả? Bé Nị ơi, mua comment lại giúp chị nha. Cái comment của em chưa thấy bị xóa rồi nè em yêu ơi. Mấy 30-28. Khùng hả? Trời ơi, hỏi điên cái gì vậy? Bé Nị ơi, comment lại giùm chị nha em. Bé Nị ơi, comment lại giùm chị nha, chị không thấy comment của em nè. 30. Trời đất ơi. Rồi em có màu nha mấy chị ơi. Rồi bé Nị đã số điện thoại rồi nè. Bé Nị đã số điện thoại rồi nha. Rồi em lên màu áo lại cho mấy chị yêu nè. Đó, màu này dễ thương mấy chị ơi, có 40.000 một áo giùm em thôi. Form này 60kg mấy chị mặc thoải mái giùm em luôn. Tại vì vải này nó có độ co giãn giùm em không mọi người. Có độ co giãn cực thì thích giùm em luôn. Rồi tôi không thấy comment luôn. Hồng trắng hai màu cho Phương Vinh Dương. Phương Vinh Dương còn trắng nết hồng rồi nha bé. Còn trắng nết hồng. Bây giờ còn đỏ và cục cưng ơi. Còn đỏ, còn vàng, còn đen thôi. Đỏ, vàng, đen giùm em mấy chị. Chia sẻ livestream giùm em cho mấy cục cưng nha. Giờ màu đỏ dễ thương ghê mà. Vải này là hàng này là hàng vải thun gọi là gì ta, thun gì, thun gân, nếu như mà là hàng len gân đó mọi người, dễ thương lắm. Màu đỏ giùm em đó mấy chị nào, xinh cực kỳ chưa, đỏ rất là dễ thương luôn. Màu đỏ giùm em nha mấy bà, ai lấy đỏ chút đỏ kèm xứng thọ giùm em luôn. Trắng đẹp ghê, trắng dễ thương ghê luôn á trời, nó nói trắng đẹp xuất sắc luôn á. Màu trắng cưng quá à. Màu vàng giùm em nè mọi người nè, trời ơi nó đẹp banh sát cái bộ này luôn rồi mấy chị ơi. Không mua tiếc cái bà nha, cái này không mua là tiếc lắm đa đó. Rồi bà, em hiện tại bên em còn 4 màu nha mấy chị, còn 4 màu giùm em thôi nào, dễ thương lắm luôn. Đó, chỉ có 40.000 một ảo giùm em thôi nha. Màu trắng, màu đen, màu hồng và màu đỏ. Trắng đen hồng đỏ giùm em luôn. Đó, thích màu nào chốt em màu đỏ. Cái lớp ren nè mấy chị thân. Cái lớp ren rất là dễ thương mấy bà ơi, cái lớp ren cưng lắm cưng luôn. 40.000 một ảo thôi. Đó, tình yêu lấy chốt em kèo xuống hội nè. Màu trắng, màu đỏ dễ thương xỉu. Màu đỏ là siêu cute giùm em luôn. Nó dễ thương lắm luôn. Màu đỏ nè, màu vàng nè và màu đen nha mấy chị. Đỏ vàng đen. Trời ơi, set đúng đẹp luôn ha. Phương Vinh Do ơi, mua hàng lên số điện thoại giùm chị lại nha Phương Vinh Do nha. Lâu quá không vô mua chị sợ mất thông tin rồi nè bé ơi. Phương Vinh Do cho lại thông tin giùm chị luôn. Rồi em lên màu lại nha mấy chị nha. Em có màu đen nè, màu vàng nè mọi người nè. Trời cá đúng dễ thương luôn, có 40.000 một ảo giùm em thôi mấy chị. 40.000. Đó, tình yêu lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm số điện thoại giúp em luôn. Rồi lên sách ngối này đúng đẹp luôn, sống ai mua vậy trời. Rồi Gen C phun thùy màu vàng. Ok la bà gái. Đó, còn màu đỏ, màu trắng, màu đen nha mấy chị nha. Màu đen mấy chị mặc lên vùng jean là bao đẹp luôn á. Màu đen nè mấy chị đẹp nè. Xếp đằng sau là 85.000, em có 3 màu đó chị. Xếp đằng sau là 85.000 giùm em. Đây áo đen, áo trắng và áo đỏ nha mấy chị nha. Bây giờ sẽ lên cho mọi người coi cái này màu đen nè, đẹp lắm luôn. Trắng em còn đúng có một cái màu đen mặc thôi. Trời, cái áo màu trắng dễ thương xỉu quá mấy gái ơi. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp lắm lắm luôn á mọi người. Đây ha, sẽ lên cho bà chế coi cái form này, quần màu đen, quần ngổ lên chung quần ngổ cho mấy chị. Quần ngổ em còn cái size L thôi. Xếp đằng sau là 85.000, hoa là hoa thêu luôn nha chị yêu. Hoa là hoa thêu luôn á chị yêu ơi, đẹp lắm. Đó. Trời ơi, thiệt cái set này đúng, cái áo này đúng đẹp luôn á mọi người. Có quần đùi không trẻ trời, quần đùi chứ không có hàng luôn em. Quần đùi chứ không có hàng luôn á. Đây,
dài lên chứ bà chế có màu đen là xinh lắm luôn á, quét cân. Để tôi bằng áo trắng tôi ngủ ngọt quá ghê luôn á, không cho lột ra. Đây đó, màu đen của nó bên trong nè mấy chị nè, trời xinh cực kỳ luôn mấy chế ơi, em mới thiệt luôn á. Cái áo này ai không lấy tiếc lắm luôn á mọi người nè, lên chung với lại quần ngố giùm em nha mấy chị nha. Cân cực kỳ luôn. Rồi áo này em còn đúng 3 màu ha, 3 màu luôn, đen trắng và đỏ, đen trắng đỏ giùm em nha mấy chị nha. 40 ngàn một áo giùm em thôi mấy chị. Rồi ok la. Set ngố chữ ký em chưa lên được, mấy bà đợi em tí xíu được không? Bây giờ em lên cho bà gái cái set set ngố hình 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 con thỏ trước nha. Set ngố chữ ký cũng được. Ờ ok, lên set ngố chữ ký trước mấy chị cũng được. Rồi, còn ai lấy áo rồi chốt áo giùm em luôn. Thanh Hương đơn em chưa chốt hả chị? Thanh Hương á Thanh. Chốt chưa? Gái ơi, em mua có một cái mà lâu quá chị xả đơn rồi cục cưng ơi. Chốt lại giùm chị đi Thanh Hương. À, mua lại giùm chị đi nha cục cưng nha. Không trả giùm chị nha, tại bữa bé nó nghĩ nó không biết nó xả hết đơn rồi. Nó xả hết đơn hàng một cái rồi bé yêu ơi. Rồi tình yêu lấy áo rồi chốt áo giùm em. Áo này hiện tại em còn đen và trắng đỏ nè. Đen trắng và đỏ giùm em luôn mấy chị ơi. Xếp trên tuần siêu đẹp luôn, mấy bà lấy thì chốt em nha. Trời chắc không thấy comment của mấy chị hay sao quá. Em không thấy comment của chị hay sao quá mà em thấy comment hỏi không à. Em không thấy comment hỏi không à. Xếp bộ pyjama đợi em tí xíu nha chị đẹp. Xếp bộ pyjama đợi em tí xíu nha. Rồi áo này em còn 3 màu thôi khách ơi. Áo này dễ thương lắm bà, có 40 ngàn à. 40 ngàn thôi nha mấy bà yêu ơi, rất là cưng luôn. Rồi lên xếp này nè. Xếp bộ ngố mấy chị. Xếp bộ ngố em về được 3 màu bà ơi, nó bao đẹp luôn. Em mua hai bộ ngố luôn buồn. Thanh Thương, ủa sao lại mua hai bộ sao xả được. Em ơi chắc chị chốt có một bộ à bé. Chị chốt có một bộ mà bé yêu, trời ơi bộ con thỏ mấy chị, trời ơi in trước in sau luôn. Nó nghe nãy bà ơi cái chỗ này nha mấy bà, nó là màu hường nha. Nó là màu hường mà tặng lên line nó hơi chào ấy nha. Đó, nói chung là nó in y hình giùm em luôn. Xét bộ thỏ. Xét bộ thỏ về cho em đúng 3 màu y hình luôn ha. Màu màu gì, màu đen nè. Cái này là màu xám xanh nha mọi người chứ không phải màu xanh lam nha. Đây cái này là màu xám xanh giùm em và màu đỏ. Đây bộ thỏ nha mấy chị nha, rất là cưng luôn mấy chị ơi. Rồi bộ này 70 nghìn một bộ giùm em thôi à, xỉ 60 lẻ 70. Có 3 màu giùm em luôn ha, màu xám, màu đen và màu đỏ. Xám, đen và đỏ giùm em luôn, xét bộ ngố. Xét bộ ngố, hàng này là hàng cao cấp giùm em nha mọi người nha. Mọi người nhận hàng kiểm tra giúp em là hàng nhà em là đục như thế này nha mọi người, rất là đẹp luôn. Đó, mấy chị khỏi nhầm hàng luôn ha, riêng cái bộ này nhà em mấy chị siêu đẹp luôn. Vải rất là dày nha mọi người, vải cực kỳ dày luôn ha. Rồi, màu đỏ, màu đen và màu xám giùm em. Tình yêu lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm xứng thỏ giúp em luôn. Bây giờ sẽ lên cho bà gái cái bộ này màu đỏ nè, đẹp cực kỳ luôn nha. Giá rẻ bất ngờ cho mấy chị. Vi một bộ đen. Vi một đen cỡ cho em yêu luôn. Chia sẻ livestream giùm em nha mấy cục cưng ơi, chia sẻ livestream giùm em ha. Vi ơi chia sẻ livestream giùm em nha cục cưng ơi. Phạm Phượng chia sẻ livestream giùm tôi nha. Phạm Phượng một xám, Vi một đen. Rồi, ai lấy màu nào thì comment giúp em màu đỏ luôn. Bây giờ em sẽ lên cái mẫu này set màu đỏ cho mấy chị yêu xem nha. Set này là rất là đẹp luôn. Hả? Sao màu đỏ lên lái nó bị nó chấm dữ ta. Màu đỏ đẹp lắm á. Màu đỏ siêu đẹp luôn, có 70 ngàn thôi nha mấy chị nha. Vải này 60 kg mấy chị mặc thoải mái giùm em luôn nè. 60 cân mặc thoải mái cho em bộ này. Bộ này là bộ con thỏ, em có đăng hình cho mọi người á. Em có đăng hình cho mấy chị đẹp luôn á. Cái này đẹp cực kỳ. Anh thấy mình yêu cục thỏ. Rồi em lên xếp thì cho mấy chị đẹp xem nè. Cân lắm cân luôn hay là tôi lên màu xám ta. Để em lên cái màu xám đi mấy chị. Đỏ xám đen 3 màu giùm em nha. Cái này giống như là màu xám xanh vậy đó mọi người. Nó giống như là một màu xám xanh chứ không phải là màu xám muối tiêu hay là xám sớm đâu nha mấy bà nha. Xám đẹp lắm luôn á, thiệt luôn á. Nó là xám hơi phối xanh xanh một tí xíu. Cái này là nó in hai mặt luôn. Ủa như em mặc ngược rồi sao á. Em mặc ngược rồi. Màu xám à, xám xanh á. Màu xám xanh mà không có màu xanh. Thấy mấy chị, bộ này in hai mặt giùm em luôn là mấy cục cân nè. In hai mặt luôn, đằng trước và đằng sau giùm em. Đó, đang là bộ màu xám thôi. Nó không có màu xanh nha mọi người, nó không có màu xanh. Nó chỉ lên màu xám xanh được cho em thôi mấy chị yêu ơi. Đó, còn nếu lấy màu nào mình chốt em màu đỏ luôn nha mấy chị nha. Xám cái Phạm Phượng có rồi, chia sẻ livestream giùm tôi nha Phượng ơi. Chia sẻ livestream giùm tôi nha cục cân ơi. Đây mấy chị, đây phối cho em một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh là đeo nè mấy chị ơi. Rồi siêu xinh luôn á. Rồi, hoa mặt trời ơi, xét sau lưng là 75 ngàn giùm em. Ơ lộn, 85 ngàn nha chị yêu nha. Xét sau lưng 85 ngàn nè, xét chữ theo luôn. Hoa theo nha chị đẹp, hoa theo nha. 85 ngàn hiện tại bên em đúng có đúng 3 màu thôi. Em còn đúng 3 bộ luôn, rất là đẹp luôn nè. Màu vàng, màu xanh và màu hồng.
xanh rêu là rất là sang, mọi người, xanh rêu này mặc lên là cực kỳ sang chảnh cho mấy em luôn á. Rồi ai lấy màu nào mình chốt cho em màu đỏ kèm xứng màu, nếu em mình móc sao thôi anh. Cái này móc sao hả? Vậy hả? Rồi ok, Phương lấy một bộ xám dễ thương lắm mấy chị yêu nè, coi nè ha, đó xếp bộ quần ngó mặt rất là thoải mái cho em luôn. Rồi Phương màu xám nè, trời ơi cái bộ này mặc lên là quá đẹp luôn á khách, bộ này mặc lên là quá đẹp luôn, màu đen siêu cân nhé bà. Hôm nay có quần tây không? Dạ có quần tây chị Hồng Phấn ơi, quần tây có kèm là 99.000 em còn nha chị đẹp nha. Tay đó, quần tây em có hai loại luôn á chị, quần tây có hai loại cho chị đẹp luôn á, đẹp lắm. Bộ ngố giùm em nè chị đẹp nè, rồi có ba màu thôi, ai lấy màu nào mình chốt em màu đỏ kèm xứng thỏi giúp em luôn nha. Bộ ngố đang mặc chỉ có 70.000 thôi chị, in hai mặt luôn, xám xanh, xám đen và rồi đỏ nha mấy chị, xám đen và đỏ đẹp lắm luôn mấy bà, bộ này là siêu dễ thương luôn nè. Trời ơi bộ này vải rất là xịn sò giùm em luôn nha mấy chị gái ơi, vải này xịn sò lắm luôn á, mà cái form vải rất là đẹp luôn. Dạ không, quần tây dài chẳng hết rồi. À hình như còn một cái nhưng mà size hình như hơi size hơi to thôi đó, hình như cái size của nó hơi to bà gái ơi. Đây nó có ba màu giùm em nha, quần tây nó không có màu trắng bà ơi, đó màu xám màu đen nè mấy chị, trời màu đen dễ thương lắm luôn á. Đây nè, tại vì cái mặt con thỏ lên cái màu hồng cho mọi người nè, thấy không, cái mặt con thỏ lên màu hồng giùm em luôn, rất là cân luôn. Quần tây em có hai loại, một loại là 99.000 và một loại đang sale là 60.000 à, đẹp lắm luôn, một loại đang sale chỉ có 60.000 thôi, rất là dễ thương cho mấy chị luôn. Rồi ai lấy bộ thỏ này chốt bộ thỏ kèm xứng thỏ giùm em luôn. Đó, bộ thỏ này em có hai mặt nha, hai màu hai mặt cho bà trẻ luôn, màu đỏ và màu đen giúp em mấy chị, đỏ và đen giùm em thôi nha mấy cục cưng ơi. Sao nó tối thôi luôn vậy. Rồi chị Thanh Long lấy một màu xám nè, chị Lanh Long chứ, Lanh Long một bộ xám 75 nè, 70 nè, bông trương một bộ màu đen 70 nè, bông trương một màu đen 70 nè. Rồi ok nè, có hai màu nha mấy chị nha, trời bộ này dễ thương quá, sao mấy bà sợ không lấy vậy, bộ thỏ siêu xinh luôn nè, in trước in sau hàng y hình giùm em luôn nha mấy chị nha, in trước in sau hàng y hình giùm em luôn. Bông trương có màu đen rồi, có hai màu, ba màu giùm em. Bây giờ mà em chú lên là bà An Nhiên, đợi xíu lên cho An Nhiên ơi. Đây đó, bà nào hỏi em nè mấy chị, cái này nó in hai mặt luôn, mặt sau là nó in cái đầu cái tay con thỏ kèm cái dòng chữ nha mấy chị nha. Trời ơi siêu dễ thương luôn mấy bà gái. Bộ thỏ ba màu giùm em nha, màu đen, màu xám và màu xanh giùm em, đen xám và xanh giùm em luôn ha. Ai lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm xứng thỏ giúp em luôn. Trời cái set bộ hoa thơm này đẹp cực kỳ luôn á, bộ hoa thơm này dễ thương lắm luôn. Rồi ok, pyjama em còn nha chị đẹp ơi, pyjama em chú lên luôn nè, pyjama giá cao. Rồi tình yêu lấy bộ này nữa chớ giùm em nha. Anh ơi cái này cho lên mơ nha, cho lên mơ ba bộ đang mặc luôn, có đang mặc luôn nha. Gì 60 hả? Ừ bây giờ bữa nay là Viettel nó mạnh hơn rồi đó, nó khắc phục được rồi sao á. Mình hết mặt rồi. Chưa. Còn gắm vô thử đi. Rồi rồi qua mẫu nha mấy chị ơi, cái gì vậy trời. Một sáng cho Thúy Kiều đang mặc. Một sáng cho Thúy Kiều đang mặc. Thôi bảo rút ra luôn rồi nội. Màu xám của Thúy Kiều đang mặc không, nó to quá lắm, phải bật tay sáng một tí mới được. Thúy Kiều lên xứng thỏ giùm em luôn Thúy Kiều ơi. Rồi qua mẫu nha mấy chị nha. Cắm là không đỡ gì thôi. Một xám của Thúy Kiều nè, ok nè. Rồi ai lấy bộ này nữa chốt giùm em luôn. Trời cái bộ ngố này đúng đẹp luôn á. Các bạn không mua cũng không biết sao luôn. Trời không biết là do em bán đồ xấu hay là mấy chị không thấy được comment của em nữa. Buồn quá à. Rồi qua mẫu tí giùm em nha mấy gái ơi. Ủa anh thấp nhang chưa. Ok chị đẹp, bây giờ em lên pyjama họ, lên pyjama luôn nha. Rồi ok em lên pyjama, cho pyjama giá hơi cao 1 tỷ nha khách ơi. Rồi pyjama là giá cao nha mấy chị, pyjama này giá cao lắm luôn á.
Đây về cho em được 3 màu. Sỉ là 125.000, lẻ là 135.000, bỏ giùm em thôi. Siêu đẹp nha mấy bà ơi. Đồ đẹp lắm luôn, ngồi cái này là hàng lụa satin nè. Thu Hiền em thấy chế nha. Em đảm bảo với mấy chị là mấy chị mua cái bộ lụa satin này nhà em là ở nhà em là rẻ nhất cái thị trường này luôn, và đảm bảo với mấy chị không ai bán cái bộ này luôn á. Không ai mà bán cho mấy chị cái bộ này mà lụa satin nha, lụa satin luôn. Cái này là hàng lụa nè, chứ không phải là hàng thường nha, có túi giùm em luôn. Có túi, không phải là hàng phi bóng nha mọi người, không phải là hàng phi bóng luôn. Cái chữ đó mấy chị nè. Trời ơi, em nói thiệt sự luôn, nó đúng đẹp và đúng sang chảnh luôn á mấy bà gái ơi. Cái bộ này 135.000 em bao giá toàn Facebook. Hiện tại với bà gái nha, ngoài shop đang bán 180.000 một bộ. Ngoài shop đang bán 180.000 một bộ giùm em nha. Bộ này em về cho bà chế được 3 màu. Màu vàng, màu xanh và màu đỏ. Nói chung là nó y hình hết trơn luôn á. 145.000 thiệt sự với mấy chị luôn, bao là đẹp luôn á mọi người. Siêu siêu đẹp luôn nè, mấy chị coi cái họa tiết nè mấy chị thấy không? Rất là sang chảnh luôn cái bộ này. Cái này mấy chị nha, mình mặc á, mình đi uống cà phê với bạn bè là thiệt nó đẳng cấp luôn á mọi người. Không có ai mà dám mua bộ đồ bộ mà kiểu như là 100 mấy 200 ngàn hết trơn, trời ơi chị. Mấy chị mua cái bộ này em mới thiệt sự mấy chị uống nước với bạn thôi, đi cà phê thôi mọi người, hoặc là mấy chị đi chợ thôi. Là em mới thiệt sự nó sang từ trong bộ đồ nó sang ra luôn mọi người. Ở lộn, sang từ bộ đồ mà nó sang thẳng hắt lên cái mặt các mọi người. Bộ đồ sang nó hắt lên cái mặt luôn á. Đẹp lắm luôn cái bộ này giùm em nha. Bây giờ em lên phone cho mấy chị coi. Rất là đẹp, em mới thật sự là rất là đẹp luôn. Mấy chị coi cái chất vải của nó mấy chị thấy không? Rất là rũ nè mọi người thấy không? Đó, nó không có hề bị cứng nha, không hề bị cứng giùm em luôn. Cái bộ này 42kg bao vừa chị tình yêu ơi. 135.000. Hàng này là em bao toàn Facebook. Không có ai bán 135.000 đâu. Em nói thiệt sự với mọi người luôn. Tại vì hàng này bây giờ hiện tại đang rất là đẹp luôn. Đang rất là hot cho em và cháy hàng nha mọi người, cháy hàng luôn. Mẫu mới nhất, mẫu pyjama mới nhất hiện tại luôn nha mọi người nha. Trời ơi, em nói thiệt sự nó quá sang chảnh, em lên cái form cho mọi người xem nè. Thiệt sự đẹp lắm. Chị theo đang ngon. Chị lên nè em ơi. Hết rồi, hết mạng rồi mà, hết tiền rồi mà. Em coi vô vụ kìa. Vậy phải không? Mà bây giờ em đâu có đăng nhập vô được nữa. Quần nó có túi luôn nha, quần nó có túi luôn. Xếp hot đằng sau đấy chị có mặc lên rồi bé, lát hồi chị like lại cho em. Lát chị like lại cho. Em ship tỉnh đồng giá 35.000. Mua ít mua nhiều gì cũng vậy mấy chị. Một lần mua là một lần khó, một lần mấy chị mua 2-3 cái đi. Đúng không? Một lần mấy chị mua 2-3 cái đi cho nó rẻ nha mấy chị nha. Trời ơi, cái set cho mình thiệt đẹp. Nó đẹp hú hồn hú vía luôn các bà chị. Hú hồn hú vía giùm em luôn. Trời ơi, cái set nè. Ồ, mấy chị thấy không? Nó đẹp kinh khủng giùm em luôn. Nè, ba màu cho Nhi Giang. Set này em mới thiệt mấy chị luôn á. Mấy chị mua đi, đẹp lắm. Thiệt sự. Cái này em mới thiệt luôn, nó rất là đẹp và rất là sang giùm em luôn. Rồi bây giờ em sẽ mở màu cho mấy cục cân coi nha. Cái bộ này em có lên rồi, cái bộ này em có lên rồi nè. Ở nhưng mà mấy chị lát hồi đợi, mấy chị muốn coi thì mấy chị phải đợi em nha. Lát hồi em sẽ lên cho lại cho. Bây giờ thì em qua mẫu đó rồi. Mấy cái hàng đằng sau á là em đã qua mẫu, em đã lên một lần rồi nha. Chia da thêm đủ màu. Trời đẹp quá à. Em nói thiệt tình luôn, nó rất là sang chảnh luôn mấy chị coi nè. Bộ này quá đẹp, không phải là đẹp đúng không, phải gọi là quá đẹp. 135.000 bán thật sự là nó quá rẻ luôn mấy chị. Tại vì lụa satin mấy chị mua hàng ở ngoài thị trường á phải vô tầm 180-220 một bộ mới gọi là lụa satin đẹp nha. Ủa mấy chị coi em mặc mà em hùng mình luôn á khách. Em mặc mà em nổi da gà luôn á. Em không nghĩ nó đẹp được như vậy luôn mấy chị. Mấy chị coi em mặc lên cái dáng nè. Trời ơi em nói thiệt sự nó quá dễ thương luôn. Nó đẹp ghê hồn ha. Rồi đỏ với xám cho Lê Vân. Lê Vân lấy bộ ngố đó Lê Vân ơi. Lê Vân lấy bộ ngố đúng không Lê Vân? Lê Vân ok giùm em cái nha. Ừ, 2 tỷ 125, lẻ 135. Rồi, em lên màu cho mấy chị ha. Bộ này rất là đẹp luôn, màu xanh nè mấy chị. Em mới thiệt bộ này đẹp lắm. Tại vì cái hàng nó là nhất, nó là hàng lụa satin chứ không phải là hàng bình thường. Nó là lụa satin giùm em chứ phải hàng bình thường nha mấy chế nha. Mấy chế cầm vô hàng đi, em nói thiệt sự luôn mấy chị ơi, không có ủng 1.000 nào luôn mấy chị, không có ủng 1.000 nào luôn. Tại vì vải nó rất là đẹp nha. Hàng này là hàng lụa satin giùm em. Đó, màu xanh của nó đây và màu đỏ, màu xanh và màu đỏ. Trời ơi, cái bộ lụa satin này nó quá đẹp luôn á mọi người. Hả? Lấy đỏ và xám à. Đỏ và xám đây là không phải màu xám nhưng là màu xanh xám. Đúng rồi, ok la. Hai màu đúng không? Rồi, Lê Vân lấy hai bộ đỏ xám nè. Nó có ba màu thôi mấy chị, thiệt luôn á. Nếu như mấy chị mà chị nào mà biết hàng lụa satin á, cái bộ này mấy chị mua ba bộ luôn đi, ba bộ ba màu luôn đi. Thiệt nó đẹp lắm luôn á mấy chị, nó đẹp mà lạnh lùng luôn á khách, nó đẹp mà lạnh lùng luôn á. Em đang mặc là em có màu vàng nè, màu xanh và màu đỏ thôi, đẹp lắm. Vy Vy chị thấy em nè, form này lên tới 62kg mặc vừa nha. 62kg vẫn mặc vừa luôn, rất là đẹp. Cái quần của nó đó chị, trời ơi có túi luôn.
thấy không? Ở dưới cái phần chân ống là mọi người, em mở cái bộ màu đỏ đó, em thề với mấy chị luôn là mấy chị sẽ lấy liền cái bộ màu đỏ này giùm em luôn đó mọi người ơi. Đẹp ghê không? Trời ơi mấy chị coi này ha, ha ha. Trời ơi có 120.35 ngàn, nó đẹp xỉu luôn á. Nè mấy chị coi nè. Trời ơi, cái bộ này nó thiệt mặc lên người không mấy chị ơi. Cái độ sang của nó hắt thẳng lên cái bản mặt mình luôn đó mọi người. Nó sang dữ lắm, sang luôn. Có 135 ngàn hà, nó đẹp nhức nách giùm em luôn. Cái form cổ nha mấy chị coi ha, đẹp không mấy chị? Đó người ta ủi nè mấy chị, rất là đẹp luôn. Đảm bảo với mấy chị giặt không bao giờ bị bể form. Giặt cái hàng này là không bao giờ bị bể form cho em và rất là sang luôn. Đó 135 ngàn một bộ, mấy chị mua thử một bộ mấy chị mặc đi. Từ đó giờ sau mấy chị không bao giờ mua hàng phải phi lụa phi bóng mấy chị mặc. Tại vì lụa satin này mấy chị ơi, mấy chị ngủ nó mát rùi rụi cho em. Nó mát rùi rụi cho em nha mấy chị nha, nó mát từ trong tâm can nó mát ra nha. VV lấy sáng xanh 135 ngàn bộ à, đẹp lắm luôn. VV sáng xanh nè. Chị Bảo hai chương lấy một bộ xanh nè. Ok chị đẹp luôn, ba màu giùm em y hình. Em đăng hình sao là hàng nó y chang như vậy. Em đăng hình sao là hàng nó y chang như vậy cho mấy chị luôn ha. Cái bộ này lẻ mới thiệt sự luôn. Mấy chị mà mua về, mấy chị nhận hàng xong á, mấy chị mà không xỉu với cái bộ này nữa thì thôi á. Không xỉu với cái bộ này nữa thì thôi, nó đẹp lắm luôn mấy cục sơn à. Lắm, sang lắm luôn mấy chị. Đó, tình yêu lấy bộ lụa satin là chốt bộ lụa satin giùm em nha. Một lần mua nó một lần khó mấy chị. Một lần mấy chị mua hai sản phẩm tới ba sản phẩm đi cho nó đỡ tới. Nó đỡ mà mất tiền ship cho mấy chị nha. Ship có ba, ship một cái cũng 35 ngàn mà tới 3, 4 cái, 5 cái mấy chị cũng 35 ngàn thôi ha. Nên là một lần mua một lần khó mấy chị ơi. Đó, mua giùm em đi, em cảm ơn mấy bà gái ơi. Tại vì đồ nhà em mấy chị cần chỉ cần bỏ từ 2 tới 300 ngàn thôi là mấy chị đã mặc đã cái đời rồi. Đó. 135 ngàn một bộ giùm em nha mấy chị nha, ba màu, màu xanh, màu đỏ với lại màu xám. Ai lấy màu nào cho em màu đỏ luôn. Thiệt mấy bà gái ơi, mua về mà mặc thử đi, nó đẹp cực kỳ luôn, nó sang lắm luôn á. Ba màu giùm em. Thôi em nói thiệt nó đẹp quá, bộ này đẹp kinh hồn. Kinh hồn bạc dí á. Kinh hồn bạc dí quá đẹp. Đó, ai lấy hốt liền. Ai lấy hốt liền cho em bộ này nha. Đẹp kinh khủng. Nó đẹp kinh khủng khiếp luôn, yên tâm mà mua nha. Anh coi bên wifi rồi có được hả? Wifi Viettel có được hả? Đang là anh coi wifi Viettel hả? Mất dạy vậy, sợ vậy? Mấy chị để em tí xíu nha. Xém xin lấy một bộ xám nè. Mấy chị ơi, mấy chị để em một tí xíu nha. Em không có thoát ra đâu nha mọi người. Bên Viettel là đỏ rồi đó. Bên Viettel chắc là sửa xong đường truyền mạng rồi đó. Viettel gì nóng đập mà. Bác là gì vậy? Mấy chị coi em được chứ mấy chị? Hay là lắc giật giật vậy? Anh coi em được chưa? Em mới thoát ra vô lại anh có coi được không? Rồi ok. Pyjama em đang mặc là 135 nha mấy chị yêu, 135 nghìn giùm em nha. Nè em coi bình thường rồi đó. Trời ơi cái giờ mới mạnh nè. Hạnh Lê thấy không Hạnh Lê? Thấy chị không baby? Rồi mấy chị thấy không mấy chị? Rồi ok la. Bộ này còn mấy bộ? Bộ này còn nhiều lắm. Tại vì bộ này quá đẹp nên nhập về nhiều. Bán từ từ cho nó sướng cuộc đời thiệt sự luôn á. Xem được rồi á. Rồi ok nè. Xem được cho Thanh. Tao ra tao vô Viettel đó mày có coi được chưa? Coi được không? Nó dẫn qua vòng tròn hả? Vậy là chị nào mà mạng Viettel hoặc là coi 3G là coi được. Còn con nào mà không sử dụng mạng Viettel là không coi được. Rồi qua mẫu giùm em. Bộ đằng sau có nha khách, bộ đằng sau có nha. Ok, rõ mà. Chị nó cũng vậy thôi à. Rồi bây giờ qua mẫu giùm em. Lên cho bà chế bộ ngố chữ ký. Đây bộ dài bộ ngố. Chết mẹ cái này bộ dài hả?
Người ta đặt hàng bộ ngố thôi mà. Hồng Duyên Bùi có kêu con không được cho. Thôi rồi, bộ dài bộ ngố rồi. Lên áo kiểu chưa chị? Có luôn, bà Nhung Hồng đợi tí nha. Nhung Hồng đợi tí em lên cho. Để em chút xíu nha mấy bà, em hỏi lại cái giá nha. Rồi cái bộ ngố chữ ký này nó cao quá, thấy bao đợi chút xíu nha. Tự xíu em hỏi lại cái giá cho chắc ăn á nè mấy chị. Rồi để em hỏi lại cái giá cho chắc ăn á đã. Trời em thấy cái gì mà cái giá nó hú hồn vậy. Rồi bây giờ lên cho em cái mẫu này, cái mẫu buồn ngủ này giá cao quá, từ từ để em hỏi cái giá là mấy chị ơi. Đẹp lắm mấy chị, vải thun bô rip nha mấy cục cưng, vải thun bô rip luôn á, đẹp cực kỳ luôn nè. Em mấy bà gái coi tem mạc nè, trời ơi má đỉnh cao và chất lượng luôn, theo trước theo sau đầy đủ, theo trước theo sau đầy đủ luôn. Bộ này 90 ngàn, bộ này 90 ngàn một bộ lận nha. Sao có lộn không trời, tôi nói thiệt sao nó có lộn không. Về hàng từ từ, cái bộ này đợi chút xíu nha em, hỏi lại cái giá đó nè mấy chị. Cái giá cao quá, đợi xíu hỏi lại cái giá cho chắc ăn đó, đó. Chứ mất công. Nè cái bộ hoa cúc về hàng rồi. Bộ hoa cúc về hàng rồi nè, bộ hoa cúc hàng cao cấp nè. Rồi bộ hoa cúc, ủa đây bộ này hả bà, bộ này là 85 ngàn dùm em nè. Trời tôi giống tôi bán từ cái lúc mà tôi mới tập tành bản với bà, thiệt luôn á. Bán bán giống như cái lúc mà mới tập tành bản á mọi người, thiệt luôn á. Đây bốn màu của nó đó nha chị yêu ơi, 85 ngàn, 85 ngàn màu hồng, màu xanh và màu vàng, hồng xanh vàng nha mấy chị yêu. Ai lấy màu nào chốt em màu đỏ luôn, 85 ngàn một set nha, set hoa thêu, cái này là hoa thêu hết toàn bộ giùm em luôn mấy chị, hoa thêu hết toàn bộ giùm em luôn. Rồi bộ con thỏ này là hàng quần ngố nè, con thỏ này là hàng quần ngố nha, có hai màu đỏ và đen, con thỏ hàng quần ngố hai màu đỏ đen giùm em luôn. Ai lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm xin thỏ giúp em. Rồi nói nghe cái bộ hoa cúc em về hàng cho mấy chị yêu rồi nè. Bộ hoa cúc về hàng mấy chị nè, đưa chị Kim tiền bộ tím nè. Chị có rồi nữa. Chưa, cái bộ đó hồi sáng có rồi nhưng mà cái này chưa có màu này thôi. Đây 90 ngàn một bộ cho mấy chị. Trời ơi, cái bộ Quảng Châu nè mấy chị ơi, nó đẹp lắm luôn á. Cái nào bà? Cái này là thun nè, còn đây là cát lụa nè. Đang mặc là hàng phi lụa satin nè. Rồi lên cho em bộ hoa cúc. Bộ hoa cúc này hồi chiều này chị nào chưa có đó bà trẻ nè, mới về thêm cho em nha mọi người nha. Bộ hoa cúc hàng cao cấp giùm em. Cái bộ này em có thiệt sự với mấy chị luôn, em có thiệt lắm, và đã đi đâu ra không bao giờ kiếm được bộ này giá 80-90 ngàn một bộ đâu. In trước in sau giùm em đầy đủ luôn. Nó về cho em được 4 màu nè mấy chị đẹp nè, màu đen, màu vàng, màu kem, màu mận. Kem vàng đen và mận, kem vàng đen và mận giùm em luôn, nó rất là đẹp nha mấy chị. Thật sự nó rất là đẹp luôn á mọi người. Hồi trưa nay là em bán một lô rồi đó bà gái ơi, mà khách em đặt dữ quá nên phải về thêm cho mấy chị thêm một lô nữa. Siêu siêu đẹp giùm em luôn. Trời ơi má ơi, nó đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Đây nè, hoa cúc nha mọi người nha, in giùm em như thế này luôn. Mấy chị coi cái tem cái mạc của nó nè mọi người nè. Trời ơi mấy chị coi không, đỉnh cao chưa. Vải cực kỳ đã nha mấy chị, vải bộ này là cực kỳ đã giùm em luôn. Cái vải mấy chị coi nè, ôi nó co giãn nha mấy chị, nó co giãn kinh khủng như thế này giùm em luôn đó. Em có màu nữa mấy chị, màu mận nè, màu đen nè, màu vàng và màu kem.
màu vàng giùm em nha, và màu kem giúp em luôn. Bộ này là siêu đẹp, 90 ngàn một bộ cho em mấy chị ơi, 90 ngàn. Còn nếu lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm xíu hỏi giúp em luôn nha mấy chị nha. Bộ này đẹp lắm mấy chị. Xị sao chị? Xị mẫu này là 80 lẻ 90 ngàn em yêu ơi. Xị 80 lẻ 90. Trời cái bộ này đúng đẹp luôn á là gái ơi. Em nói thiệt luôn, tầm yêu nào chưa có bộ này là tranh thủ hốt liền cho em. Bây giờ sẽ lên cái là gái cái bộ này màu vàng nha. Hồi trưa là em lên màu kem rồi, bây giờ em sẽ lên màu vàng cho mấy chị. Bây giờ lên màu vàng cho mấy chị đẹp luôn, đẹp lắm. Rồi, màu da cho chị Cao Tuyền 90. Da cho Cao Tuyền 90. Phương Hỏa lấy 4 bộ. Đẹp cực kỳ luôn. 1 2 3 4 Phương Hỏa 4 bộ nè, Okela nè. Đó. Đủ màu nè. Đủ màu cho bé Phương nè. Ủa vậy hả? Tại hôm nay chị la bên chân bay, bên lan chân cá nhân nó bị lan hoài à. Rồi. Phương mới nha, chứ mày bé Phương đâu nha. Ni Nguyễn á, Ni Nguyễn. Rồi, Cao Tuyền có bộ kem chưa? Ghi Ni Nguyễn đi. Cao Tuyền có bộ kem rồi. Đây mấy chị ơi, em nói thiệt luôn, bộ này là siêu đẹp luôn mấy bà gái. Đây nè mấy bà gái coi nè ha, cái vải nó đúng đã giùm em luôn mấy bà chị. Hàng này là hàng chuẩn, hàng cao cấp luôn. Em thề luôn mấy bà nào sĩ á, chưa tự tin bán bộ này, em thề luôn lấy một bộ, hai bộ về đi. Không bán được mà mấy bà bận đi nó còn sướng hơn là bà bán nữa. Em nói thiệt luôn mọi người. Bận cũng đã mà bán cũng đã luôn cái bộ này nha bà chế nha. Vải nó đúng đẹp luôn mọi người, vải nó cực kỳ đã luôn mọi người ơi. Xỉ 80 lẻ 90 ngàn bộ giùm em nè. Hoa cúc nè mấy chị, đẹp cực kỳ. Trần Công Lưu bộ chị mặc nó có 3 màu rồi, lấy màu 2 đi gái, đẹp lắm luôn á. Mi mớm màu hồng hả? Cái gì? Bộ hồng, hồng là màu mận đúng không? Nè mi mớm màu mận nè. Mi mớm màu mận nè. Xỉ lụa chị đang mặc. Xỉ lụa chưa được hay không chị? Sẽ lựa mẫu được nha em ơi. Lựa màu thì thêm cho chị 1.500 nha em. Lựa màu thì thêm giùm chị 1.500 một sản phẩm nha. Còn nếu như mà em lựa mẫu quá thì giá trị chị báo trực tiếp trên line 50 sản phẩm em yêu. 30 cái thì thêm 3.000. Lấy 30 cái ít đó thì thêm 3.000 giùm chị. Đó. Rồi, em có màu đỏ nè, có lựa màu vàng nè, màu nâu và màu đen, rồi hết hồng rồi nha, hết hồng rồi nha. Rồi lụa em đang mặc đẹp lắm tình yêu, thiệt sự luôn á, lụa em đang mặc đẹp xuất sắc luôn á. Rồi Cao Tuyền lấy bộ vàng nè. Cao Tuyền lấy bộ vàng nè, ok nè, 90 nè. 90 nghìn một bộ hoa cúc, siêu đẹp cho mấy chị yêu luôn. Đây, trời ơi hoa cúc nè mấy bà chị ơi, đẹp chưa? Trời đẹp lắm luôn á, em bây giờ em sẽ lên màu đen cho mấy chị yêu nha. Lên màu đen cho mấy chị đẹp luôn nè, đẹp cực kỳ. Bộ lụa em đang mặc là 135 ngàn lận nha, 135 ngàn lận, nó rất là đẹp luôn á mấy chị. Không mua cái bộ này là tiếc á. Bộ em đang mặc tới 135 ngàn lận mấy chị. Nhưng mà thiệt sự luôn á, tiền nào là của đó rồi ơi. Tiền nào là của đó, không có lộ 1 ngàn nào của mấy chị luôn á. Trời ơi em lấy bộ này em mặc quá, nó đẹp á. Đẹp lắm lắm luôn á mấy chị yêu. Rồi bây giờ em lên cho bà chế bộ này, chỗ đẹp quá à. Xuất sắc luôn á. Em ơi xem đang mặc đây. Bộ đang mặc là 135 ngàn tình yêu ơi. Hàng cao cấp giùm em nha chị. Hàng này là lụa satin nha, chứ không phải hàng phi bóng bình thường đâu. Nó phải là hàng phi bóng bình thường đâu. Quần nó có túi cho em luôn. Đây màu đen của nó nè mấy chị ơi, đẹp lắm luôn mọi người. Trời ơi mới thực sự cái vải của nó đúng đã luôn. Cái vải của nó đúng đã luôn mọi người ơi. Cái mới thiệt, mua về cái bộ này mặc là chỉ có ghiền thôi. Đó 135 nghìn giùm em nha. Có lộ 90 ngàn bộ, 90 ngàn quần dài giùm em, 90 ngàn quần dài giùm em giống như chị nha. Đây in trước in sau nè, đẹp ghê không. Trời ơi cái bộ hoa cúc này hồi chiều nè, hồi hôm qua là em đã về một lô rồi mấy chị, mà hôm nay phải về thêm cho khách luôn á. Tại vì sao, nó quá đẹp. Đó nó quá đẹp luôn nha mấy chị nha. Có số lên không? Cái gì bà comment gì vậy bà Trần Hân, không hiểu luôn á. Rồi hôm nay có áo sơ mi nha, của Cân Hồng Khuê Nguyễn. Có áo sơ mi giùm em 3 màu nha mấy chị. Hoa cúc đen cho Thúy Kiều, rồi bộ đen đẹp lắm luôn. Bộ ngố đi chị, đây em yêu. Bộ ngố 90 ngàn. Ở lần bộ ngố này như 70 ngàn à. Bộ ngố này 70 ngàn được 2 màu nha, màu đen với lại màu đỏ. Đen đỏ xám. Còn màu xám rồi bé ơi, để chút xíu chị coi màu xám nằm đâu rồi. Hết màu mận rồi em yêu ơi, Nguyễn Hồng Vân ơi, hết màu mận rồi. Bây giờ chỉ còn đúng có 3 màu rồi bé ơi, chỉ còn đúng có 3 màu thôi. Màu đen đẹp lắm cục cưng ơi, đây nè mấy bạn gái coi hoa cúc nào đẹp cực kỳ. Thiệt sự luôn á, đây màu nâu màu đen với lại màu xám, màu nâu màu đen với lại màu kem nha. Trời ơi tôi bán này giống như từ hồi tôi mới tập tầm tôi mới bán nha mấy bà.
thiệt luôn á, mạng nó yếu quá, người coi được người coi không được chán muốn chết luôn vậy đó. Pyjama em còn nha chị yêu ơi, pyjama còn nè, trời bộ này đẹp quá rồi, mới thiệt luôn á, xuất sắc một cuộc tình luôn á chị yêu ơi. Rồi ai lấy bộ này nữa chốt giùm em luôn, 85.000 một bộ giùm em thôi, có lộn 90.000 một bộ giùm em nha. Vàng nu và đen, vàng nu và đen giùm em đây, siêu đẹp cho mấy chị yêu luôn nè, siêu đẹp. Ai Huỳnh Như Sĩ lấy hai bộ, ê nó có ba màu lấy hết luôn đi, đẹp lắm. Huỳnh Như nó có ba màu lấy hết luôn đi bé, đẹp cực kỳ luôn. Nguyễn Hồng Vân em lấy đen nha chị, rồi ok Nguyễn Hồng Vân còn bộ đen. Rồi cái này em còn màu đen thôi mấy chị yêu ơi, còn màu đen thôi nha, mỗi chơi mấy gái. Ai lấy đen một chút đen giùm em luôn. Rồi nè còn ba bộ nè, đang mặc còn màu đen thôi mấy chị yêu. Ngố theo đi chị, rồi đợi chút xíu, ngố theo giá hơi cao một tí xíu nha mấy bà. Ngố theo á 85.000 một bộ lận nha. Dạ không chị ơi, nhà em free size 60kg trở lại à chị. Free size 60kg trở lại giùm em thôi nha. Rồi em còn màu đen mấy chị gái ơi, đẹp quá à. Đẹp lắm luôn á. Đây, bộ hoa thêu nè mấy chị đẹp nè. Đó, mẫu này set là set yếm nha. Set cổ yếm giùm em luôn, đang rất là hot luôn á mọi người. Chị bộ này chỉ có 85.000 thôi, quần ống rộng suông dài luôn, set này mặc lên là bao đẹp luôn. Hồi nãy em có mặc màu xanh cho mấy chị coi rồi nè, em có mặc màu hồng cho mấy chị coi rồi ha. Bây giờ em sẽ lên lại cho mấy chị coi bộ này màu vàng, rồi em qua mẫu, rất là đẹp. Xét bộ, rồi xem lên bộ ngố cho mấy chị cho. Rồi pyjama nữa rất là nhiều dù luôn. Đó, hoa cúc đủ màu, hoa mặt trời. Chị ơi lấy sĩ cọc cho em 500.000 mới chốt một đơn nha chị. Cọc cho em 500.000 em mới chừa hàng được nha mấy chị gái ơi. Chứ khơi khơi vô đặt vậy em không có chốt được. Bộ đen cho bông trương, còn hai bộ đen 90.000, còn hai bộ đen 90.000 thôi, rất là đẹp. Trời ơi, thiệt cái bộ này á, em không ngờ nó đẹp vậy luôn á mấy bà. Bộ hoa cúc này em không ngờ nó đẹp vậy luôn á. Hồi trưa đây về một lô rồi mấy bà gái, có cái tem cái mạc luôn em mới thiệt. Có cái tem cái mạc nè, thấy không? Nó y chang hàng shop luôn, bà gái nào bán shop về treo cái bộ này em mới thiệt luôn á trời. Nhìn vô tượng hàng 200-300 ngàn luôn á mấy bà gái. Tên gì? Nguyễn Hồng Vân lên xứng thỏ giùm em luôn nha. Mấy chị ơi mua hóa đơn trên 70.000 là 75.000 là bên em ship nha mấy chị nha. Mua hóa đơn trên 75.000 là em đi đơn. Nên mấy chị ráng mua hóa đơn trên 75.000 giùm em nha. Anh ơi, xin cái bộ đó lên cho Trang ơi. Rồi còn hai bộ đen hoa cúc. Hai bộ đen hoa cúc. Rồi tình yêu lấy nửa chốt em kèm số điện thoại. Bây giờ em sẽ lên cho mấy chị coi cái bộ pattern này một lần nữa. Mẫu này xị 72 nè. Màu vàng, màu xanh và màu hồng, vàng xanh hồng thôi đẹp lắm luôn á. Đó, rất là cưng luôn mấy chị ơi. Cái quần của nó nha. Áo là lên 2 tầng giùm em mấy chị. Áo lên 2 tầng giùm em, siêu dễ thương nha mấy chị yêu luôn. Đây. Cái này không hề bị hở ngực nha, không hề bị hở ngực cho em luôn. Đó, áo lên 2 tầng nè mấy chị nè, quần nè, ống rộng cho em nha. 60 cân mặc thoải mái luôn. Cái cổ yếm đằng sau nha mấy chị, có nút dài, cổ yếm đằng sau có nút dài cho mấy chị nè. Đó, rất là đẹp luôn. Ai lấy màu nào mình lên em màu đỏ luôn nha mấy chị nha. Cái này là mặc lên lại chứ bà gái coi rồi em gỡ cái bộ này xuống lên cho em một khác lên. Có đúng 3 màu à, đẹp lắm luôn. Ai lấy màu nào mình lên mã giùm em mấy chị ơi. Siêu đẹp cho mấy chị yêu luôn nha. Siêu đẹp giùm em luôn á. Thanh gỡ bộ này bỏ bịch Thanh. Rồi bộ hoa thêu, bộ hoa thêu em còn mấy bộ thôi là em hết nè. Rồi hoa cúc này còn một bộ nha. Siêu xịn luôn trời, bộ này đẹp xịn quá. Bộ này đẹp ghê á. Rồi ai lấy hoa thêu này nữa chút em hoa thêu nè. 75.000 một, 85.000 một bộ giùm em khách ơi. Bộ đang mặc là 85.000. À lấy chốt kèm xứng thỏ giùm em luôn. Rồi em lên cho mấy bà chị xét bộ ngố nè. Xét bộ ngố, xét bộ dài cái gì cũng có hết luôn. Cái gì nữa ta? Áo sơ mi nữa chứ. Bộ đang mặc là 75.000, có lộn 85.000 chứ lộn. 85.000 ba màu chị đẹp. Ba màu nha. Lấy thì chốt giùm em kèm xứng thỏ giúp em luôn mấy chị yêu ơi. Rồi em lên cái bộ Balenciaga quần ngố. Trời bên đây về màu đẹp ghê á. Đây về màu đẹp lắm. Bộ Balenciaga bên đây về được 5 màu. Rồi xỉ 60.000-70.000. Xỉ 60.000-70.000 một bộ giùm em nè. Đẹp cực kỳ luôn. Trời ơi cái bộ ngố này đẹp xuất sắc. Bộ này chưa có đăng hình. Trả hình sau cho mấy chị nha. Để like xong lát hình đăng hình cho. Bé vui lấy một bộ màu vàng đang mặc. Bé vui lấy một bộ màu vàng đang mặc. Hàng này là hàng chuẩn shop cho mấy em luôn mấy bà. Đây tem nè, có mẫu mặt cho mấy chị luôn thấy không? Tem mặt là đầy đủ nha. Hình mẫu mặt cho em luôn rất là xinh. Rồi. Bộ Balenciaga. Từ từ.
Đây, bộ Balenciaga chữ thêu hết toàn bộ. Chữ thêu hết toàn bộ nha, 70 ngàn luôn. 70 ngàn giùm em luôn mấy chị ơi. Cái quần này mấy chị co giãn cực kỳ nha mấy chị nha. Nguyên một set y hình giùm em nha mọi người, y hình luôn. Em có màu hồng. Ok ok, Sammy cỏ bà yên tâm đi. Màu hồng, màu đen, màu vàng, màu nu và màu cam nha mấy chị, màu đỏ và màu cam. Nâu đen đỏ cam, trời ơi 5 màu luôn, 6 màu luôn các chị ơi, rất là xinh luôn mọi người. Cực kỳ cute giùm em luôn các chị ơi, 6 màu nha. Cam, đỏ, nu, vàng và đen. Cam, đỏ, nu, vàng, hồng, đen, siêu xinh. Xét bộ ngố quần, quần ngố. Có lộn, xét bộ quần ngố thêu đủ màu cho như da. Đẹp lắm luôn mấy cục con. Bộ này giá rẻ mấy bà ơi, bộ này giá rẻ thôi. Hạnh lên lấy đủ màu không hồng 60. Bé vui bộ cam. Hả? Cái gì Thanh? 70 à. 70 nghìn một bộ giùm em thôi mấy chị, 70 nghìn nha. Bây giờ em sẽ lên màu hồng cho mấy chị. Em có hồng, có vàng, có nu. Hồng, vàng, nu, đỏ. Hồng, vàng, nu, đỏ, đen nha mấy chị ơi. Xét bộ ngố ha. Thêm một cái đen cho Hạnh Lê. Rồi, còn như này màu nha mọi người. Còn như này màu giùm em lên form. Bộ hoa thơm này đẹp quá à. Thêm gòi. Rồi em lên xếp bộ mấy chị. Bộ ba len này mẫu mặt màu hồng nè mấy chị nè. Trời ơi cái vải nó đã quá à. Ai? Sao? Hồi chiều có chốt bộ ngõ cho bé vui ơi. Hồi chiều có chốt bộ ngõ cho gái nha. Đây mấy chị ơi, bộ này xinh chưa? Đỏ màu hồng giùm em luôn, rất là cute mấy chị. Cute xỉu. Hồi chiều có chút bộ ngõ cho cái yêu rồi. Rồi em có màu hồng nha mấy chị nha. Chỗ màu hồng siêu cute luôn mấy chị. Chỗ dễ thương quá à. À màu đen, à màu đen rồi, màu đen hoa cúc. Màu đen hoa cúc vòng dài, trời cái bộ này đẹp lắm luôn á, còn đúng hai bộ đen à. À lên chốt em luôn. Rồi lên chén cái mẫu này mấy chị. Cái mẫu này đẹp lắm nè. Đây nha. Bộ ngố giùm em nha mọi người nha, chỗ dễ thương lắm luôn mấy chị ơi. Cái chữ này là chữ thêu hết toàn bộ giùm em mấy chị. Chữ thêu hết toàn bộ luôn, rất là dễ thương. Đó, màu đỏ. Màu đỏ, màu hồng, màu nu. Đây nha mấy bà chị nha, hàng này là hàng cao cấp giùm em nha mấy chị nè. Đó, có mẫu mặt y hình cho mấy bà chị luôn. Thấy không? Hàng về là có mẫu mặt cho mấy chị đàng hoàng luôn á, đẹp lắm. Đây nữa chị thấy không? Đẹp cực kỳ luôn. 70 nghìn một bộ cho em thôi nha. Màu đỏ. Màu nu dễ thương xỉu. Bữa nay về màu nhu lắm mấy chị ơi, không có màu nổi nổi đó nha mấy chị. Bữa nay xanh đỏ tím vàng là không có luôn. Bữa nay về màu nhu giùm em. Đó, màu rất là dễ thương nha mấy chị luôn. Đẹp quá à. Đây. Màu nui, màu nui nha mấy bà chị. Quần là quần thêu giùm em nói chị, quần là chữ thêu hết toàn bộ luôn, áo cũng vậy luôn. Thêu hết toàn bộ giùm em luôn mà giá rẻ nha mấy bà. 60 kg mấy chị mặc thoải mái luôn. Lưng quần rất là co giãn. Lưng quần là cực kỳ co giãn giùm em luôn. 60 nghìn. Quá đẹp cái bộ này thiệt luôn á. Lẻ là 70 giùm em, lộn. Lẻ là 70 nha. Sỉ là 60 lẻ 70. Rồi màu đỏ. Đây đây đây, cái này đẹp nè. Màu hồng. Màu vàng. Đỏ, hồng, vàng giùm em nha mấy bà chế nha. Trời ơi, bộ Balenciaga quần ngố. Đó, ai hỏi em bộ ngố nào, lên bộ ngố nào quay lại. Rồi có 3 màu với chị ơi, 4 màu giùm em luôn. Hiện tại bên em còn 4 năm. Còn 4 màu nha mấy chị nha. Rồi em còn vàng, còn nu, còn đỏ. Vàng, đỏ, nu và màu hồng. Hồng nha mấy bà chế nha. Vàng, đỏ, nu, hồng giùm em lên. Rồi, ai lấy màu nào chốt giùm em màu đỏ kèm xin thoại giúp em luôn mấy chị. Qua mẫu nha bà gái nha. Rồi, chữ này dễ thương quá. Xếp Balenciaga siêu hot luôn. Trời, cái bộ kia giá cao quá, em biết online giá nhiêu nữa. Rồi, mua hàng nhớ chia sẻ livestream giùm em mấy cục cân. Rồi, lên áo cho em mấy chị. Nãy giờ em chưa lên màu áo nào ha. Chưa lên áo cho nên đầm đúng không? Pyjama nữa nè. Dâm nữa nè. Rồi lên cho em một cái màu áo đẹp đi. Lên áo xong đi em lên sơ mi cho nha. Lên áo này cho em đi bà gái, lên sơ mi cho. Một ngố đỏ cho Thu Trang. Ngố đỏ cho Thu Trang ok. Cái chơi mấy chị không mua hàng mấy chị cũng chấm bài cho em với nha. Cái gì chấm bài em lấy tương tác với bà. Ngố đỏ cho Thu Trang ok la.
Trời cáo này đúng dễ thương luôn nè. Y hình giùm em luôn á chị. Áo hai dây. Đó, cái này là hè mặc là bao mát luôn. Ba lỗ ngược cho mấy chị, nó dạng giống như ba lỗ ngược cho em luôn nè. Rồi, áo này giùm em với bà chị nha, 35.000, sỉ mẫu này là 29. Sỉ 30 bà ơi, sỉ 30. Sỉ 30 nha. Nhưng mà hai dây này em bán cho gái lẻ 35.000 thôi. Lẻ 35.000 áo luôn. Em có màu đỏ, màu vàng. Màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu rêu, màu cam sữa và màu đen giùm em. Đó, 35.000 một áo. Ai lấy màu nào comment giúp em, màu đỏ kèm số điện thoại. Mẫu này em sẽ lên cho bà gái cái form này màu trắng nha. Lên màu trắng giúp em luôn. Rất là cute. Ai lấy màu nào comment giúp em màu đỏ, chỉ có 35.000 thôi mấy chị ơi, áp dụng chia sẻ livestream. Mẫu này là mẫu vừa bán vừa tặng mới là chế nè. Vừa bán vừa tặng luôn nha, 35.000. Hàng này là vải thun hàng S21 cho mấy em mấy chị ơi. Forever 21 đó mấy chị. Vải rất là xịn sò cho bà gái luôn, có 35.000 thôi mấy chị. 35.000 mẫu này lên quần sọc rin là bá cháy bỏ chét. Lên quần sọc rin là bá cháy bỏ chét luôn. Thu Trang ơi, mua hàng lên xuyến thoại giùm em đi cục cưng ơi. Vàng đỏ bé nhi, bé nị chứ. Vàng đỏ bé nị hai màu. 35.000, hai cái chỉ có 70.000 thôi mấy chị ơi, rẻ đẹp luôn. Rồi, em sẽ lên chung với lại form quần ống rộng này cho mấy chị xem nha. Rồi nguyên set này là tới đó thiệt luôn, trời bao hot luôn nè. Đẹp quá à. Chị có áo Hà Phúc không chị? Không có áo Hà Phúc bé ơi. Thu Thủy có mẫu áo chữ ốp dễ thương kìa. Có mẫu áo chữ ốp dễ thương lắm. Rồi lên áo giùm em luôn nè, áo này đẹp lắm nha. Áo hai dây, ba lỗ ngược. Coi được chưa? 10 giờ đúng không? 9 rưỡi ha. Đó, 9 rưỡi 10 giờ mới coi được. Mấy giờ chưa không coi được. Đâu rồi, cái quần ống rộng tôi quăng đâu rồi trời. Cứ 9 rưỡi 10 giờ mới lên coi được mấy chị ơi. Còn like sớm quá là đứng cứng ngắc luôn, không coi được. Kỳ cục vậy đó. Biết bị gì nữa. Nhưng mà nó là vậy á, trời ơi, dễ thương quá. Em nói thiệt luôn, có trời, áo này đúng dễ thương luôn á trời. 35.000 dáng dài mọi người. 35.000 áo dáng dài giùm em cho mấy chị yêu nha, trời dễ thương quá à. Không em yêu ơi, chị cũng không biết là có xả hàng ngày nào cũng xả trơn á. Ngày nào cũng xả hàng bơm với lại xả hàng một cá trơn á, em phải cuối like mới làm nha bé. Cuối like chị mới like xả hàng được. Rồi em lên màu nha mấy chị nha, trời áo này cute cực kỳ mấy chị ơi, có 35.000 một áo giùm em thôi mấy chị, có cái chất vải nè. Đúng đã luôn á mấy chị thấy không? Trời ơi nó đúng xinh luôn á. Cái này mấy bà gái mua cái quần sọc về mặc lên nó mấy chị nó cũng dễ thương nữa. Quần ống rộng em đang mang với bà chế nha. 60.000 một quần ống rộng như ta. 60.000 một quần ống rộng giùm em. Cái nút này mấy chị có thể gõ ra bấm vào được em. Đây, nút này nút bấm nha. Đó, thích thì mặc sexy cởi ra, không thích thì mình bấm vào giùm em luôn, rất là đẹp luôn, có 35.000 một áo thôi. 35.000 một áo giùm em thôi mấy chị ơi, dễ thương lắm luôn á mấy bà. Đây nè, màu trắng, màu đen. Màu ai vậy? Ai? Màu trắng, màu đen, màu rêu. Màu cam đất nha mấy bà, màu cam đất đẹp xỉu luôn. Ai là cam sữa cho mấy cam đất. Cam sữa nè. Màu đen nè mấy chị. Màu trắng và màu đỏ giùm em luôn. Đó. Còn nếu lấy màu nào trước em màu đỏ mấy chị ơi. Có 35.000 áo mấy chị, dễ thương lắm luôn mấy bà. Dễ thương lắm luôn á. Cái áo này siêu cân luôn trời. Trời ơi mấy chị coi màu trắng, màu đỏ, màu vàng của nó nè mọi người ơi. Trời cái này mặc lên là bao trắng da luôn á. Bao đẹp luôn á trời. Đó, 35.000 một áo giùm em thôi nha. Màu trắng, màu vàng, màu cam, màu xanh rêu và màu đen. Trắng, vàng, cam, xanh rêu, đỏ, đen mấy chị ơi. 35.000 một áo giùm em nha mấy chị nha. Ai lấy màu nào chốt giùm em màu đỏ kèm số điện thoại giúp em luôn. Màu đỏ nè mấy chế đẹp nè. Trời cái này lên chung với lại quần ống rộng đúng dễ thương luôn á. Áo là có 35.000 giùm em thôi nha mấy chị, quần là 60.000. Quần là 60.000. Ủa sao bên mày coi được, bên tao lại cái thằng lại mất tương tác vậy không? Gì kỳ vậy? Một đỏ cho Gen Z Phương Thùy. Ok, Gen Z Phương Thùy một đỏ nè. Vàng rêu cho Lâm Huỳnh Nhi. Vàng rêu cho Lâm Huỳnh Nhi. Ok. Rồi ai lấy màu nào nữa chốt em mấy chị. Áo đủ màu không rêu cho Thu Thủy.
thu thúy đủ màu không rêu. Trời mộng này đúng dễ thương luôn á, thiệt đẹp lắm luôn á bà. Màu trắng nha, màu đen nè, màu hồng. Cái này màu này dễ thương đó nha mấy chị, màu này màu cam sữa nè mọi người nè. Cái đầu này bà gái mặc lên rất là cute luôn. Màu đen em còn cái mấy chị ơi, màu đen còn nha mấy chị. Trắng đen còn đủ màu nha mấy chị nha. Trắng đen em còn đủ màu, có 35.000 thôi. Có 35.000 thôi mấy chị ơi. Buồn thực chứ không thể xem được. Ủa bên em coi bình thường mà bây giờ coi được rồi nè. Hết coi được nữa rồi hả? Mất dạy quá vậy. Rồi còn như này màu nha, 35.000. Cứ bán được nữa một mẫu mà lên được một chút hay là 5 phút thôi là nó trong nó tận nhân liền. Nó không cho coi là không cho coi á. Quần chị mặc không có trắng em ơi, có đen không à? Cái gì? Hả? Mượn cái gì? Quần chế đang mặc không có màu trắng. Áo đang mặc 35.000, ai lấy thì chốt cho em luôn. Hôm nay chứ về không có quần màu trắng bé ơi. Có quần kaki nhưng mà là hàng vải vải cái gì á. Có lên áo sơ mi cho mấy chị nè. Lên áo sơ mi cho mấy chị nè, được hai màu trắng đen đẹp má ơi luôn á. Lên áo sơ mi đi chị. Đây nè gái ơi. Hè sơ mi bà Lâm, bà đang thanh định nhắn em là hai màu, một đen một trắng đúng không? Đen một trắng nè, sơ mi nè vải đúng đẹp luôn á. Rồi, sơ mi này mới chế đẹp ơi, 50.000 một áo, xỉ 38.000. Sơ mi xỉ 38.050 là đẹp lắm luôn. Tay ngắn giùm em nha mọi người nha, thêu luôn mấy bà. Cái Gucci này Gucci thêu nè mấy bà ơi. Cái mẫu này mà lên chúng lại cái quần tay hôm qua mặc là bán nó xịu luôn Thanh. Đứa quần tay có cái nịch cho Trang Thanh. Quần tay có cái nịch nằm đâu ta? Đây. Lấy Trang quần tay có cái nịch coi. Rồi sơ mi Gucci nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp mấy chị ơi. 50.000 một áo sơ mi ha, hai màu đen và trắng, rất là xinh. Cái chữ này là chữ thêu toàn bộ. Trời há miệng luôn. Sơ mi trắng cho em nha, Hồng Khuê Nguyễn. Ok bà chế nè. Cái gì? Sơ mi 50.000. Sơ mi 50.000 nha. Bà đang thanh định đó, đang thanh định đây có gì cái đơn này em trừ tiền cạc cho bà nha. Để mấy con em khỏi bắn. Cái quần hai keo qua trang cắt cái khuy cho mất tiêu rồi trời. Rồi lên sơ mi giùm em mấy chị ơi, sơ mi này đẹp lắm luôn nè. Sơ mi xỉ 38 mấy chị. Rồi em sẽ lên chung với lại cái quần. Cái quần có cái nịch cho mấy chị, có quần một cái bao là 99.000. Hồng Khoe Nguyễn lấy hai cái trắng luôn. Ok. Huỳnh Huyền Trang lấy cái sơ mi trắng. Rồi bây giờ em sẽ lên sơ mi trắng và cái quần có cái bao nha mấy chị nha. Quần này có bao bét cho em luôn, rất là đẹp luôn. Rồi quần 90 áo 50. Quần 99 với lộn, quần 99 áo 50 giùm em mấy chị. Quần 99 áo 50 nè, trời cái quần này đúng đẹp luôn mấy chị. Em có màu đen thôi nha mấy chị nha, em chỉ có một màu đen duy nhất thôi, rất là dễ thương luôn. Đó em lên form cái quần này cho bà gái coi nè. Với lại áo sơ mi này giùm em luôn. Trời cái sơ mi Gucci này mới thiệt mấy bà chế. Mặc cái này nè mấy chị, xong rồi mang mấy cái tép của mấy bà chế, cái tép beo á. Tép beo mọi người kịp kẹp lắc đồ á, dễ thương lắm luôn. Rồi lên sơ mi nha. Với lại lên quần cho mấy chị luôn. Ok ok nha. Rồi mấy comment luôn á. Bé nị đen Nhi Gia 4, Ni Nguyễn 4. Nó tầm mâm luôn á trời. Chị thấy cái thứ thấy 38 Ni Nguyễn 4. Sơ mi hai màu trắng đen em yêu. Một đen cho chị Phạm Thảo. Thêm hai cái sơ mi trắng cho Nhi Gia. Cái này là hàng thêu luôn mấy bạn, đẹp lắm luôn á. Sơ mi hiện tại còn một màu đen là một màu trắng là hết. Bốn nhiều trắng còn ba em ơi. Còn ba cái hết rồi em yêu. Còn ba cái trắng hết hàng. Sơ mi 38 Hạnh Lê hết sơ mi luôn rồi. Sơ mi vừa hết xong luôn Hạnh Lê ơi. Lấy bao nhiêu đợi ngày mai chị lấy thêm cho Hạnh Lê. Hạnh Lê lấy bao nhiêu cái? Lê Vân lấy sơ mi trắng. Hạnh Lê không, cái đó của bé cái gì á,
của gì à? Hạnh Lê còn có mấy cái Hạnh Lê. Đợi xíu nha. À, phu phí à? Ừ. Để vô cái đen đi. Hết đen rồi. Trong đó kìa. Hết đen rồi. Sơ mi trắng nè, 1, 2. Hạnh Lê có 4 cái đi. Anh hiểu. Từ từ. Hạnh Lê nè, được 3 nè. Thảo Ruby một màu trắng nè. Ủa lộn lộn Lê Vân chứ. Thảo Ruby trước mà. Lê Vân có luôn, Thảo Ruby có luôn nè. Hạnh Lê hai trắng hai đen nè, rồi xong. Rồi hết nha. Quần tây có không chị? Đây lên quần tây nè bà ơi. Nè quần tây bao là đẹp luôn á. Còn một cái áo sơ mi trắng nè, coi. Rồi lên quần tây 99.000. Quần tây 99 ngàn kèm bét beo. Mẫu này nhà em có size mấy chị. Mẫu này nhà em có size nè. 26. Ý là M là nhỏ nhất có mấy bà chứ là tôi muốn với 26 á. 26, 27, 28, 29. Các chị cần comment theo size như vậy giùm em nha. Đẹp lắm luôn, 26, 27, 28, 29 giúp em. Cái quần này tao ngày hôm qua tao có một cái tao ra rách tư rồi. Để được biết thằng đau rồi. Gái là nhỏ đi. Ok. Đông Dương Khải em hết sơ mi trắng rồi. Đông Dương Khải mất sơ mi trắng nha. Và em lên form mấy chị yêu ơi. Gì? Gì Thành? Hôm trước là bên em xả đơn rồi nha. Cái gái yêu ơi, hôm trước là bên em xả đơn rồi. Lên sơ mi mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn. Ê ơi, lựa lại mẫu giùm em nha gái. Tại vì lên hôm trước là em đã xả đơn rồi chị yêu. Rồi. Em còn một mẫu pyjama siêu đẹp nè, đợi chút xíu em lên nha. Cái này nó có bao nữa nha mấy chị nha, có cái bao nữa. Cái quần này là quần dài nè, đợt trước cái này về quần ngắn nó rẻ hơn mấy chị. Đợt trước cái này về quần chính tấc nó rẻ hơn, cái này là hàng quần dài giùm em nha mấy chị đẹp. Đẹp lắm luôn á. Đây. Quần tây giùm em nha mấy chị. Quần tây siêu xinh luôn, lưng là lưng cao giúp em nha mấy chị ơi. Lưng là lưng cao giúp em luôn. Cái này nó có beo nữa nè mấy chị đẹp nè. Đó, chị nào lấy quần size nào chốt em size đó kèm xứng thoại. Ha, cái này kèm cho một cái beo nữa mấy bà. Mấy bà chỉ thích là mang beo thì mang, không thích mang thì thôi nha. Tôi coi không được gì hết. Chị lấy của em chia cho khách nhẹ. Khách hạ đâu ra mà có mà chia. Không có lấy của ai, nó có hàng rồi yên tâm đi. Có về đủ. Rồi. Quần này nhà em có 3 size nha mày. Á lộn 4 size nha mấy chị ơi, 99 ngàn. Rất là đẹp luôn á, trời ơi, trời quần này đẹp kinh khủng khiếp luôn, em thề với bà gái luôn á. 99 ngàn giùm em thôi mấy chị. Ai lấy quần tay chốt quần tay giùm em luôn nè. Trời ơi, quần tay này siêu dễ thương luôn. Sơ mi em hết rồi mấy chị ơi. Sơ mi này em hết rồi nha, em còn cái sơ mi họa tiết thôi. Sơ mi lụa mọi người, em còn sơ mi lụa không à. Còn sơ mi lụa hết luôn rồi phải không? Mà chưa đi hết sơ mi lụa đúng không? Sơ mi lụa hết luôn rồi. Còn một cái gucci đen thôi. Đây nè, chế nào lấy sơ mi lấy đỏ, cái sơ mi này cho em đi 65.000. Hả? Đây 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 coi. Đây. Sơ mi gucci nha mấy bà trẻ nha. Sơ mi gucci 65.000 hàng họa tiết. Cái kia có của ai không? Có ở đây luôn. Đây, sơ mi họa tiết nha mấy chị nha, em còn hai màu nè mấy chị. Đó đây ai hỏi em sơ mi nè. Bà Betty Cook mua hàng không cho số điện mua có một cái một nè, lâu quá trời xả đơn luôn nè. Đó, Dior và Gucci. Dior và Gucci giùm em luôn, sơ mi họa tiết nha, 65.000 hàng sơ mi lụa. Hàng này là hàng lụa satin nha mấy chị. Cầm vô cái chất vải lắm chị đã biết rồi. 29 là 58kg luôn á em. 29 là 58kg mặc dừa luôn á. Chị đang 58kg nè bé yêu nè, chị bầu luôn á, cục cơm bụng chị bự luôn, chị mặc vẫn thoải mái nha. Rồi, ai lấy nửa chốt giùm em kèm xứng thoại đi, cái này đẹp lắm luôn á. Rất là xinh luôn, còn đúng hai màu nha. Sơ mi, gucci, lụa, satin. Này còn mấy cái em hết hàng rồi, thanh quần cái mắt nè.
còn đúng có mấy cái hết hàng luôn rồi, tại vì cái này á mấy bà chứ em về bao nhiêu là hết sạch bấy nhiêu rồi mấy bà, em về bao nhiêu là em hết sạch bấy nhiêu luôn, em không có hàng luôn á, đẹp lắm luôn á mấy chị, có 65 ngàn à. Chứ cái mẫu này mấy chị ra ngoài mấy thị trường mấy chị mua là phải vô mấy toàn là vô tầm 120 hoặc là 130 một cái không à. Cái lụa giùm em cho mấy chị nha, nhớ giùm em cho mấy chị hàng lụa nha, khách rất là đẹp luôn đó. Alex sơ mi chốt sơ mi kèm xuyến thọt giùm em nè, sơ mi lụa satin, sơ mi lụa được mấy cái giùm em thôi nha. Ai lấy chốt em kèm xuyến thọt. Ok Thu Thủy rồi, ok em lát chị lên cho bé ơi. Rồi tình yêu lấy áo sơ áo này nữa chốt em kèm xuyến thọt luôn. Rồi qua mẫu giùm em mấy chị ơi, nãy giờ chưa lên đầm không mấy bà, giờ lên cho em một cái mẫu đầm nha, một cái mẫu đầm giùm em nè mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. Ôi từ từ lên cái này đi, cái này còn có một ri một nè, không biết ai dặn quên mất tiêu rồi, biết ai dặn quên mất tiêu rồi. Em coi set bộ sao sau được bà ơi, đây bà ơi, set bộ đằng sau nè, bộ con thỏ nha, bộ con thỏ nè, hai màu đen và đỏ, 70 ngàn một bộ, bộ quần ngố, bộ này bộ quần ngố nha chị yêu. Sơ mi tay ngắn hết rồi Ngọc Kim, sơ mi đan tay ngắn đang mặc em hết rồi. Còn cái này là xét bộ quần dài 90 ngàn, hàng Quảng Châu, bao đẹp luôn. Nhận hàng cầm vô cái chất vải đi, không ghiền không lấy tiền, không ghiền lấy tiền cái bộ này nha. Rồi lên cho em bộ này nè, không biết ai dặn bộ này quên mất tiêu rồi. Sỉ 55 ngàn, lẻ như vậy ta, 69 ngàn bộ. Đúng rồi, bộ thú quần dài như da, lấy ri luôn nha. Còn con ri rồi như da ơi, nè như da. Em chị bộ thú quần dài nè khách. Jenny Hồng mặc quần L là vừa. Đang thanh tinh lấy quần 28, quần này bao đẹp. Quần này bao đẹp mấy chị ơi. Đang thanh tinh lấy quần 28 nè. Rồi Jenny Hồng lấy một quần L là vừa. Bà ơi quần này đẹp lắm luôn nha bà. Đang thanh tinh lấy quần 28 nè. Cái đó của đang thanh tinh đó nha Thanh đúng không? Ghi cho ai hả? Quần L không, Jenny Hồng cũng phải lấy quần size lớn á. Jenny Hồng nè, vừa em quần là vừa nha. Ủa em ơi, em hỏi chị cái nào? Jenny Hồng ơi, em hỏi chị là cái bộ này hay là cái set cái quần chị đang mặc? Quần đang mặc có size mà cái bộ chị đang mặc cũng vừa luôn em. Cái gì? Set thỏ đỏ. Tên gì? Ly Ruby. Ly Ruby set thỏ đỏ. Đỏ luôn, xếp thỏ đỏ nè. Rồi ok, L bao nhiêu ký vậy chị? L thì khoảng chừng 50-53 à. Cái L nó giống như là cái size 27 gì đó. Bà lấy 28 đi mặc cho thoải mái, bà không lấy 27 cũng được nữa. Dạ, dài nha chị Trang Thanh, quần là quần dài giùm em. Xem đi Hồng lấy một quần rồi. Chị Giang Thanh ơi, quần này là hàng vải tuyết mưa giùm em nha chị nha, không có độ co giãn, cái form rất là chuẩn luôn chị đẹp. Kèm cho em một cái bếp tay vô đẹp lắm. Đây bộ quần dài hồi nãy em có dơ lên rồi mấy chị này, em còn có một bộ con vịt thôi. Lên áo kiểu đi chị, rồi ok la em. Đây bộ con vịt nha mọi người nha, bộ con vịt nè. Đó, bộ con vịt này nhà em là 70 ngàn, có lượng 69 ngàn bộ nè, 69 ngàn. Áo đang mặc em hết rồi chị Ngọc Kim ơi, áo đang mặc em hết rồi nha. Một quần L cho VV. Quần L cho VV nè, quần này đẹp lắm. VV ơi đủ đơn nè, ngân lụa giùm em luôn nè VV. Đây sơ mi này đẹp lắm nè, các bạn lấy sơ mi này dễ thương lắm luôn. Sơ mi này siêu đẹp nè, để lên cho bà gái cái sơ mi này, đã mất công bận cái sơ mi này lên với bà hỏi em hoài. Sơ mi trắng em hết rồi nha. Em tự lên cho bà chế cho con cái sơ mi Gucci này nè, mặc sang lắm luôn. Chị nào mà mặc làm công sở là gì đẹp lắm. Nè anh ơi, áo kiểu để em tí xíu nha, áo kiểu để em tí xíu lên cho. Em nhiều áo kiểu đó mấy chị ơi, em sợ mấy chị không có thời gian coi like của em thôi á. Chứ còn nhà em là cái gì cũng có hết trơn á, có tiền là không có thôi. Đây áo vuông xì cho mọi người, mấy chị mặc lả lơi đi nè mấy chị, mặc lả lơi sẽ rất là đẹp luôn. Đó cái vé này mấy chị có thể mặc lả lơi nha, hoặc nó là gái săn tay đều đẹp hết cái bộ cái áo này. Đây nha mấy chị, săn tay nửa vời như thế này giùm em luôn, cũng rất là xinh luôn. Đó sơ mi giùm em, hoặc có thể mang vô đóng thùng cho em như thế này, mình mang mà đóng thùng vào cho em.
sơ mi cho mọi người nha. Mẫu này nhà em là chỉ có 65 nghìn thôi nè. Đó, sơ mi có hai mẫu, Dior và Gucci. Dior và Gucci giúp em. Tình yêu lấy sơ mi chốt, sơ mi kèm xứng hỏi. Qua mẫu nha mấy chị. Lên cho em form này nè mấy bà gái ơi, lên đầm giùm em đi. Rồi lên cho em cái maxi. Maxi này đẹp, tao nói số dắt luôn. Jenny Hồng lấy quần rồi. Jenny Hồng ơi, lấy quần cho em rồi. Lên set bộ pyjama, chị đợi em tí nha. Chị đang thăm đinh em lấy quần rồi. Bà VV 58kg hả? Trời ơi, sao bà cầm ăn xanh lờ. 58kg bà mặc XL giùm em đi. 2XL giùm em đi. Đây. Đang thăm đinh nè, quần nè. Quần này thăm. Đổi mẫu cho bà đi. Ô lộn VV chứ lộn. VV 58kg á. VV 58kg. Mạng yếu dữ ta ừ. Mấy nay mạng nó đang chập chờn mấy bây ơi. Rồi lên cho em chị ơi. Rồi maxi hoa siêu đẹp luôn, cột dây nơ đằng sau lưng giùm em. Maxi hoa nha mấy chị nha. Đây, cột nơ đằng sau lưng giúp em mấy chị. Rồi, cái này là sỉ, mẫu này là 58 ngàn giùm em rồi khách. Sỉ 58. Bộ hoa cúc còn có màu à bé ơi. Dior cho chị Bảo Quyên nè. Sơ mi Dior cho Bảo Quyên nè. Bảo Quyên sơ mi Dior. Bộ hoa cúc còn đúng một màu đen duy nhất. Bây giờ em sẽ lên phân cái đầm maxi cho bà gái coi nha. Maxi cột nơ sau lưng giùm em. Rồi sỉ mẫu này, ơi lộn sỉ 60 chứ mà sỉ 58. Sỉ 60. Sỉ 60 nha là chế nha lẻ. Mẫu này là 70 nghìn một đầm. Em có hoa đen, hoa vàng, hoa đỏ, hoa hồng và hoa trắng. Đen vàng đỏ trắng giùm em nha mấy bà. Maxi hoa, đầm maxi rất là đẹp luôn. Bảo Quy lấy cái maxi trắng nè. Màu dễ thương lắm chị. Để em tí đi em mặc cái maxi lên cho rồi em mới chị lên màu ha. Lẻ 70. Sỉ 60 lẻ 70 mấy chị ơi. Anh ơi còn bộ con vịt là quăng cho Phạm Kỳ luôn đi. Đã nó lạc lạc lẻ lo một bộ kìa. Ê bộ con vịt kìa. Thanh cột cái nào lên cho Trang Thanh. Cái maxi này đẹp lắm mấy bà. Trời ơi, mới quăng nguyên ri qua mà họ có lấy ông Phạm Kiều. Khùng hả? Còn bộ ngố chị yêu ơi. Đây cho mọi người nha, maxi hoa giùm em. Rất là xinh luôn nhé bà, cột nơ sau lưng giùm em nè mấy chị. Rồi, mẫu này giá em 70 nghìn. Hoa vàng maxi. Maxi vàng nha chị, rồi ok, muốn vàng là có vàng luôn. Lê mơ đợi xíu đi lát đưa cho. Rồi em lên màu nha mấy chị yêu, em lên màu luôn. Em có màu trắng nha khách. Còn bộ nào không chị còn nha gái ơi. Đợi xíu em lên cho chị. Còn tình yêu ơi. Maxi bông giùm em nha mấy chị ơi. Cái màu này dễ thương lắm nè mấy bà. Cái màu này đúng cưng luôn. Rồi em sỉ 60 lẻ 70 giùm em nha. Cột nơ đằng sau lưng. Có bộ loe cổ yếm không chị? Có gái ơi. Màu đen giùm em nhớ chị yêu nha, màu đen nè. Trời cái này bên trong nó có bút ngọc giùm em luôn á chị. Vỏ trần kiều kiều đơn chưa đi nha chị nha. Rồi màu đen giúp em á chị ơi, dễ thương lắm luôn á trời. Cái đầm đẹp xuất sắc luôn. Má ơi cái màu đen. Vải này rất là mềm nha mấy chị. Cái maxi này vải cực kỳ mềm giùm em luôn. Cái này nó cột nơ đằng sau lưng giúp em nhớ chị nha. Có màu trắng nè. Màu vàng nè mấy chị. Màu vàng siêu xinh luôn. Đó, ai lấy màu nào chốt em màu đỏ nha mấy chị nha. 40 trắng cho Hạnh Lê nè. Trời cái đầm này đẹp lắm luôn á. Hạnh Lê 40 trắng nè. Ok một cân nè. Vũ Thùy Trang lát em la sao em chốt cho nha bà. Lát em la sao em chốt cho. Đẹp lắm mấy chị ơi, thiệt luôn á. Cái đầm siêu xinh giùm em luôn. Hoa trắng, hoa đen, hoa đỏ, hoa hồng và hoa vàng. Màu nào cũng đẹp hết. Không có dài lắm đâu nha Tiếp Nhi ơi. 20 đen cho Hình Như. 120 đen cho Hình Như. Nhi da lấy đủ màu. 12 3 4 5 Nhi da đủ màu. Trời cái maxi này đúng đẹp luôn. Không có dài lắm đó nha cục cưng ơi, cứ yên tâm. Bảo Quyên thêm một cái maxi đen.
taxi đen cho Bảo Quyên. Trắng vàng đỏ đen nha mọi người ơi, trắng vàng đỏ đen nè. Đẹp lắm mấy chị, có 75 ngàn thôi. Form này là 60kg, độ lại mặt thoải mái em yêu ơi, màu đỏ giùm em mấy chị ơi. Dễ thương lắm mấy bà. Màu đỏ của nó đây nha, trời xinh ghê luôn á ha. Màu đỏ lên đúng trắng da luôn nha khách. Màu đỏ lên là đúng trắng da cho em luôn á. Rồi, màu đỏ, màu vàng, màu đỏ, màu vàng. Ai? Nhi da thêm đen. Còn một. Rồi còn trắng nha mấy chị. Còn trắng, còn đỏ và còn vàng thôi, hết hàng luôn. Trắng, đỏ, vàng ba màu giùm em mấy chị ơi. Đỏ như da, vàng đẹp nè. Rồi còn vàng, vàng còn trắng nha khách. Trời ơi, cái vàng đẹp dễ thương ghê á. Cái vàng đúng dễ thương luôn. Đây, ai lấy vàng chốt vàng kèm xứng hỏi giùm em luôn nè. Đó, maxi nha mọi người nha, dài qua gối thôi. Em cộng 1m65 nha mấy chị nha. Đó mấy chị không, mình mặc không có bị dài lắm đâu khách ơi. Cỡ nào mấy chị mặc cũng không có bị dài lắm đâu. 1m4 cũng còn mặc được luôn á. 1m65, 1m7 cũng còn mặc được. Tại em 1m65 rồi. Phô này dài miên man. Còn vàng và còn trắng hai màu giùm em nha mấy chị yêu. Vàng như da nè, còn cái trắng nó ai hốt giùm em luôn trời. Còn cái trắng mấy bà ơi, có ai hốt cái trắng giùm em luôn không? Trời dễ thương lắm luôn á, nè đẹp quá trời luôn á. Đây. Đó, em còn được ba cái trắng. Chị nào lấy trắng chút trắng của em nha mọi người nha. Có 75.000 à. 75.000 một hoa thôi, rất là xinh luôn. Tại bụng bự rồi nè, mặc lên là không thấy cái eo á. Cái này mặc lên là thấy cái eo nè mấy má ơi, bả chép bọn chép luôn. Cái form này rất là dài luôn nè mấy chị. Hồi nãy ai hỏi em bộ ngố vậy? Nè anh bộ ngố nè. Nè bộ ngố em còn nè mấy chị yêu. Bộ ngố con thỏ giùm em nha, ba màu. Màu đỏ, màu đen và màu xám. Ba màu giùm em luôn. Bộ ngố này có 75.000, 70.000 không mấy chị. Hàng ngố cao cấp giùm em. Hạnh Lê hết vàng rồi em yêu ơi, còn trắng không à. Hết vàng rồi. Còn một cái một còn trắng duy nhất giùm em nha mấy chị, bộ ngố con thỏ mấy chị nè. Cái vải rất là co giãn luôn, 60kg mấy chị mặc thoải mái. 60kg mấy chị mặc thoải mái giùm em. Rồi, ok Tuyết Nhi một trắng dồn đơn với VV. Mi mỏm bộ dài là vải đẹp nữa không chị? Tuyết Nhi ơi, Tuyết Nhi với VV em có chốt đơn cho hai bà nữa nha. Đơn cũ chưa nhận nữa là đơn mới em có chốt thêm nữa nha cục cưng. Tuyết Nhi mua hàng lên lại cho số điện thoại mới cho mình đây, mình không có dồn cho bà với lại VV nha. Khi nào VV nhận hàng mình mới chốt đơn cho Tuyết Nhi với VV nha. Thông cảm cho mình đi. Tại vì mua hàng bị bơm hoài mệt quá. Còn bộ dài nào vải đẹp nữa không chị? Mi móm và bộ dài vải đẹp hết rồi, giờ còn bộ ngố vải đẹp. Còn bộ ngố vải đẹp cục cưng. Còn bộ ngố vải đẹp thôi, đợi xíu nha. Rồi maxi này em còn màu trắng chị yêu ơi, chị yêu nào lấy trắng chốt trắng kèm xứng hỏi giùm em luôn. Rồi lên cho em cái bộ đó chị, bộ dài nè. Bộ dài này vải cũng đẹp luôn, đúng rồi. Bộ dài chịu ít, cái này quên đăng hình tại sao mà. Bộ dài ít nè. Và được 3 màu. Đây. Sỉ 75, bao đẹp luôn á, vải đẹp lắm. Bảo Quyên bộ ống rộng của Yếm hả? Có nè, có rồi. Mấy lột nó mất tiêu rồi. Thấy cái bộ vàng ấy có quăng cái chỗ nào chưa vậy? Rồi, đây cho mọi người nha. Bộ dài của Yếm cho em nè mấy chị ơi, bộ này dễ thương lắm. Bộ này 85.000 nè, mấy ai hỏi em nè, mấy là chế nè. Bộ này em có màu xanh nha mọi người. Màu xanh, màu vàng với lại màu hồng. Xanh vàng hồng thôi. Đó, cái này là mẫu hàng theo luôn á mấy chị, đang rất là hot cho em luôn. Tình yêu lấy chốt em kèm xin hỏi. Rồi qua mẫu cho mấy chị ơi. Lên cho em bộ chữ X nè. Lẻ 85.000 một bộ mấy chị, sỉ 75 lẻ 85.000. Bộ này siêu đẹp luôn. Bộ chữ X, trời ơi đẹp quá à. Đây, X đằng sau lưng nè mấy chị nè, siêu hot luôn. Siêu hot giùm em nha mấy bà ơi, màu đen nè. Màu nu và màu đỏ. Đen nu và đỏ giùm em mấy chị, vải đẹp lắm là nha. Trời ơi, bộ này đúng đã luôn á trời. Đây, tầm yêu lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm xin thoại giúp em luôn mấy chị ơi. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn mấy chị. Đây ha, chữ X đằng sau lưng, dấu X đằng sau lưng của em đang rất là hot hit luôn nè mấy bà chị. Siêu hot hit giùm em luôn, có 3 màu.
màu đen, màu nâu và màu đỏ giúp em luôn mấy chị ơi. Đen nâu đỏ nè, 85.000 một set giùm em thôi nha mấy chị nha. Màu đỏ là quần màu đen mấy chị, màu đỏ là quần màu đen y hình luôn, màu đỏ là quần đen nha mấy bà chị nha, kiểu đẹp quá không. Giống biết đằng sau lưng lên set bộ đỏ cho mấy chị nha, đỏ đen và nâu, đỏ đen và nâu giùm em nha mấy chị ơi, 85.000 giùm em thôi. Ai lấy màu nào chứ màu đỏ kèm sáng thật giúp em luôn lên form. Nào quăng với đâu, ai đem đi. Do hai cái đó trắng đen này của ai vợ? Còn hai cái trắng đen của ai vợ? Thu Thúy rồi, hình như có hai cái không đen. Hai cái không đen có chưa? Ừ. Rồi hai cái trắng đen nó của ai vậy? Như da thêm đen hồi nãy có chưa? Ông này ông ngồi ngáo ngáo gì vậy trời? Ủa, cái này vậy ai biết? Hồi nãy người ta quăng qua rồi trời. Bỏ đây. Đã bận, đã like xong rồi mà rồi quăng qua đó. Trời ơi, người ta đã bỏ qua đó rồi. Em quăng nguyên cục cho anh, không bao giờ nãy đâu. Ni Nguyễn Đầm đang mặc còn hai cái đào em đen, mi móm nâu. Đào em đen, mi móm nâu. Ni Nguyễn Đầm đang mặc còn hai cái. Ni Nguyễn Đầm đang mặc còn hai cái. Đây, ít giùm em nha mọi người nha, phơm tay lỏ nha mọi người. Phơm tay lỏ siêu xinh giùm em luôn, cái gì Thanh? Đào em đen, mi móm nâu. Đào em đen nè, đây bộ chữ ít giùm em cho mấy chị đẹp nha. Áo đỏ là quần đen thì 85.000. 85.000 một bộ giùm em thôi mấy chị. Mi móm màu nâu nè, trời ơi bộ này đẹp quá à. 85.000 thôi mấy chị ơi, rất là dễ thương luôn. Siêu cân giùm em cho mọi người nha. Mi móm màu nâu nè. Mạng yếu quá không coi được luôn hả. Rồi, màu đen nha mấy chị. Màu đen, màu nâu và màu đỏ. Đen, nâu, đỏ, ba màu giùm em thôi mấy chị yêu ơi. Ai lấy màu nào cho em màu đỏ kèm sáng thỏ giúp em luôn. Rồi, mạng yếu quá mấy bà. Mấy bà coi được không? Rồi em còn đen giống chị ơi, còn đen nè. Bộ đằng sau còn có màu, em còn có màu bé ơi. Ủa sao bộ dài không ai lấy cho tôi vậy trời. Bộ này đẹp lắm luôn á. Tỷ 75 nha bà chị ơi, tỷ 75 lẻ 85 ngàn giùm em nha. Bộ dấu ít siêu hot luôn với bà. Tay là tay lọ nha chị. Tay lọ bộ chữ ít giùm em nè bà chế nè. Bộ này siêu cân luôn á. Bộ này còn có bộ một và cục cân ơi. Nè cái này cũng có cục bộ một thôi nha. In trước nè mấy chế, là đằng trước nè, cái này đằng sau nha. Hai cúc đằng trước đằng sau giùm em luôn. Rồi, ai lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm xuống họ giúp em nha mấy bà trẻ nha. 75.000. Bộ đang mặc 85, bộ này là 90. Vải 19 10 luôn á chị, đẹp lắm luôn á. Cái đầm này còn hai cái dân phương đi. Đầm hai cái trắng hồi nãy á, hoặc là một trắng một đen dân phương đi anh. Ni Nguyễn á. Đào em bé Ni Nguyễn á. Đào em lấy bộ đằng sau luôn nè, ok cho đào em nè. Còn bộ nữa nè, đi Nguyễn một bộ nè. Bộ chữ ký, bộ chữ ký giờ lên nè cục cân. Tôm lộn đào em bộ đen á. Bộ đen đặt đào em bộ đen ok. Rồi xong cái này từ từ em lên cho bà chế cái bộ pyjama trước đi nha. Rồi em lên bộ chữ ký, mày ngồi lên cái pyjama rồi hả? Mày đang ngồi lên cái pyjama rồi đó. Rồi lên cho cái pyjama. Cái pyjama là đẹp lắm luôn với bà. Em thề luôn, em thề với đại nhà nước luôn mấy bà ơi. Đây nè. Cắt bại đi, cắt bại luôn đi. Trời ơi, cái bộ này em thiệt luôn á. Em thề với đại nhà nước cái bộ nó đẹp á, nó đẹp lắm luôn. Đây, bộ này cho em nha mấy chị nha. Trời ơi, đẹp quá à. Sỉ là 90. Sỉ là 90 nha mấy bà. Lẻ bộ này là người ta 105.000 một bộ. Trời nó đẹp nhức nách luôn. Lụa satin luôn, rất là đẹp. Thiệt sự. Đây. Trời ơi. Nó y hình 100% luôn nha mấy bà. Có túi giùm em luôn mấy chị, có túi luôn. Vi Thủy hàng đi chưa Thanh? Vi Thủy với Vi Thủy thì nó có đơn gì mình không? Không. Bên em gọi điện chốt đơn chưa gái ơi?
không có đơn nhẹ nha chị đẹp nha. Rồi bộ con vịt, trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn. Rồi 105.000 một bộ em, xị 90 lẻ 105.000, đẹp xuất sắc luôn mấy chị. Quần có túi luôn, màu xanh, màu đỏ, bộ này là bao đẹp. Màu đen, màu xanh bơ, màu xanh henneken, màu hồng, màu cam sữa, màu vàng. Rồi ai lấy màu nào chốt giùm em màu đỏ, 105.000 một bộ giùm em thôi, siêu đẹp các bà trẻ nha. Rồi mẫu này chị yêu nào chia sẻ livestream bán 99.000 luôn, đẹp cực kỳ. Chia sẻ livestream cho em mấy bà trẻ bán 99.000 bộ luôn nè, đẹp cực kỳ luôn. Bộ chữ ký đợi em tí xíu nha Đặng Ngọc Lan Phương, tại vì bộ chữ ký á, để em tí đem lên cho cái hàng đó, cái hàng đó đợi chút xíu nha. Rồi em lên farm á chị yêu ơi, bộ này đẹp lắm. Trời ơi bộ này siêu phẩm luôn á chị. Lụa satin giùm em luôn nha mấy bà trẻ nha, quần có túi luôn, bao đẹp mấy chị ơi. Trời, cái bộ này thật sự là bao đẹp luôn á. Rồi hình 100% giùm em luôn nè mấy chị. Trời ơi nó đẹp xuất sắc. 99.000 một bộ giùm em nha mấy bà trẻ nha. Lụa satin quần có túi luôn mấy chị ơi, vải mặt là bao êm, vải mặt là bao mát giùm em luôn nha. Tầm nêu lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm xuyên thỏi giúp em luôn mấy chị. Trời ơi cái bộ này nãy giờ khách hỏi quá trời luôn, xong lên không ai lấy luôn trời. Có lộn không ta? Có lộn không ta? Bộ này siêu đẹp luôn á. Xị 90 nha mấy chị, bộ này xị 90 giùm em luôn, bao đẹp mấy chị ơi. Rồi lên cho em nha mấy bà chị ơi, lên màu giùm em luôn. À dâu tay bách lê á hả? Gửi hàng rồi nha dâu tay bách lê ơi. Gửi rồi em yêu ơi. 5 bộ không xanh coban, bộ này không có xanh coban luôn em yêu. Màu đẹp lắm luôn bé ơi. 1, 2, 3. À đây có xanh coban nè. 1, 2, 3, 4, 5. Không xanh coban. Hạnh lê. Có lộn. Di da. Xị 90 nha mấy chị nha, xị 90 giùm em luôn. Trời cái bộ này đẹp xuất sắc luôn á rồi. Mở màu hả mấy bà, mở màu ra ủng quá à. Bộ này mở màu ra ủng lắm. Em đang mặc là màu xanh lơ nha mấy chị ơi, đang mặc màu xanh lơ nha. Trời màu đen nè mấy bà chị ơi. Đánh cái viền cho em đẹp xuất sắc luôn. Trời ơi, mới thiệt luôn á trời, không đẹp không lấy tiền nha. Bộ này không đẹp không lấy tiền nha bà. Ủa cái màu đen nữa chị ơi, nó đỉnh cao chất lượng luôn á trời. Đỉnh cao chất lượng luôn, bộ này quá dễ thương. Đây mọi người nha, màu đen quần có túi cho em luôn nè mấy chị ơi. Rồi tình yêu lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm xuyến thoại giúp em luôn. Em thề cái bộ này nó quá dễ thương. Bộ này nó... bộ này mua về mặt là ghiền luôn á. Đẹp quá à. Sao cái bộ này là gái không lấy vậy ta? Trời siêu phẩm quá trời luôn á. Rồi không ai lấy cái mẫu này em qua mẫu đây. Cái bộ con bích kê con chuột này đẹp quá trời luôn. Xanh ngọc nè, cho như da nè. Trần Công Lưu có lấy bộ này không? Bộ này dễ thương lắm luôn á. Không lấy bộ này thôi mấy chị ơi, tại vì bộ này không ép mấy chị luôn. Tại vì mấy cái hàng này đẹp lắm. Anh cổ này lại thanh được, và lại nguyên cục cho Trang luôn. Bộ chị mặc bao nhiêu? Bộ chị mặc 99.000. Jenny Phương Thùy cho lại coi bạn màu. Ê Thanh lấy cho Trang cục bạn màu coi. Coi màu lại phải không? 99.000 chia sẻ livestream giùm em nha. Hồng, cam, xanh henneken. Rồi ok. Xanh ngọc là màu trong ri chị like đó. À màu xanh này, cái này chị đang mặc xanh lơ lộn nè. Như da. Rồi lên màu giùm em nha mấy bà trẻ nha, em lên màu nè. Em có màu xanh rêu hay là xanh henneken gì cũng được. Màu đỏ đô. Màu đỏ đô cho em nha, 99.000. Màu cam sữa. Cam sữa 99.000, trời vải đẹp lắm kìa. Rồi màu hồng. Màu hồng giùm em nha. Màu vàng. Hồng vàng. Rồi màu này là màu đen. Màu đỏ, đỏ tươi giống chị nha. Và màu xanh coban. Đó, em đang mặc là màu xanh lơ. Chị đang lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm xứng hội luôn.
Bộ này 99 ngàn dùm em thôi mấy chị yêu ơi. 99 ngàn, phủ tùy trang hàng chúa đi nha chị. Rồi chốt rồi như da, quăng rồi quăng rồi. Ai lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm xin thỏ giúp em luôn nha mọi người. Phủ tùy trang hàng chúa đi, em chúa chốt đơn mà. Em chúa chốt đơn cho bà gái mà. Tối nay em chốt đơn là mai hàng đi sớm đó chị yêu, yên tâm nha. Rồi ai lấy bộ này chốt bộ giùm em luôn nha mấy chị. Bộ này đẹp lắm luôn á. Bộ này mua về mặc là ghiền luôn, vải rất là đã luôn, quần có túi luôn á. Xanh rêu cho Jensi Phương Thùy nè. Ok nè, Jensi Phương Thùy. Rồi tình yêu lấy màu nào chốt em màu đỏ luôn nha, màu rất là dễ thương nè. Còn ai lấy màu nào chốt em qua màu với chị ơi, mấy bộ này đẹp lắm. Mấy bộ này dễ thương cực kỳ luôn á trời. Lên cho em phơm đầm nha mấy chị nha. Khoảng 99 nghe. Không dám ăn mắt luôn á. Ăn mắt mất công không ai coi livestream. Lê Vân lấy pyjama cam. Pyjama cam cho Lê Vân, ok la. Vàng đẹp lắm mấy bà, vàng y hình luôn này. Mở cái bộ màu vàng ra coi coi thăm đưa cái bộ màu vàng cho em coi. Mở cho bà gái cái bộ màu vàng, tôi thề nó bộ vàng đẹp lắm. Cái bộ màu vàng nó y hình luôn. Hai bộ hồng với bộ đang mặc xanh lơ Mỹ Hoa Lưu. Hồng và xanh lơ cho Mỹ Hoa Lưu. Trời ơi, bà Ngọc Linh bà gan trời chưa. Hàng đẹp mà ngán tiền ship quá. Trời đất ơi, chơi chứ à. Trời ơi, em ship có 35 ngàn à mấy chị. Mà nhà em đi hàng cho mọi người là ship nhanh nha mọi người. Mấy chị á, mấy chị ham mua đồ rẻ. Mấy chị ham ship rẻ ha. 30 ngàn, 7 ngày, 10 ngày mới có hàng. Trời ơi, nhà em ship cho mấy bà gái có 3 ngày à. Gần lân cận, nay ship mai có hàng luôn. Thấy chưa, hơn có 5 ngàn mấy chị về cái mặt đồ liền, nó không có bị lỗi mốt. Trời đất ơi, nghĩ sao mấy bà ơi. Trời ơi, tiếc đâu có 5 ngàn, đúng không mấy bà chị. Mà mấy cái shop khác như bà gái người ta còn cân ký, người ta tính tiền nữa. Em là mấy chị mua 5 bộ cũng ship 35 ngàn, mấy chị mua 1 bộ cũng ship 35 ngàn ha. Đó là do mấy chị mua ít thì nó tiền ship nó cao thôi, mấy chị mua nhiều đi. Tiền ship đâu có bao nhiêu, chia ra trời ơi. Mấy chị mua 5 bộ tính ra tiền ship có 7 ngàn bộ hà. Trời nó rẻ muốn xỉu luôn đó. Rồi mà ship nhanh nữa. Nay ship là mai nhận được hàng liền liền rồi. Thiệt. Còn không có bà chế kêu dòng họ bà con nổ ngoại đồ đó mọi người. Vô mua chung, trời ơi. Khách em toàn mua chung không à. Hai ba bà nhiều khi nguyên cái thôn luôn góp xúm lại mua luôn á. Mười mấy bà, 20 bà đó. Xúm lại mua cũng 35 ngàn tiền ship. Nhưng mà mua thì nhớ hàng giùm cái nha. Mua thì nhớ hàng giùm cái chứ đừng có mà mua rồi. Ủa, chú có đặt không ta? Ồ à. Nhà em ship cho mấy bạn hôm nay nè, hôm nay mua, ngày mai mua tiếp nha. Được, chấp nhận. Hai ngày liên tục. Đừng có mà đầu tuần mua, thứ hai mua. Thứ năm vô hỏi hàng còn không, dĩ nhiên là xả rồi nha. Đi đơn rồi. Thứ hai mua mà thứ năm vô lựa tiếp là đã xả hàng rồi. Làm ơn mua hai like liên tục giùm em. Hai like liên tục cho em. Không có nhà nào phải bán hàng mà cho mấy chị lựa hết trơn. Mấy chị gộp đơn đó, mấy chị dồn hàng đó, chỉ có em thôi. Em bán em mới cho mấy chị gộp đơn thôi nha. Đó, thiệt sự luôn á. Chị Hoa, Mỹ Hoa luôn em chốt với chị hai bộ rồi. Lên xin hỏi cho em đi. Bộ quần dài 90 ngàn, hàng vải thun cao cấp, nhận hàng không đẹp không lấy tiền. 90 ngàn không lấy, tôi lấy tôi bận luôn đó. Đẹp lắm, thiệt sự cái bộ hoa cúc đó. Lần đầu tiên bán bộ dài bán đã vậy luôn á. Đây bộ màu vàng y hình giùm em nói chị nào, tròn nó là dễ thương nha. Bộ con vịt đô nam siêu hot luôn, màu vàng với lại màu xanh đẹp lắm luôn, rẻ nữa. Chị Dạ Thanh, gì Dạ Thanh coi được rồi nha, coi được mà đéo ai coi đi nè. Nãy giờ không ai không coi được, bây giờ mới coi được nè. Gì sắp bộ đang mặc 999 ngàn, sắp hết hàng chưa? Sắp hết rồi. Bộ đang mặc bao nhiêu vậy chị? Bộ đang mặc chi dạ, rủ đi chơi hả? Bộ đang mặc 99 ngàn, đẹp có lên áo nơ, áo nơ 90, áo nơ nhiêu ta, áo nơ 45 ngàn, đẹp xỉu luôn. Rồi áo chữ ốp mới về thêm, áo chữ ốp mới về thêm cho mấy cục cân luôn, siêu đẹp nha. Hello Nhung Cảm, hello em. Rồi sỉ mẫu này là 30 lẻ có 40 ngàn, hàng vải thun dẻo, siêu hot luôn. Vải này mặc tới đâu là mát rưỡi tới đó nha mọi người nha. Tái tê cuộc tình giùm em luôn mấy chị.
tái tê cuộc tình, mà cái chữ là chữ thêu hết toàn bộ nha mấy chị nha. Mấy chị mua chỗ khác nó in thôi, nhưng mà hàng nhà em là thêu luôn mà có 40.000 thôi. Bán này là vừa bán vừa tặng cho mấy chị đẹp luôn ha, chứ không có tầm này là không có lời lãi luôn á, tầm này là không có lời gì luôn mấy chị ơi. Đây, em có màu đen nha. Em coi bộ sau lưng của chị coi, em coi rồi mà cưng. Cưng coi bộ nào, cưng coi bộ dài, cưng coi bộ lận. Cưng coi bộ nào, cưng coi bộ dài, cưng coi bộ ngố. Mày cứ coi đằng sau lưng hoài. Mày cứ coi đằng sau lưng hoài, tao biết đường đâu mà nè, tao coi rồi, tao coi đằng sau lưng. Bộ đang mặc 99 ngàn còn rất là nhiều màu nha mấy chị. Lấy yêu chốt em đi. Áo đen cho hộp quà tri ân. Áo đen. Áo đỏ. Áo trắng dễ thương xỉu luôn. Áo vàng 40 ngàn nha mấy chị ơi, 40 ngàn thôi. Và áo hồng giùm em nha mấy chị, 40 ngàn. Áo chữ ốp dễ thương lắm, vải thun dẻo luôn. Cái này mấy bà chế mua về mặc là đẹp nè nha, dễ thương lắm nha. Thì coi coi bộ lộn. Coi coi bộ làm sau lưng. Đây ba bộ, ba màu. Ba màu nha, in hai mặt luôn. Bộ quần dài hay ngắn gì chị? Cái này là bộ quần dài nè, đó. Còn này là bộ quần ngố nè, đang mặc là bộ quần dài luôn nè, 99 ngàn nè. Bộ này 70 giùm em nha, 70 nè. Đây in hai mặt luôn. Con thỏ nha mọi người, quần ngố nè. Màu gì ta? Màu xám nè, màu đỏ, màu đen và màu đỏ. Xám đen đỏ in hai mặt luôn. Chết mẹ. Chân công lô lấy gì đủ màu vậy? Chân công lô đủ màu. Chân công lô bộ chị đang mặc có lấy không? Áo đủ màu cho chân công lô nè, áo này dễ thương lắm luôn á. Nè chân công lô đủ màu áo nè. Gì? Có túi hả Trang? Dạ đúng rồi, có túi chứ chị. Có túi chị yêu, có túi đàng hoàng tự tế luôn. Trời, bộ 99 ngàn là phải có túi chứ không có túi ai mua. Rồi em lên xem form áo nha mấy chị nha. Đây, 40 ngàn. Màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu hồng, màu đen. Đỏ, trắng, vàng, hồng, đen. Áo hồng cho Nguyễn Ân 40. Áo vàng cho Nguyễn, áo hồng cho Nguyễn Ân 40. Rồi áo đỏ, áo đen, áo vàng. Áo đen, áo trắng. Áo hồng. Hình như ba áo. Ok em yêu 1 2. Ba áo cho Hình Như. Rồi. Áo đen cho Đặng Ngọc Lan, Lan Phương chung đơn với lại Nhung Hồng. Thêm áo trắng hồng, thêm áo trắng hồng Trần Công Lu. Hai màu trắng hồng, ok. Rồi. Em có với bà chế nha, màu đen nè, màu lộn màu hồng. Màu trắng, màu đỏ với lại màu vàng nữa thôi. Còn có ba màu cho mấy chị ơi. Lên form cho mấy chị nha. Bộ đang mặc còn ai lấy nữa không mấy chị? Bộ đang mặc dễ thương lắm luôn á. Thỏ phơm rộng hả chị? Đúng rồi. Mỹ Hoa Lu. Cái này phơm rộng nè. Cái này là cái bộ nha, cái này là cái bộ nha mấy cục cưng ơi. Nguyên sách bộ nè, quần nè, với áo nè. Áo in hai mặt trước sau. Hàng này hàng cao cấp Quảng Châu giùm em luôn. Rất là dễ thương, 70 thôi. Nay lên chân váy. Nay lên chân váy cho chị. Chưa em. Chân váy bữa nay về có mẫu à. Chứ quán này về có mẫu rồi, em lên áo nha mấy chị nha, áo chữ ốp nè, siêu xinh luôn. Quần ngố đâu ta? Rồi, bộ này có ai lấy cho em nữa không vợ? Alo? Alo, alo, bộ này đẹp nè mấy chị ơi. Có ai mua giùm em không? Áo nơ chị còn hàng nha em ơi, chị còn hàng. Rồi, đồ bộ kia quần lẫn bao nhiêu vậy chị? 70. Còn màu trang. Còn màu gì? Dạ còn đủ màu chị ơi, đợi chút xíu đem lên màu lại cho chị. Ly Khanh ơi, em vừa like xong rồi. Rồi đợi xíu đi chị yêu ơi. Tôi mới like xong là vô hỏi liền vậy đó hà. Choáng ghê, nãy giờ like muốn chết vậy, họng không ai mua. Còn bộ pyjama lên lại màu cho em xem với. Ok Vũ Thi Trang. Bộ pyjama đúng đẹp luôn á. Từ từ nghe, đưa quan phục pyjama cho em coi. Áo chữ ớt Mỹ Hoa Lu lấy xám, lấy bộ xám nè. Xám như còn có bộ một thôi. Bộ xám Mỹ Hoa Lu 70. Mỹ Hoa Lu 70 bộ xám. Rồi lên cho em mẫu này mấy chị yêu ơi. Áo chữ ớt siêu dễ thương nha mấy bà nha, yêu siêu dễ thương luôn. Rồi em có màu bộ màu đỏ, màu đen dễ thương nữa bà. Cái hai tay bên hông là thêu hết toàn bộ nha. Rồi ok, đợi chút xíu chị lên cho bé ơi. Màu đen còn đủ màu luôn á, màu đỏ, màu trắng, màu hồng và màu vàng nha. Áo chữ ớt còn mấy cái mấy màu thôi là hết hàng luôn rồi mấy chế. Bộ con vịt hồi nãy nè mọi người,
em mới lai cái bộ dịch xong luôn, em không hiểu sao luôn á trời. Nè, màu xanh, màu vàng, màu đen pyjama, màu đỏ, xanh coban, màu cam sữa với lại màu đỏ đô. Đó, xị 90 nha mấy chị, xị 90 lận, lụa satin quần có túi. Lụa satin quần có túi giùm em. Rồi áo ra mặc có ai lấy được thì chớ giùm em luôn mấy chị ơi, áo này dễ thương lắm. Em đang bầu mấy chị nên em mặc vậy á. Bộ dịch có màu gì vậy chị? Nó tôi mới lên bộ dịch xong là nó hỏi nhỏ. Hỏi liền liền. Nó vừa lên xong luôn bay. Nó vừa lên xong luôn mà nó hỏi cái tiếp tơi á. Nó tôi lai như một con điên luôn nè. Có một mẫu, một màu thôi mà lên màu hoài luôn á. Trần công lưu thêm trắng đen nè. Trần công lưu thêm trắng đen nè. Áo này dễ thương lắm luôn á, 40 rồi mấy chị ơi. 40.000 mấy chị, màu vàng dễ thương lắm luôn. Màu vàng, màu hồng và màu đỏ nha. Vàng hồng đỏ cho em siêu cute. Đó, ai lấy màu nào chứ màu đỏ kèm sinh thoại luôn, có 40.000 thôi. 40.000 một áo nha khách ơi. Lấy chút em luôn nha mọi người ơi, mọi người. Alo. Rồi, lên màu gì em đổ phong thủy. Ủa sao kỳ vậy ta, màu đỏ đẹp quá trời luôn nè. Tay thiêu nè, tay thiêu nè, thiêu hết luôn nha chị ớt. Á chị ớt dễ thương quá trời quá đất luôn nè. Rồi còn có 3 màu thôi. Bộ đỏ. Comment cái gì đây? Pyjama xanh lơ, đen cao không biết còn đây. Thị Như Quỳnh Lê, Thị Như Quỳnh Lê cưng lấy gì vậy? À, bộ quần ngố đúng không? Rồi ok, Thị Như Quỳnh Lê bộ ngố màu đỏ nè. Bộ ngố màu đỏ. Ok em yêu. Rồi xanh lơ đen cam. Xăm lo đen cam cho bà Phủ Thùy Trang. Phủ Thùy Trang xăm lo đen cam. Xăm lo trời ơi, em vừa hết xăm lo luôn á chị Ly Khanh ơi. A à, còn xăm lo, còn xăm lo. Anh. Xăm lo còn bộ cho Ly Khanh. Rồi em còn vàng, còn đỏ. Còn đỏ đô dễ thương lắm nha. Còn đen nè, đen còn bộ mấy chị ơi. Trời ơi, xanh của ba đẹp má ơi, xuất sắc cuộc tình luôn á. Xanh bơ đẹp xuất sắc cuộc tình. Bộ này dễ thương má ơi luôn á, xanh lấy gì với bà. Đây nè, xanh lơ nè. Đúng rồi, xanh, đúng rồi đó. Trời ơi, lần đầu tiên Bảo lấy đúng màu á, mà anh Bảo còn ớ nữa kìa. Đây, xanh cô ba. Trời ơi, cái bộ xanh cô ba đúng xinh luôn á. Bà nào mà có nút da trắng tôi thề luôn á. Ly Khanh. Alo, được không? Mà đúng rồi, hai màu đó giống đó, nhau mà. Cho mình coi bộ ngố xám đi, em hết rồi chị yêu. Em hết ngố xám rồi, ngố giờ còn đen với đỏ thôi chị gái ơi. Ngố em còn đen với đỏ cục cân ơi. À lấy được thì chốt, hết rồi, hết ngố xám rồi. Còn đen và đỏ thôi gái ơi. Rồi lên cho em cái áo chữ ớt nha, còn đủ màu. Ai thích thì quất giùm em luôn đi mấy bà ơi, quất đi nè. Quất lẹ lẹ đi nè. Rồi. Còn một cái duy nhất. Có lộn mỗi màu còn một cái thôi, màu vàng. Trời đỏ vàng còn hai cái luôn trời. Ai lấy màu nào chứ em màu đỏ kèm xuất thổ luôn mấy chị. Hết luôn rồi nè. Áo chữ ớt nha, rồi qua màu mấy chứ ơi, buồn quá đi. Áo này còn có một cái một thôi nè. Rồi tình yêu lấy màu nào nó chốt em màu đỏ kèm xuất thổ mấy chị ơi. Chờ mấy chị còn thấy em không mấy chị? Alo. Alo, alo. Còn ai thấy em không? Mọi người ơi. Còn áo chị ớt dễ thương quá. Áo chị ớt sao mọi người không mua cho em vậy trời. Xám hết rồi chị yêu ơi. Còn vàng nè. Rồi xong, bộ này còn có mấy bộ là hết hàng. Ai lấy thì chốt. Rồi qua mẫu. Qua mẫu giùm em. Lên gì giờ trời, lên cái đầm đi. Lên cái đầm tiểu thư, có lộn đầm này nè. Đầm gì vậy? Đầm tiểu thư công chúa. Xỉ 40 lẻ 55 ngàn. Thôi bị dễ thương luôn. Alo, mấy chị còn thấy em không? Rồi em lên cái mặt, à quên lên cái bộ chữ ký trước đây. Lên cái bộ chữ ký quần ngố hàng cao cấp nha. Cái này là hàng cao cấp nên là giá nó hơi cao. Còn áo đơ, quên lên luôn cho mấy chị đi rồi lên cái đầm này sau. Cái đầm này lên sau nha. Pyjama xanh để chung với bộ đỏ hồi nãy. Được không? Được em.
pyjama xanh để chung với bộ đỏ hồi nãy được không chế được chứ. Bây giờ lấy pyjama xanh này nữa đúng không? Là đổi hay là sao? Bộ đồ pyjama xanh để chung với bộ đỏ. Được. Thôi yêu cầu kết nối lại rồi. Đó nó sập rồi. Nó hết rớt ngoài vậy. Kết nối yếu rồi bảo ơi. Rồi được rồi nè. Ủa là sao em ơi? Là sao bé ơi, chị không hiểu nha bé. Là cưng lấy gì? Rồi qua mẫu. Con bé nó nói gì tao không hiểu trời. Rồi lên bộ với chị. Bộ này vải đẹp đấy bà ơi. Xị 75, lẻ 85. Xị 75, lẻ 85. Chữ theo hàng cao cấp. Chữ theo hàng cao cấp luôn, cái này đẹp lắm. Em có màu cà phê, màu cam, màu xanh bơ và màu màu đen nha. Bé ơi em lấy thêm này. Là ok, hiểu rồi, lấy thêm bộ này đúng không? Bộ này ngoài còn không? Lấy bộ này luôn đi. Thôi thôi, lấy bộ này luôn đi. Ok em yêu. Rồi em lên cái bộ thêu nè mấy chị. Cái bộ này hàng cao cấp nên giá nó hơi cao nha mấy chị nha. Cao không có nhiêu hết trơn, 85 ngàn là đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp lắm luôn á, chữ ký thêu. Hàng cao cấp nha mọi người, hàng cao cấp giùm em. Đẹp cực kỳ luôn. Bây giờ em sẽ lên cái màu nào bây giờ ta? Em lên màu cam nha các bạn. Em lên màu cam nha, tụi cái mạc nha mấy chị. Nhìn cái mạc là đỉnh cao rồi. Nhìn cái mạc thôi lại thấy đẹp rồi nha mấy chị. Rồi mấy chị đừng có kêu bụng em bự nha, tội nghiệp em. Đang bầu, đây là cái bụng nó bự. Rồi lên bộ chữ ký. Cái này là theo trước theo sau, 85 ngàn. Vịt rêu, cúc đen, hoàng anh cao. Cúc đen nè. Cúc đen nè. Vịt rêu. Vịt rêu, vịt rêu. Vịt rêu còn bộ nào không ta? Còn. Còn còn. Anh ơi. Con nãy á. Nghi vàng. Lấy vịt màu rêu. Lấy cho em hai bộ luôn. Ok, ok em. Chị Như Quỳnh Lê, ok em yêu chị hiểu rồi. Giờ lên cái bộ này cho mấy chị đi nè. Đúng rồi, màu xanh rêu ở giữa kìa. Đúng rồi. Đếm có bao nhiêu bộ rồi? Nhiêu? Đưa đưa bộ, đưa bộ đỏ đô lấy bộ đen. Nó nghe là lấy cộng thông thôi. Đặng Ngọc Lan Phương lấy cà phê. Lấy cộng thông thôi. Mấy bữa nữa cái bầu, cái bụng em bự chà bá không biết sao bận đồ mấy đây nè. Rầu ghê. Cho em xem màu xanh đi chị, ok la. Rồi chút nghe bé. Rồi chút nha bé ơi. Có liền em ơi, có liền, có liền. Đây lên cái này. Có liền nha bé. Trời dễ thương quá. Ôi ôi cái bộ này em thiệt. Cái vải nó đã mà, cái vải nó đúng đã luôn á. Cái vải nó đúng đã lắm lắm luôn á bà. Coi nào vải nè, đúng trời bé cực kỳ. Cà phê Đặng Ngọc Lan Phương nè, rồi lên màu nha mấy chị. Bộ này là em nói thiệt sự với mấy chị mua nha em 85 ngàn nhưng mà mấy chị mà ra ngoài mấy chị mua cái bộ này phải vô tầm là 160 một bộ. Cái vải á mấy bà, đỉnh cao chất lượng luôn, em thề với mấy chị luôn. Mấy chị lấy mấy cái thấy mấy cái set bộ nối trên mạng mà nó bán 200 mấy không? Là cái hàng này á, vải đẹp lắm, vải rất rất là đẹp luôn. Em sẽ mở bộ này cho mấy bà chị coi, bộ này là 85 ngàn giùm em nha, nhưng mà nó rất là đẹp. Thiệt sự luôn mấy chị ơi, tiền nào của đó, đẹp cực kỳ. Bỏ 85 ngàn ra nhưng mà cái bộ này cái giá trị của nó phải lên vô tầm là 100 mấy một bộ. Thiệt sự luôn, mấy chị có cái chất vải của nó nè, rất là mềm giùm em luôn mọi người. Nó là hàng thun burip nha, hàng thun burip luôn, không phải đẹp lắm luôn mọi người. Thun burip màu xanh nè. Đó. Màu xanh giùm em nha, chữ là chữ thêu. Thêu này là thêu hai mặt luôn, thêu trước thêu sau nữa. Rất là xịn sò luôn mấy chị ơi. Màu xanh. Đặng Ngọc Lan Phương chung đơn với Nhung Hồng, ok em. Rồi em có màu xanh mấy chị. Cà phê này có mở màu cho mấy chị coi rồi nè. Màu cam đang mặc nè, với lại cái màu xanh xanh min. Xanh min và màu đen nha. Đó, nãy ai hỏi em bộ ngố chị ký nè. Cái bộ này 85 ngàn, em bao hàng cho mấy chị mua luôn á. Nè mấy chị coi cái mạc của nó nè, mạc này là mạc hàng cao cấp nha mấy chị yêu. Mạc là mạc hàng cao cấp giùm em luôn, trời cái bộ đẹp đã quá.
cái bộ này vải nó đã quá mọi người ơi, thiệt sự luôn mấy chị. Nó vải nó y chang cái bộ hoa cúc luôn á mọi người, đẹp quá à. Trời ơi, em mới thiệt sự không biết, không sao không hiểu sao nó đẹp được vậy luôn á. Nó rất là dễ thương luôn. Đủ màu không xanh chuối. Đủ màu không xanh chuối như da 85.000. Sỉ 75.085 như da. Xanh min cho mi móm. Thêm đen, thêm xanh nè. Thêm cam nè. Xanh min cho mi móm. Min cho mi móm nè. Thật lên đó bà con như da là bà ơi. Đẹp lắm luôn. Thì cái bộ này rất là đỉnh cao luôn á bà. Rồi em còn cam nha. Còn cam, còn đen với lại còn xanh mấy chứ ơi. Cam, đen, xanh giùm em mấy chị, đẹp cực kỳ. Có xanh min rồi bà nội, quăng qua rồi bà nội ơi. Không có xanh min mày cạo đầu tao. Có rồi bà, xanh min hết rồi mấy chị. Đó xanh min rồi. Còn cam, còn đen với lại xanh bơ thôi. Trời, cái màu xanh bơ này thiệt luôn á. Sao tự nhiên đứng cái đùng vậy trời. Cổ xanh thêu, mỹ hoa lưu. Mỹ hoa lưu nè. Có trắng nữa, hẹn chị em thông báo trắng nha. Ôi đưa bộ trắng cho em đi bảo. Con nhỏ nọ, con nhỏ này giờ này nó đòi hỏi quá nha. Hết xanh min mới chị ơi, hết xanh min rồi. Còn trắng, còn cam, còn đen, trời ơi, màu trắng đẹp xuất sắc. Em nói thiệt luôn, y chang hàng xịn luôn. Các bạn y chang mà nó là hàng xịn luôn mọi người. Mà em biết sao nó được rẻ vậy luôn á. Em biết sao nó được rẻ vậy luôn á. Nó rất là đẹp luôn. Nè, theo trước nè mấy chị không, y chang hàng xịn mà em nói rồi. Theo trước đã được rồi nha. Không, rảnh không có chuyện gì làm, giặt cái đằng sau ra theo tiếp. Ha, 85 ngàn. Rảnh quá. Dịch corona mọi người rảnh quá, không chuyện gì làm, theo cái đằng sau nữa. Rồi 85 ngàn luôn. Xanh min nha chị, không có xanh min em ơi, có xanh bơ thôi bé ơi. Có xanh bơ thôi cục cưng ơi, xanh bơ đi, xanh bơ cho chị đi, xanh bơ đẹp mà. Rồi màu đen là mấy bà, màu đen đẹp lắm, màu đen nhức mắt luôn á trời ơi. Cái bộ này nó đẹp như á ơi luôn á trời. Sao nó đẹp dữ thần vậy trời, đẹp dữ thần luôn á, màu đen đẹp nè. Trời ơi dễ thương quá. Như da thêm đen lên, như da đen đẹp lắm luôn. Màu đen cho chuyện chị nào mà dạng như là họ mặc đồ mà sợ chặt, sợ dơ nè. Đó, mặc đồ mà sợ ngồi cái chà lết đó, lấy màu đen đi mấy chị yêu ơi. Chà lết thoải mái luôn. Rồi còn cam, còn đen, còn xanh. Lấy màu khác giùm em đi mấy chị, hết tâm min rồi. Nó cho một ri con bộ một mày má ơi, muốn xỉu luôn vậy, muốn tắt nấn với nó luôn vậy. Thêm cà phê nha. Thêm một đen cho tao đi, tao mở cái bộ đen ra rồi nè mày ơi. Chị da nè. Rồi còn cam. Còn cam, còn trắng, còn xanh. Lên cái bộ xanh cho bà gái coi nè. Bộ xanh nãy giờ tao mở bộ nào đó chưa ta? Đây là cái màu xanh nè mấy chị, đẹp lắm luôn á. Vải đẹp lắm, vải rất là xịn sò luôn. Vải cực kỳ xinh luôn á. Đây, lên cho bà chế cái màu xanh, xanh xanh gì ta, xanh xanh bơ hay là xanh xanh dạ quang nè. Xanh này dễ thương lắm luôn á trời, đang hot quá trời luôn, sao bà gái không lấy vậy? Trời ơi, khách người ta toàn là dành, là dành xanh bơ, xanh xanh dạ quang, mà khách mình trừ xanh dạ quang ra. Rồi bây giờ một nhà, một vùng trời dạ quang luôn. Tao chán thiệt cái cõi đời này luôn á. Chị ơi, bộ bịch rêu bỏ đen bỏ em hồng. Hoàng Anh Cao có bịch rêu rồi. Hoàng Anh Cao có bịch rêu rồi em ơi. Rồi xanh giả quen, ai lấy thì chốt. Lấy cà phê đi chị, đang thanh đinh. Nói nghe nè, hết cà phê rồi, còn cam mà bà ơi. Còn cam, còn xanh với lại còn trắng không à. Cam xanh trắng đen nè cục cơm. Cà phê hết rồi, còn cam xanh trắng đen nha cục cơm ơi. Lấy màu khác giùm em đi bé. Lấy màu khác giùm em đi bé ơi. Rồi ai nữa chốt em cầm số điện thoại. Cà phê hết rồi cục cơm ơi. Lên cho em mẫu này áo nơ. Áo nơ xị 45. Áo nơ nè mấy chị ơi. Áo nơ siêu đẹp siêu hot giùm em luôn. Đây. Trời cái áo nơ này thiệt luôn, ai không lấy uổng chết luôn á. Áo nơ 60.000. 3 màu.
trắng, đen và nu. Ba màu trắng, đen, nu giùm em thôi mấy chị ơi, rất là xinh luôn. Siêu dễ thương nè. Đó, trắng, đen, nu giùm em luôn. Cục cân lấy màu nào chốt em màu đỏ kèo sáng thọ giúp em luôn mấy chị ơi. Ồ, nãy giờ cũng có nhiều bà không xem được lắm chế thôi. Rồi, em lên cái áo nơ nha mọi người nha. Sỉ mẫu này là 45.000, lẽ là 60.000 nhưng mà một áo giùm em thôi mấy chị. Áo nơ này siêu siêu đẹp nha mấy bà, siêu xuất sắc luôn đó. Ai lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm xinh thật giúp em luôn. Rồi thôi em lấy màu cam cũng được. Ok Phạm Thảo, bộ cam nè, bộ cam. Rồi em lên áo nơ nha mấy chị nha. Áo nơ ba màu, màu đen, màu trắng và màu nâu da. Đen trắng là màu nâu da giùm em. Chân váy mới về thêm cho mấy chị yêu đây, hai màu trắng đen ha. Chân váy mới về thêm cho chị luôn, 60.000. Bộ cam thêu mỹ hoa lu. Bộ cam thêu mỹ hoa lu. Mỹ hoa lu bộ cam thêu. Rồi, trắng cho Tuyết Nguyễn 60. Tuyết Nguyễn trắng 60. Rồi. Ủa mấy chị bị không có được nữa rồi hả? Rồi em lên màu đen nha, em lên màu đen. Màu đen lại chân váy trắng. Chân váy 60.000, chân váy 60.000, áo 60.000 giùm em luôn. Lên form với bà nhỏ nha. Ai? Thiệp heo bộ đang mặc em chốt. Anh ơi quăng bộ, anh quăng bộ, quăng cái áo cho em à. Áo kìa, cái gì Thanh? Ai? Mai à, mai tình hình coi. Thì mai chị Hiệp Heo rảnh qua chị Hiệp qua lấy đi. Chị Hiệp Heo mai, mai có lấy hàng thì qua lấy hàng cho em luôn nha chế. Em sợ cuối tuần tuần này không có ai ở nhà chứ yêu ơi. Rảnh thì qua lấy hàng giùm em luôn đi nha. Áo nơ mấy chị ơi, áo nơ siêu cute. Mấy nghe mà phải chìm chai nước rồi bạn. Trời ơi, đồ cái không lạnh luôn á. Thế rồi đâu có. Bữa nay quên gọi à. Rồi 60.000 mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt em luôn. Ok chị đẹp nè, áo nơ nè mấy chị, hơi bị xinh luôn á. Nơ nơ siêu to siêu khổng lồ cho mấy chị luôn. Nơ siêu to siêu khổng lồ giùm em nha. Ly Khanh bộ đang mặc chốt chị theo rồi. Rồi áo nơ này em còn 3 màu nha mấy chị nha. Trắng, nu và đen giùm em mấy chị ơi. Trắng, nu, đen áo nơ. Ai lấy kèm số điện thoại giùm em luôn mấy chị. Ai lấy kèm chốt đơn kèm số điện thoại giùm em luôn với bà gái nha. Rồi qua mẫu giùm em mấy chị ơi. Lên cho em cái phong đầm nè mấy chị. Ơi nãy nghe nè, còn cái mẫu quần này dễ thương lắm nè. Mà cái mẫu quần này em bận không có được. Cái quần này em bận không có được. Ok chị ơi, chưa mai chị qua lấy đi. Rồi lên cho em cái đầm mấy chị. Lấy cho em áo đen Gen Z Phương Thùy. Ok em yêu. Rồi đầm 55.000 giùm em mấy chị ơi. Đầm này có mút ngực giùm em nha mấy chị. Đầm này có mút ngực giùm em nè. Ủa nãy giờ không sạc pin hả? Rồi sao giờ đây? Nó đen đang mặt á. Chén ghê luôn nè. Rồi ok. Em lên cái mẫu giờ đầm này luôn nha mấy chị dẹp nha. Đầm này giùm em luôn nè mấy chị ơi, 60.000. Có lộn 50.000 chứ lộn. Em có màu với chị. Màu vàng, màu hồng, màu trắng, màu đỏ, màu đen và màu cam.
vàng, hồng, trắng, đỏ, đen, cam giùm em luôn. Em lên cái form nha bà chị nha, 60.000, ô lộn 55.000 một đầm giùm em nắm chị. Maxi tiểu thư nha. Chân váy em đang mặc còn nha mấy chị. Chân váy đang mặc còn giùm em luôn. Siêu cute nha mấy chị luôn nè. Rồi set yếm thêu hoa bao nhiêu chị? Set pyjama 3 màu, chị lên pyjama 3 màu cho chị. Rồi tiết kha chị còn nè bé. Thấy cho em cái đầm màu đen nha chị. Ok gen đi hồng. Set set váy thêu hoa còn nha gái ơi. Váy thêu hoa là 75.000 hả? Váy hoa nào ta? Set váy hoa 85.000 chị còn nè em. Tiết kha gửi địa chỉ nào nè bà ơi? Tiết kha gái gửi địa chỉ nào vậy? Rồi váy đang mặc Jenny hồng màu đen. Ok gái. Màu đen nè. 75.000 áo lộn 55.000 một đầm giùm em thôi nhóm chị nha. Vàng hồng đen đỏ, vàng hồng trắng đen đỏ cam giùm em, vàng hồng trắng đen đỏ cam. Rồi ai lấy màu nào cho em màu đỏ nè. Pyjama có nha. Pyjama ba màu có, một ri chân váy nha chị Huỳnh Như. Lấy đen hay trắng vậy bé? Huỳnh Như lấy màu cũng ri luôn đi, đẹp lắm. Rồi bây giờ lên nè. Thanh ơi, Thanh treo cho ta ba bộ pyjama, ba bộ đẹp coi. Ba bộ gì á? Yếm á. Treo ba bộ coi. Rồi đợi tí xíu đi để cho bé nó treo ba bộ lên cho bà gái con này đẹp lắm nè. Gì? Hộp quà tri ân lấy đầm hồng. Xét yếm đợi tí xíu nha, xét yếm đợi tí xíu. Đầm hồng hộp quà tri ân. Đây rất là đẹp luôn. Làm mấy nữa chút em. Pyjama ba màu là cục cưng ơi. 135.000 chị. Vàng hồng vàng đỏ và màu xanh nha. Vàng đỏ xanh chị luôn. Hàng này hàng cao cấp cho cục cưng ơi. Hàng này hàng cao cấp giúp chị, rất là đẹp luôn. Nào hồi nãy có mặt rồi. Trắng chị ok, lấy trắng không mà không lấy đen hả? Nè, Huỳnh Như nè bảo. Huỳnh Như một ly trắng. Rồi cái này còn đen không thôi. Đây em yêu ơi, pyjama lụa satin giùm trẻ nè. Lẻ 135.000 nha. 135.000 bộ. Rất là đẹp luôn. Thích màu nào cho em màu đỏ, có 3 màu y hình. Trời ơi cái bộ lụa satin nó đẹp lắm ấy trời. Em nói thiệt là bộ lụa satin này rất là xinh luôn, rất là sang chảnh luôn á. Bọn cái này là nó hấp cái độ sang lên bản mặt luôn á. Nó hấp cái độ sang lên bản mặt luôn nè. Trời ơi đẹp mức nhất nách giùm em luôn. Trời ơi mấy chị coi nè ha. Quần có túi giùm em nha khách ơi, lụa satin nè. Rất là xịn sò mấy chị, rất là xịn sò luôn, em thiệt với mấy bà gái luôn á. Đây em còn màu vàng nha. Màu vàng, màu đỏ và màu xanh, nó có 3 màu giùm em thôi. Bộ này là 135.000, tình yêu lấy chốt giùm em. Trời ơi bộ này mấy chị ơi, em không ngờ là bán đắt được vậy lưới bà. Thiệt luôn á, tụi bán ế, tụi chạy thấy giá cao nhưng mà đúng là tiền nào là của đó mấy chị ơi, tiền nào là của đó, không đi đâu vô đâu được hết á. Sơ mi chỉ còn cái gu xì. Sơ mi chỉ còn đúng một cái màu gu xì duy nhất. Rất là đẹp luôn cái bộ đó đó. Lát hồi em mặc lại cho coi. Xét bộ yếm cổ gì á. Xét bộ cổ yếm có hàng luôn nè bà gái ơi. Đợi xíu nha. Cho em coi màu xanh đi. Ok bé. 65.000. Còn hai cái màu gu xì. Xét bộ thêu. Xét bộ thêu hoa sen cổ yếm. Hồi nãy đầu like có mặc lên rồi. Ha. Đây 85.000 một bộ giùm em. Xanh, vàng và màu rêu. Xanh, vàng và rêu giùm em luôn. Tình yêu lấy màu nào chứ màu đỏ kèm xinh thoại. Xanh, vàng, rêu. Cái này để cắt nó rớt nữa. Xanh, vàng, rêu. Lộn. Xanh, vàng, hồng, ba màu lộn. Tiết Kha lấy coi cái bộ màu xanh hả? Không biết còn màu xanh đây nè em ơi. Xanh đẹp lắm cục cưng ơi. Chị hot luôn rồi đó. Rất là hot hit luôn. Bộ này đẹp lắm cục cưng à. Không mua là tiếc lắm luôn á, thiệt sự, tại vì bộ này nó quá dễ thương. Đây, màu xanh nè. Mấy bà gái coi cái chữ thêu của nó nè, trời ơi mới thiệt sự luôn á. Hàng KT lụa nha em yêu ơi, KT lụa, vải lụa giùm mình nha. Rồi xanh, đỏ, có lại vàng, 135. Lấy thì chốt kèm xứng thỏi giùm em luôn ha. Pyjama lụa satin.
Hàng này mua về mặt là ghiền thôi, rất là xịn sò cho em mấy chế ơi. Rồi đầm anh đang mặc còn với chị nha, ai lấy đầm anh đang mặc chốt em luôn chị. Đầm đang mặc siêu dễ thương với chị nào lên cái zoom nữa quên. Còn mẫu nữa, còn mẫu hot nữa. Ok em yêu Thanh đưa cho cái zoom Thanh ơi. Rồi lên cái zoom hot giùm em mấy chị yêu ơi. Tuyết Kha lấy bộ xanh nè. Lên zoom nha mấy chị ơi. Rồi zoom này xỉ 62 ngàn dùm em mấy chế. Zoom xỉ 62 ngàn cho em. Rồi zoom bao đẹp luôn. 135. Zoom có mút ngực nha mọi người nha. Zoom nơ có mút ngực dùm em luôn. Zoom dài cho mấy chị nè. Zoom dài nơ có mút ngực. Bao dễ thương luôn trời. Đây. Set yếm. Bao nhiêu ký vừa vậy chị? 60 ký chở về mặc thoải mái em yêu ơi. 60 ký chở về mặc thoải mái giùm em nha. Rồi. Set hoa. Đây zoom hoa. Zoom hoa dài giùm em cho chị đẹp nha. Rồi, mẫu này giùm em luôn mấy chị ơi, 75.000 xỉ 62075 giùm em. Xỉ 62075. Đầm chị đang mặc 55.000 nha gái nha, có đủ màu luôn em yêu. Có vàng, có trắng, có đỏ, có đen, có cam. Có hồng nữa nha cục cưng ơi, Thùy Phạm lấy màu nào cho em màu đỏ kèm số điện thoại. Em lên cái zoom dài nha mọi người nha. Dây kéo đằng sau lưng giùm em luôn nè mấy chị, đẹp cực kỳ. Đẹp cực kỳ luôn, hoa nha mọi người ơi. Đó, ai em đang mặc của chốt em. Set bông của em nó có nhiều đó đó. Ai lấy thì chốt thôi. Rồi lên lên đầm, ở lộn lên zoom chứ. Zoom này siêu dễ thương luôn nè. Rồi, để em đi xem lên cái bộ ngố này cho bà gái nè. Ngố này đẹp lắm luôn á. Em kéo lên nhìn cái ha. Thôi khỏi, được rồi. Rồi ok. Mạng đúng cái vú luôn hả? Kỳ vậy trời. Giờ không biết sao cho nó mạnh lên luôn á. Rồi lên cái zoom giùm em nha mọi người nha, zoom 75.000 giùm em mấy chị ơi. Zoom 75.000 hàng zoom. Zoom này là zoom dài giùm em nha mấy chị. Zoom dài 2 giây cột nơ giùm em mấy chị ơi, siêu dễ thương chưa nè. Cái nơ nó y hình luôn mấy bà chế. Rồi thích màu nào cho em màu đỏ kèm xuyến thoại luôn em lên form. Lộn lên màu. Lên màu cho mấy chị đẹp nha. Zoom này siêu cute giùm em luôn nha mọi người. Zoom này là zoom dài giùm em. Không phải là zoom ngắn nha mấy chị, không phải zoom ngắn nha. Zoom 58 ký vừa luôn. Bao nhiêu một đầm vậy chị? 55.000 em ơi, đầm này đang mặc 55.000. Hoa trắng, hoa xanh, hoa hồng, hoa đen đẹp ghê không? Hoa kem, hoa đỏ và hoa vàng em đang mang luôn. Rồi tình yêu lấy hoa nào chúc em hoa đỏ kèm xứng thỏi giúp em luôn mấy chị ơi. Ai lấy hoa nào chúc em hoa đỏ kèm xứng thỏi giúp em luôn mấy chị. Hoa siêu đẹp nha mấy bà. Hoa này siêu đẹp siêu sang luôn. Rồi 75.000. Xỉ 65 lẻ 75. Ủa xỉ 68 chứ. Xỉ 62. Xỉ 62 lẻ 75.000 mấy chế. Rồi ai thích hoa nào chốt em hoa đó kèm xứng thỏi giúp em. Hoa kem hộp quà tri ân 75.000. 75.000 mấy gái ơi. Mấy gái muốn coi nào mấy gái comment đi. Cái hoa này mấy chị mặc đi biển mấy giúp lào lết lết trong resort cũng đẹp nữa. Thiệt nữa. Đẹp cực kỳ luôn. Hoa kem là chị Gen-C Phương Thùy. Hoa kem Gen-C Phương Thùy đẹp quá à. Ai lấy hoa màu nào cho em màu đỏ nha. 75.000. 75.000 một dâm thôi mấy chị ơi, rất là dễ thương luôn. Trời ơi, tao mới cho ngỡ coi cục đầm không nó hỏi tao nữa. Vàng, trắng, đỏ, đen, cam em ơi. Đầm nè 55.000 nè bé ơi, lấy màu nào chốt một chị đi cân. Rồi ai lấy đầm, ai lấy zoom hoa này chốt zoom hoa giùm em luôn. Zoom hoa này dễ thương mà ta. Không ai mua giùm em được rồi. Rồi để em lên cho bà chế lại cái set bộ này nè. Set bộ ngố. Set bộ ngố 75.000. Ủa 80 hay 75 ta? Cái bộ ngố này nhiêu ta? Cái bộ ngố này nhiêu Thanh? Lấy nhiêu vậy? Bộ ngố này nè. 80. Anh kéo xuống một chén
Em đang xếp bụng ngủ có nón cho mấy chị nè. Trời, xếp bụng ngủ này siêu đẹp luôn mấy bà ơi. Đợi chút xíu nha. Trời, xếp bụng ngủ này không tin là không bán được luôn. Em thề với mấy chị luôn á. Nó đẹp lắm luôn mọi người. Bộ ngủ này vải thun bô rip nha mấy chị yêu nha. Bộ này xị 60 không? Bộ này xị 72 vậy? 67 ngàn. Bộ này xị 67 ngàn dùm em nè mấy chị nè. Lẻ 80 ngàn một bộ. Rất là đẹp luôn. Lấy em trắng nha chị Thùy Phạm, ok. Ráng mua hai sản phẩm giùm chị nha cục cưng. Ráng mua hai sản phẩm giùm chị nha. Đây mấy chị ơi, xét bộ ngố tay dài giùm em nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn mấy chị, thưa mấy bà. Cái quần của nó nha mấy chị đẹp. Trời ơi, em nói thiệt luôn, cái vải của nó nè mấy bà. Hay là vải thun bu rip giùm em nha mấy chị nha. Nên là cái chất của nó cực kỳ co giãn luôn. Cái chất của nó là em nói thiệt, bao co giãn luôn á. Rồi em có màu đen đang cặp đang mặc nè. Đẹp cực kỳ. Ồ, cái set này không mua là uổng dữ lắm luôn á. Nó có hai màu giùm em thôi chị ơi. Màu nu và màu đen giúp em luôn. Trời, nó sang ghê nơi bà. Sang lắm luôn á bà. Nhức nách luôn á trời. Cái bộ này á, cái set này á. Ủa, cái set màu. Hai màu giùm em nè. Màu nu với lại màu đen thôi. Rất là dễ thương cho mấy chị yêu luôn. Set này là set quần ngổ cho mấy chị yêu nha. Quần ngổ. Áo này là rớp tớp, mấy chị thích kéo xuống thì mấy chị kéo xuống, nó liền cũng được luôn. Hoặc là mấy bà gái thích mặc đóng thùng vô cũng được. Nói chung là cái set này rất là dễ mang giùm em. Mẹ yếu rồi sao vậy trời. Rất là dễ mang cho em luôn mấy gái. Rồi, hai màu cho mấy chị nha. Trời ơi, đẹp quá không? Em nói thiệt cái set này đúng đẹp luôn á. Đây nè, trời ơi, dễ thương kinh khủng khiếp luôn á mấy bà gái ơi. Xinh chưa? Màu nu. Màu nu và màu em đang mặc là màu đen nha. Chị về đúng hai màu y hình giùm em thôi. Và đúng hai màu y hình giùm em luôn nha mấy cục cưng ơi. Ủa mấy chị còn thấy em không vợ? Mấy chị ơi, mấy chị còn thấy em không vợ? Alo. Alo alo. Sao còn có ba, còn có mấy chục người coi vợ? Bà lấy cái này cột lại em bà. Trời bộ này đúng đẹp luôn, sao mấy bà gái mấy em thiệt em không hang mang ghê luôn á nè. Trời cái bộ này đúng dễ thương luôn á. Thôi mình sao mấy bà chứ không lấy luôn á. Đang rất là hot nữa chứ. Hot ơi là hot, hit ơi là hit luôn. Xin quá trời quá đất luôn nè. Bao nhiêu một bộ vậy chị? Cái ơi, bộ này rẻ dữ lắm luôn á. 80 ngàn à bé bì à. Có 80 ngàn thôi, nó rất là dễ thương luôn. Em thề với mấy chị luôn á. Em không hiểu sao mà khách em không lấy bộ này luôn á. Em nói thiệt, nó đẹp kinh khủng luôn. Không phải rất tốt đâu nha mấy chị. Đây nè, cái quần của nó lưng rất là cao luôn. Lưng cực kỳ cao, không hề bị cấn đáy. Em nè mấy chị, bầu 4 tháng em mặc màu đen lên mấy chị thấy không? Không hề bị cấn đáy, mà nãy giờ tôi bật màu nâu lên, tôi bật màu nâu lên mới được. Đây bộ nâu các bạn. Tức quá. Không có bị cấn đáy đâu, rất là đẹp luôn, tôi thề luôn á trời. Không phải là em sợ bị cấn đáy đâu nha. Em phải sợ bị cấn đáy đâu nha. Em nói thiệt luôn, tại vì cái bộ này mặc rất là dễ thương. Mặc cực kỳ cân luôn. Đây em lên cái màu nu cho mấy bà gái coi nè. Em nói thiệt sự nó đẹp cực kỳ. Em không hiểu sao mà khách em không lấy bộ này luôn á. Không hiểu lý do. Tại vì em nói thiệt nó đẹp ghê nơi luôn á trời. Đẹp hú hồn luôn á. Anh ơi. Để em lên màu nu cho mọi người xem nha. Không hề bị cấn đáy. Xịn 67. Hồi nãy nên để giá nhiêu? 68 nghìn 68 đi. Ừ 68. Nè. Có con nè. Còn không đúng 21, 21. Nè em nói thiệt luôn quá trời. Cái bộ này mặc không có bị cấn đáy luôn á bà. Màu kem nè. Trời dễ thương kinh khủng luôn á. Công ly. Ừ. Không hiểu sao mà khách em không lấy bộ này. Tôi thề với bạn. Tôi thề với đảng với nhà nước luôn á. Ồ ôi, tao nói thiệt không hiểu sao luôn á trời. Cái bộ này đẹp muốn chết luôn nhỉ. Tại sao không lấy ta? Kỳ vậy ta. Rồi ai lấy nữa? Trời thắc mắc ghê. Lên bộ này nữa đi, lên bộ tiểu thư đi ha. Hay là em lên áo khoác đi mấy chị ơi, lên áo khoác đi. Lên áo khoác xong đi em lên áo kiểu cho. Lên áo kiểu cho mấy chị, áo kiểu nhiều lắm. Áo kiểu em sell cho mọi người rất là nhiều luôn. Đầm body nữa nè, rất là nhiều. Nhiều lắm, nhiều luôn. Thanh anh còn cái này lại nè, anh thấy mẫu không? Cái chung mẫu không? Đếm cục 10 luôn cái nha, xong rồi chồng nó lại thành một chồng. Cái này còn nhảy luôn rồi ha. Cái này cũng nhảy luôn rồi. Cái bao. Cái bao gì?
Sao gì? Hả? Trời, không hiểu cái bộ này tại sao mọi người không mua luôn, em không biết luôn á. Trong cái nó đẹp má ơi luôn á. Lên cho bà chế xếp bộ hoa nha. Ủa ai đang xem? Hả? Hả? Ừ, một nu cho Dương Nguyễn. Cái đó rụng mùi chưa? Nu đang mặc. Nu đang mặc cho Dương Nguyễn. Rồi lên áo khoác với chị ơi. Áo khoác Adidas 70.000. Khoác Adidas 70.000 giùm em nha. Màu rất là dễ thương luôn. Trời, cái gì? Cái áo bình thường nó bán 80.000 rồi đó. Cái áo bình thường xong thôi là bán 60.000 chứ lộn. Rồi, cổ rất là cao với chị, thấy không? Dây kéo làm cho mọi người là kéo ra cao lên tới đây luôn, thấy chưa? Mặt rất là đã. Lên là mấy bà chế mua về là họ chống tiêu UV, đồ tia cực tím, đồ là cái này là ta nó bét. Bét của bét luôn. Vải mặt siêu mát cho mấy em, Adidas nha. Rồi mẫu này bên em có màu cam, nó còn nhiều màu lắm mấy má ơi. Trời, cái áo này đẹp cũng xịu luôn, cái chữ Adidas này là theo cho em nè mấy chế đẹp nè. Nón lòng nè mấy chị, rất là xinh luôn. Rồi 70.000, em có màu cam, màu đen, màu hồng, màu vàng, màu đỏ, màu xám, màu bò. Rồi tình yêu lấy màu nào chốt em màu đỏ kèm xuyên thoại. Bây giờ em sẽ lên form tầng màu cho chị kêu coi. Bộ này đẹp, áo khoác này siêu đẹp luôn á trời. Áo khoác này rất là dễ thương luôn nè mấy bà. Mấy chị muốn coi gì mấy chị cứ comment cho em lên đi nha. Cứ coi gì muốn coi gì thì comment lên cho em đi, em lấy hàng cho. Em cho bà gái coi. Hàng này là tôi nói thiệt siêu bét, bét của bét luôn, rất là xinh. Đây, em có màu cam mấy chị ơi, ai lấy cam chốt cam kèm số điện thoại giùm em nè. Ủa alo, không comment nữa rồi hay sao á. Mấy chị ơi, mấy chị không mua hàng, mấy chị cũng lâu lâu mấy chị chấm bài cho em biết là mấy chị còn coi em được nha. Nha nha nha. Hoặc là em biết mấy chị không thích, em còn biết hôm qua mẫu chứ mấy chị chứ em ru vậy, mấy chị coi chứ. Coi em được hôn rồi đi nè. Bộ đang mặc 70.000, nó lộn 80.000. Đây, tình yêu nào thích màu nào comment cho em mở màu cho mấy gái coi nha. Rồi, màu gì ta, màu vàng dễ thương lắm. Màu vàng rất là dễ thương luôn. Đây. Còn đầm hoa xẻ tà không chỉ còn. Ê, coi có ai mua lẻ cái đầm hoa xẻ tà không Thanh? Cái đầm hồi sáng 75 ngàn á. Xẻ tà mẫu cũ á. Bên đây nè, cái hàng một cái có màu vàng nữa, tôi thấy có một cái vàng á. Đây. Còn không? Không, không phải. Hả? Ờ, cái này xỉ hết chưa không? Nè, em còn màu trắng nè. Có lộn màu vàng đấy bà. Còn như này màu luôn á, trời đất ơi, sao mai mua mà em thì trời buồn quá à. Thanh bộ màu này cặp này cho bé ấy luôn Thanh. Đó, Đinh Thanh gì á. Đinh Thanh Trang, Đinh Thanh Sang gì đó. Nè, đầm xẻ tà nè. Đầm xẻ tà chị học quà chị ơn, còn có một cái màu vàng luôn mà chị ơi, chị lấy luôn đi, em mới thiệt. Đây là khách em mua có một cái á, chứ không lấy mọi cho phỉ luôn á chứ. Đẹp lắm chứ ơi. Nè. Hoa vàng xẻ tà, rất là dễ thương luôn. Đây. Đầm hoa vàng xẻ tà maxi bông. Trời ơi, cái đầm này nó em mới thiệt. Quá đẹp luôn đó mọi người, quá đẹp luôn cho mày đẹp nha. Cái này gọi là quá đẹp luôn. Đó, maxi bông xẻ tà giùm em. Rồi ai lấy chốt em nè, vàng xuyến thổi luôn. Vàng kèm xuyến thổi giùm em nha. Đẹp lắm luôn. Không lấy em để cho xỉ ủng mọi người. Mấy chị không lấy cái này em để cho xỉ ủng lắm. Nó đẹp á, 75 ngàn à. Ai lấy chốt em kèm xuyến thổi. Trời ơi, không thấy comment luôn á. Học quà chị ơn, lấy. Thôi ok. Rồi em lên cái bộ gì? Bộ tiểu thư hay là lên quần đi, lên quần này cho chị nè. Quần này 75 ngàn một cái giùm em thôi. Ừ. Quần này 75 ngàn nói chị ơi. 3 size S, M và L. Khẩu trang còn đủ màu. Có lộn, khẩu trang còn hai màu trắng và đen thôi. 60 ngàn một bịch 10 cái. 60 ngàn một bịch 10 cái. Không mua là mấy bữa nữa không có còn vải xu dày gì đâu nha. Em cảnh báo với bà nha. Quên nữa. Đừng có bà ham rẻ nha mấy má. Đừng có bà ham rẻ. Không phải gì. Tại vì á, em cũng có một cái nguồn hàng nhập rất là rẻ nhưng mà nó mỏng ten rồi mấy má ơi.
nó mỏng tan hà, tôi thề với bà luôn. Đây, em thề với mấy chị trong lịch sử luôn, em đã cầm vô cái đó rồi, nó rất là mỏng. Và nhà bà chế nha, nó không có đánh viền, nó không có cái viền này bà chế nào, nó chỉ cắt thôi, nó không có hơ, nó không có hơ nha mọi người, nó không có hơ cái viền, nên là mấy chị mặc vài bữa đó mấy chị giặt một cái là cái này nó tu rua luôn mấy bà, nó tu rua luôn. Em thề với bà gái là em đã biết cái nguồn đó rồi. Em nói ủa tại sao khẩu trang tôi nhập hàng cao quá mà, tụi tôi nhập cao dữ lắm luôn, mà tại sao trên mạng còn có chỗ rẻ hơn tôi, hay là tôi bị ngu tôi bị lừa? Nhưng mà không nha, cái bản nó rất là mỏng, nó mỏng tan rồi mấy bà nội ơi. Trời ơi, bữa giờ tao tưởng sao tao tưởng là hả khẩu trang tôi bị ngu ngục tôi nhập giá cao hay sao? Không, em đã cầm vô cái đó rồi, nó rất là mỏng nha, em nói thiệt sự luôn. Em cho mấy chị đi mua luôn, mua chỗ rẻ đi rồi biết ha, mua mấy chỗ rẻ đi rồi biết liền cái chất liệu liền. Có áo phơm to rộng không chị? Có đây, màu hồng hai cái, màu chiều lọt lại một cái, còn cái màu hồng đúng không, siêu đẹp, phơm to rộng 45.000, chữ thêu luôn, hơi bị xịn sò. Gu xì phơm rộng nha, chữ nợ chữ ẩn nha, chữ đây là may thêu hết toàn bộ luôn, 45.000 màu hồng, hàng Quảng Châu cao cấp luôn, rất là xinh. Đây thêu hết nha mấy chị, thêu luôn, xinh chưa. Màu hồng này còn hai cái, cục cưng lấy lên mã giùm em luôn. Rồi Gen Z Phương Thùy lấy bịch trắng cho bà rồi. Khẩu trang nhà em xỉ mấy chị ơi, không có đáng bao nhiêu đâu mọi người ơi, xỉ nhà em chỉ có rẻ hơn mấy trăm đồng thôi à. Này là em nói thiệt, 300 cái em mới xỉ mà rẻ hơn có mấy trăm đồng thôi. Nhà em bán cho bà chế giá lẻ của em bán là bằng giá xỉ người ta bỏ cho mấy bà chế rồi đó, em báo trước nha. Nhà em xỉ 300 cái á, là 52.000 một bịch. Em đỡ xỉ vậy đó mọi người, tại vì cái này em bán á, không phải là em bán em lời nhiều đâu mọi người ơi. Mà em thấy á, khẩu trang nó đang sắp hết vải rồi nên em về em nhập em mang xong rồi em chia lại cho mấy chị thôi, em nói thật sự luôn á. Mấy bữa trước là em bán 80.000 á, nhưng mà em nói thôi, buôn bán mấy cái này nè, tao nói chứ hả, ăn không biết được bao nhiêu mà tao nói thất đức quá. Sợ thất đức mấy bà ơi, để đất lại cho con để bán giá rất là mềm luôn. Em nói thiệt luôn á, em nhập rẻ lắm, em nhập cao lắm luôn á. Có màu một à bà ơi, cái áo này có màu một thôi. Còn không chị, còn gì em. Khẩu trang còn hai màu trắng đen rồi một cân ơi. Còn hai màu trắng đen thôi. Tôi nói nghe nha, bà mua hàng chỗ khác đó nha, 10 màu nha, không được hai màu trắng đen đâu nha. Hai màu trắng đen là hai cái màu dễ mang nhất, đủ mắt bịch khẩu trang đi vô trong mấy cái siêu thị má mang một đỏ lên, bịch nguyên khẩu trang đỏ vô siêu thị tôi thì tôi quế muốn xỉu luôn vậy đó. Áo khoác phơm to chị, áo khoác phơm to không có nha. Đây nè, quần rách nha mọi người, quần rách nha, hai ba size SML nha, ba size SML thiệt luôn mấy bà, đi ra ngoài đường bịch trắng đen hoặc là nu thôi, mà nu hết vải rồi, nu bây giờ nhập vải hàng màu nu không có đâu. Đây là em nói thiệt, giờ em nhập em, nếu như mấy chị không xỉ mà 300 cái người ta để có 3x 4x à, nhưng mà nó rất là mỏng. Cái này em nói thiệt, nó rất là mỏng luôn, nó mỏng tan và nó không có đi kiểu như là nó không có hơ cái viền lai cho mấy chị đâu, nó rất là tu rua luôn. Mấy chị giặt một nước coi là tu rua cái khẩu trang ra liền nha. Còn cái này nhà em hơ lửa rồi, những cái đường đó mấy chị nói nghe là mấy bà nội nha, những cái khẩu trang màu trắng về mà con nào kêu là cái khẩu trang viền trắng tụi nó bị ố vàng, tụi sáng mặt tay nha mấy má. Tao nói cái vụ này nữa tao mới tức. Đây, cái khẩu trang màu trắng nha em nè mấy chị, là cái viền này mấy chị nè, thấy không, nó sẽ bị màu vàng mấy chị không, nó sẽ bị màu vàng mấy chị biết sao mà nó màu vàng không? Dạ mấy chị ơi, tại vì em hơ qua lửa, em phải hơ lửa như thế này cho mấy chị nè, để làm gì, để cho mấy chị giặt 2-3 lần nó không có bị sụt, không có bị chóc cái lớp này ra nha má, không có bị chóc cái lớp này ra ha. Đây nè, rất là đẹp luôn, thấy chưa, vải có độ co giãn. Về làm ơn trước khi mang khẩu trang su, đặc biệt là cái vải này, làm ơn mấy chị ơi, thứ nhất là trụng qua cái nước sôi giùm em ha, mua về 10 cái để bà nè, bỏ vô trong cái bịch, bỏ đun bình nước sôi 100 độ, đổ tưới tươi sống vô ha, xong rồi đem lên phơi lên liền cho em mấy bà chế rồi hãy mang nha bà. Tại vì cái này á, nó không, đừng có nghe lên lời trên mạng gì diệt khuẩn quần què gì, không có diệt khuẩn quần què gì đâu, cái này nó may đại trà lắm. Mua về bịch liền đi cho ung thư nha. Thanh Thanh một khẩu trang trắng.
Cái này là em nói thiệt tình với mấy chị luôn, tại vì em mua em xài em về em chia lại cho mấy chị thôi chứ em không bán. Không bởi em bán tới 80 ngàn lận đó mấy bà, 80 ngàn một bịch lận đó. Trang Thanh ơi, mua bịch khẩu trang có ship nha. Khẩu trang phải mua từ hai bịch. Hoặc là quần áo kèm theo mới bán, chứ còn khẩu trang muốn con bịch ai bán bà nội. Bà làm như tôi siêu thị phải vô bóc con mỏ đi ra bà nội ơi. Rồi lên tiếp giùm em. Bán gì này mua bán cho mình chia lại cho mấy chị, mua đeo mình chia lại thôi. Lời lại gì? Em lời rất là ít luôn á, em lời ít lắm. Bịch về em lời có 10 ngàn à. Em nói thiệt, không lời nhiều. Comment đi lấy thôi mấy chị ơi. Bây giờ em muốn nhập hàng mà và dày gì em cũng không có hàng đâu. Mấy bữa dịch nó ồ ạt vô ha. Kiếm cũng không có mà mua. Thì kiếm không có mà mua. Giờ dịch nó càng ngày nó càng gia tăng là thấy ghê quá. Rồi áo vải thun bô rip giùm em là sale 45 ngàn. Rồi lên hàng một cái đi. Lên hàng sale cho mấy chị yêu nha. Hàng sale với hàng bơm nè mấy cục cưng ơi. À còn đầm nữa, còn đầm body nữa. Rồi mấy chị đẹp ơi, săn hàng sale đi mấy chị đẹp. Săn hàng sale đi. Alo alo. Chanel còn một, trời tao nói Chanel có màu à, nhỏ ơi. Bé ơi có màu bé. Rồi lên áo cổ bẻ giùm em nha khách, 45 ngàn màu trắng. Rồi tình yêu lấy lên giùm em luôn. Chanel 45 kèm tinh thoại. Chanel nha, 45 nghìn. Trời ơi cái con quỷ này thì nó tào lao ghê. Con quỷ này đúng tào lao luôn, đặt 4-5 cái xong điện thoại không nghe máy, máy nhắn tin không trả lời. Trời ơi 7 cái luôn với bà nội ơi, toàn mua cái. Toàn mua hàng sale không? Má ơi, trời cái gì vậy trời? Con quỷ mi nhon này nè, mày lóc Facebook nó chưa? Mày đừng có lóc nó, mày cho nó vô nó coi đi. Xong tao chửi nó coi. Đây bộ hoa. Bộ hoa 75 ngàn sale cho mấy chị yêu luôn. Đặt 8 cái với bà. Thấy không? Biết sao mày không cho mấy chị đặt 5 sản phẩm là như vậy đó. Không cho mấy chị đặt quá 5 sản phẩm là như vậy đó. Đặt nhiều rồi không có lấy hàng, rất là mệt, rất là nhức đầu luôn. Trời tao mệt ghê luôn á trời, tao lời không có nhiêu trơn á nè. Mấy cái bộ này toàn hàng sale không à mấy bà. 75 ngàn nè. Hoa đen nha. Trời tao chán đời ghê luôn á. Mấy cái bộ hoa này thiệt luôn á. Ủa hôm khách đặt quá trời luôn, thấy nó mua nhiều thôi chùa cho nó đi. Đỡ đi một lần mất công. Mấy chị kia mua con bộ à. Tao nói mệt. Rốt cuộc sao nó không nghe máy luôn. Thấy nấn không. Con quỷ này thiệt cũng mám vố ghê. Ước gì ra đường gặp sự cố dễ sợ. Nè áo này đúng đẹp luôn á. Áo rose nè mấy bà ơi nè. Form rất tốt cho em nha. 35 ngàn. 35 ngàn màu xanh. Lấy chốt em luôn 35 ngàn. Xanh và màu xám hai màu. Xanh xám 35. Trời ơi chị ơi, mới xả cục bơm 5 triệu của chị. Thời điểm này là ai cũng. Trời ơi tao tức ghê. Tức con này ghê trời. Trời ơi tức dễ sợ luôn á. Cái này toàn hàng sale không có chết không. Toàn hàng sale không mấy bà. Thằng nó mua hàng nguyên ra đỏ tức. Đã nói rồi mấy chị ơi, mấy chị làm mấy chị nhắn mấy chị bơm em, mấy chị làm ơn mấy chị đừng mua hàng sale của em, năn nỉ mấy chị luôn á. Em đâu có rảnh đâu, rảnh chim đâu mà em ngồi em xả ra cái đồ hàng sale này hoài. Tức muốn xỉu luôn vậy đó. Áo rất ngực, rất là dễ thương luôn. 35 ngàn màu vàng. Cái này đẹp muốn bệnh tâm thần luôn vậy mấy con khùng này. Kén ghê luôn không. Đặt 7-8 cái là vậy đó mọi người. Đặt 7-8 cái là vậy đó. Không bao giờ sai. Không muốn nghi oan cho mấy chị nhưng mà cũng phải đề phòng luôn á, thiệt sự luôn á. Toàn là hàng sale không mấy bà ơi. Nè 35 ngàn áo bonus màu số 1. Vàng số 1 nha, 35 ngàn. Đã nói thiệt luôn nè, toàn hàng sale không nè. Kim tiền 30. 35 ngàn màu vàng số 1. Dễ thương muốn xỉu luôn vậy đó. Nè, nó mua toàn hàng sale không, tôi tức dễ sợ luôn trời. Bộ ngố màu hồng chữ thêu. Bộ ngố màu hồng chữ thêu. Rồi 60 ngàn. Hoa còn màu hồng không bà? Hoa là gì vậy? Không có bà ơi, hàng sale mà. Đây thêu nhớ chị nha. Nè, bộ thêu 60. À lấy gì chốt em luôn đi mấy chị. 60 ngàn bộ thêu lấy gì chốt. Hoa hết hồng rồi Văn Như Phụng ơi.
Nhung Hồng lấy áo số 1. Vô cái phía cái bảo ơi. Nhung Hồng cỏ nha. Đẹp lắm. Có 35.000 à, gái ơi, sale rẻ lắm luôn á. Sale này bằng giá sỉ luôn á, 1 cân. Rồi, bộ chữ ký còn một bộ hồng nè. 60.000. Ai lấy chốt em luôn. Bộ hoa này siêu xinh. Hoa không có hồng bà ơi, hoa hết hồng rồi. Hoa là gì bà hỏi tôi hoa nào vậy? Hoa nhà tôi nhiều lắm, hoa bộ đùi, hoa bộ dài rồi. Nó nói tè le super treo hết á. Tè le super treo hết cục cân ơi. Đây, bộ hoa siêu đẹp giùm em luôn, không đẹp mấy tiền nè mấy chị nè. Quần ống rộng nha, 75.000 luôn à. Có 75.000 bộ này là đẹp muốn xỉu luôn á. Đây, 75.000 cho em nha. Trời ơi, cái bộ này mới chế mặt đi biển là bả cháy bỏ chét luôn. Rồi, 75.000 hoa xanh. Sale luôn. Trời ơi, tao tức ghê luôn, con quỷ cái thì thiệt luôn á. Tao mà gặp con nhỏ này là tao cầm cái súng tao nã vô đầu nó liền luôn. Nó đứng trước mặt tao là cầm cái súng tao nã vô đầu nó liền luôn. Quỷ điên, quỷ khùng. Đặt cái mám vố vô. Rồi bơm, rồi lộn rồi điện thoại không nghe máy. Cũng khùng không? Xe muốn xỉu luôn nè. Con này nó khùng. Con bi nho này tao nghe quen quen lắm nè. Rồi chân vẫy 60.000. Ai lấy trước em chân váy đen 60 nha mấy gái ơi. Chân váy đen 60.000 nha mấy em nha mấy cục cân. Tôi nhìn hàng nó tôi tức á. Rồi lên tiếp giùm em luôn. Bộ Balenciaga luôn, sale cho mấy chị luôn nè. 60.000 bộ quần ngố. 60.000 quần ngố giùm em nha mọi người nha. Đây, quần ngố 60, ai lấy chốt kèm em số điện thoại luôn mấy chị ơi. 60 quần ngố nha khách, đẹp cực kỳ luôn. Anh yêu lấy lên mã giùm em luôn. 60 Balen. Rồi áo cổ lọ. Áo cổ lọ giùm em nè. Rồi sale 45.000. Áo cổ lọ sale 45.000 nha mấy chị. Trời ơi cái đầm này đẹp nhất nách luôn mấy má ơi. Đây, đây là những chị đẩy. Những chị đẩy làm sao đây? Nhận hàng tới xong rồi yếm ướm vô con chim. Đủ má thiệt nữa. Đây là những, đây là những chị đẩy nè. Hàng tới kiểm hàng mấy má, ướm vô coi. Đủ má mấy má ơi, hàng làm ơn làm phúc giùm con nha mấy má. Cái này là thun mua rip mấy má ơi, co giãn mấy má ơi. Mấy má chưa có chọt cái háng của mấy má, chưa có chọt mấy má vô là mấy má nhìn là mấy má kêu quá hả, hàng mặt không vừa rồi. Trời ơi, ai làm lại mấy má. Ơi nẻ, dễ sợ luôn vậy đó. Áo coco 35.000, màu đen phải thun bô rip giùm con với bà nội. Mấy bà nội, thun bô rip, rớp tớp, đéo được thì đừng có mua. Mấy má nói mấy đỉ nè, nè mấy đỉ nè. Đó, mua một lần ba cái. Thấy ai làm lại không? Cái body này siêu đẹp nha, đó, đây nè. Cái body này mấy má chưa kịp mặc kéo lên, nhìn vậy là kêu ngắn rồi đó mấy má. Nhìn như vậy là kêu ngắn rồi đó, thấy nướng lồn không? Nhìn như vậy là kêu ngắn là đéo nhận hàng, nó thấy nướng lồn dễ sợ không? Làm ơn làm phước, cái này nó có độ co giãn giùm con nè mấy bà nội ơi. Mấy bà nội mặc vô á, mấy bà trong nội kéo nó xuống thì nó mới xuống được giùm con nha mấy má. Cầm như vậy thôi là kêu ngắn rồi đó, đéo mặc được. Trời tao tức dễ sợ luôn, mấy con quỷ mám vô này thiệt luôn á. Rồi không ai coi đúng không? Không ai coi nghỉ nha. Trời lên nãy giờ 2-3 mẫu luôn, không ai comment gì hết vậy, có thấy không? Không thấy thì khỏi mua đi. Rồi đầm body đen này còn cái nè. Đó sale luôn với mấy chế luôn 60.000. Body đen còn cái sale 60. Rồi áo này còn cái 40.000 giùm em luôn mấy chị ơi. Đây là đây nhìn những mấy đẩy nè. Quá chị đẩy luôn vậy đó. Bởi vậy sao mà kêu không không cho mấy chị kiểm hàng lãng vậy á. Quá trời quá đất rồi. Nãy gì đây? Rồi bộ Balenciaga Mai Phương Bùi nè. Rồi bộ này giùm em luôn nha mấy chị ơi, sale cho mấy chị luôn nè, 75.000 luôn. 75.000 chữ thêu nha. Quần dài giùm em nha mấy chị á. 75.000 chữ thêu quần dài. Đây chốt em bộ 75 kèm số điện thoại. Ok.
chán đời vậy đó, sợ luôn vậy đó. Tại có ai mua đâu, lên nãy giờ 3-4 mẫu sale mà giá rẻ rẻ bèo, còn muốn lấy rồi bắt tao bán cái gì trời. Rồi này không có cái tà, cái này là cái áo không. Rồi cái này là áo phông rộng á chị ơi. Áo phông rộng còn cái màu đen sale cho mà chế luôn 35.000 màu đen. 35.000 màu đen giùm em luôn. Bộ 75 cho Trang Thanh. Cho được chị bà nội ơi, bà chưa kịp nhìn là bà trả lời rồi. Trang Thanh 75. Rồi ai lấy mẫu nào nó chốt em mẫu đó kèm tính hỏi luôn. Đây là mấy đậy nè. Cái đậy này là không ai gãi ngứa giùm luôn nè. Không ai chơi lại mấy má này luôn. Rồi ai nữa chốt em. Giờ còn áo không mấy chị? Nãy gì đây? Áo 35.000 chữ ký. 35.000 chữ ký đen. Chữ ký trắng. Chữ ký đỏ. 35.000 nha. 35.000 đen trắng đỏ giùm em mấy chị ơi. Rồi ai lấy màu nào chứ đâu đó kèm tính hỏi luôn. Dễ thương vô cùng. Nãy gì đây? Bộ hoa 75 mấy chị. Bộ hoa sale 75.000 nè. Đây là tay ngắn giùm em nha. Tay ngắn nè. Bộ hoa 75.000 sale luôn. Đó tình yêu lấy chốt em luôn nha. Bộ hoa đỏ. Hoa đỏ 75. Ai lấy chốt em hoa đỏ 75 nè. Mà mấy cái bộ hoa này ghê luôn vậy đó. Hoa đâu lòi đâu hoài luôn vậy trời. Nè bộ ba len này còn màu đen nè mấy chị ơi, 75.000 luôn nè. Ba len cổ tim nha mấy chị. Ba len cổ tim 75 giùm em luôn. Rồi ai lấy chốt em nè. Ba len cổ tim. Ba len cổ tim em 75.000. Rồi tình yêu lấy chốt em nè. Ba len cổ tim 75. Cái gì đây? Rồi sale bộ này luôn 59.000. Bộ ngố. Bộ ngố gì đây? Bộ ngố con gì nè? Bộ ngố con gì quên mất tiêu rồi. Chị ơi còn bộ tiểu thư không? Còn nha Nguyễn Lợi ơi. Còn em yêu ơi. Rồi 59.000 con báo hồng. Màu trắng 59.000. Báo hồng giùm em 59 nha. Đưa đây, đưa đây. Đưa cho bộ Đinh Trang liền. Rồi bà Trang Thanh khỏi mua nữa má. Khỏi mua. Rồi xong khỏi bán. Quá trời mệt mỏi. Mua đồ sale còn đổi tới đổ lui nữa. Để cho em bán người khác đi nha chị đẹp. Đinh Trang lấy thì ok giùm chị. Mai qua nhà lấy giùm mình chị luôn bác. Đi ra luôn. Bán đổi tới đổi lui hoài. Mua hàng sale làm ơn đừng đổi giùm em mấy chị ơi. Sale rồi còn đổi nữa. Xả phong lâm rồi còn dính cục phong lâm khác nữa. Đây báo hồng em còn màu đỏ nữa nha. Có xẻ tà nữa chị dễ thương lắm. Rồi hai màu à. Dễ thương lắm nha. Rồi 59.000 sale cho khách luôn nè. In hình giùm em luôn nè mấy chị đẹp nè. Đó. Ai lấy màu nào chứ màu đỏ kèm xin hỏi luôn. Báo hồng 59.000. Còn vàng, còn đen, còn đỏ với lại còn trắng nha. Báo hồng. Rồi bộ này dễ thương cực kỳ luôn nè. Rồi sale 75 luôn mấy chị ơi. Quần chạy viền. Quần chạy viền giùm em nha mấy chị. Rất là xinh luôn. Đó, quần chạy viền giùm em. Rồi áo có túi đằng trước đằng sau in con gấu. Tình yêu lấy chốt em kèm xứng thỏi luôn. Ai lấy màu nào chứ màu đỏ kèm xứng thỏi giúp em. Quá trời dễ thương. Bộ nha mấy chị yêu ơi, bộ giùm em nè. Đinh Trang là lấy bộ này phải không?
Rồi, bộ này còn có một bộ màu và sale luôn, cho mấy chị rẻ luôn nè. Sale luôn 50.000 giùm em nha, khách ơi. Lụa satin. Lụa satin 50.000, rất là dễ thương. Bộ này bộ quần đùi giùm em. Đây. Bộ mặt còn Phân Huệ lấy nhiêu bộ hai màu đen. Đen và nâu nha, đen và nâu Phân Huệ ơi. Rồi, bộ này ai lấy chốt em nè mấy chị. Đó, rất là dễ thương luôn. 50.000. Bộ pyjama đùi mặc ở nhà. Này đây. Bộ IB hả? À, bộ Kevin Lee. Cái này là hàng theo nè mấy chị, theo ẩn nè. Sale luôn cho mấy chị 75.000 luôn. Bộ Kevin Lee nè. Sale luôn 75 chứ lộn, 75.000. Ai lấy chốt em kèm số điện thoại. Phương Huệ bộ chị mặc có hai màu nha, màu nâu với lại màu đen, vải đẹp lắm cô con ơi. Vải siêu đẹp luôn. Lấy màu mấy nè Phương Huệ, màu đẹp lắm nha. Có đen với nâu thôi à. Tỷ sống 7.000. Rồi bộ nai mấy chị ơi. Bộ nai sale 75 luôn, cần yêu lấy chốt em nè. Bộ nai. Đó, quần nha mấy chị đẹp nha, rất là xinh luôn. 75.000 bộ nai. Quá dễ thương. Bộ không à trời. Nãy giờ lên bộ không luôn á. Rồi áo vàng, sơ mi vàng. Sơ mi vàng 35.000. Sơ mi vàng 35.000 giùm em luôn. Ủa mấy bạn coi được không vậy trời. Phương Hỏa lấy màu 2 đi em. Pyjama 50 cho Ngọc Trang. Ngọc Trang pyjama 50. Bà có bộ nào bầu mặc được không? Không bà ơi, bầu mua đồ em không được đâu, có đầm rồi thôi. Mà thôi, mặc mất công tét nữa. Em đang bầu nhỏ này chứ ơi, em còn mặc được. Bự bự xíu nữa mặc không được đâu. Rồi áo 35.000 Chanel form rộng. 35.000 Chanel form rộng giùm em. Ai lấy chốt em kèm số điện thoại. Rồi bộ Adidas nè. Ok cục cơm. Bộ Adidas màu xám siêu dễ thương luôn mấy chị. Chạy viền đằng sau lưng, trời bộ này đẹp xuất sắc luôn. Adidas nha. Rồi sale cho mấy chị bộ này luôn nè. 80.000. Bộ này 80.000 giùm em nha mấy chị yêu nha. 80 giùm em luôn. Ok, mai bên chị gọi điện chốt đơn đi đơn em yêu ơi. 80 giùm em cho là trẻ nha, còn hai bộ xám. Bộ này là màu xám xi măng. Xám xi măng chứ không phải xám đen nữa là. Xám xi măng này rất là đẹp luôn á, xám xi măng này mặc tay lắm. Rồi, Phương Hỏa lấy bộ đang mặc màu 2 quăng chưa bảo. Hả? Chưa. Quăng cho bộ Phương Hỏa, bộ mặc màu 2 kìa. Ừ đúng rồi. Rồi áo kiểu giùm em chị ơi. Áo kiểu sale 39.000 hết giùm em luôn rồi mấy bà chị nè. Áo kiểu siêu đẹp nha. Ủa còn ai coi không vợ? Không coi ngẩn nha. Để đây. Đi cho thẳng kiều đi anh. Đi thẳng kiều bộ đen lắm đi. Có người rồi. Rồi áo kiểu 39.000 giùm em mấy chị ơi. Áo kiểu 39.000, mẫu này mới hồi sáng luôn nè. Mẫu này mới lai hồi sáng giùm em luôn nè mấy chị. Xỉ đã 38.000 rồi. Lẻ 39.000 sale luôn. Áo hoa. Áo hoa 39.000 nha mấy chị yêu nha. Ai lấy chốt áo hoa kèm số điện thoại. Áo rút còn đủ màu. Rút vàng này lỗi đâu. Không biết cái loại trời. Áo rút. Đây. Áo dây rút giùm em luôn 39.000. Này sale luôn cho mấy chị luôn. Hồng. Hồng đen 39. Hồng đen 39. Áo hoa rút đỏ 39.000. Hoa rút đỏ 39.000. Trời rút không vậy trời. Một làng cái rút vậy. Rút bi 39.000. Rút bi 39.000 giùm em luôn. Rồi ai lấy đồ nào nó chốt nghỉ. Cái ba mấy chị nha, cảm ơn mấy chị rất là nhiều đón xem livestream của em nha mọi người. Em nghỉ với bà gái ơi. Lai ngoài có không ai mua.